hào môn tranh đấu một người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. Chương 1211, trận chung kết 1. Sáng sớm hôm sau, đêm qua một tiếng súng chấn động trời đất vang lên, truyền đến tin tức tổng giám đốc trang của tập đoàn Hoàn Cầu trúng đạn, Tịnh Kỳ nhanh chóng báo với thủ tướng lúc đó đang thưởng trà tại khách sạn Á Châu, thủ tướng phẫn nộ chất vấn thị trưởng đương nhiệm và quan viên địa phương, bao gồm trưởng cục cảnh sát cho rằng tập đoàn Hoàn Cầu từng vô số lần giúp đỡ đất nước những cuộc thi mang tầm cỡ quốc tế, thậm chí lần này đem cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu lớn tổ chức sinh động như vậy, hai vị tổng giám đốc là người có những cống hiến quan trọng. Cho nên hôm nay bắt đầu, phải tra rõ hung thủ, thậm chí điều động vô số cảnh sát, muốn lục soát toàn thành phố này. Phương Di lập tức dẫn thuộc hạ theo, hướng về phía thủ tướng Trình lên đầu đạn bị bắn trúng, cùng với sợi tóc của lính đánh thuê có liên quan, trưởng cục cảnh sát lập tức dẫn cảnh sát toàn thành căn cứ theo bằng chứng được cung cấp chính xác, dùng cảnh sát giao thông cùng nhiều bộ phận tiến hành truy nã, còn hai cận vệ của Tổng giám Đốc Trang là Nhã Mộng cùng Oánh Oánh, dẫn theo vệ sĩ Hoàn Cầu, từ đêm qua vẫn theo cảnh sát đuổi bắt đến tận bây giờ, thề phải bắt được hung thủ. Lúc này khách sạn Á Châu, vì trận chung kết cuộc thi hầu rượu lớn đêm hôm trước, lại xảy ra sự việc đấu súng, bất luận là đe dọa đến quốc tế, hay là với nguyên tắc quốc gia, đều phải xuất động vũ lực, đem toàn bộ người trong hội trường thi đấu lớn như vậy, trọng trọng bao vây lại, bảo đảm sự an toàn của mọi người trong trường thi, mà tòa cao ốc nơi nghỉ ngơi của Hiệp hội rượu nho cùng phục vụ rượu, lại càng tầng tầng cảnh sát vũ trang, mặc âu phục màu đen, nghiêm mật canh phòng. Biển rộng, lúc này đòn ánh mặt trời màu tím, mạnh mẽ hướng bờ biển, sức mạnh như rời núi lấp biển, sắp sửa nhằm về phía khách sạn Á Châu. Lúc này, tòa nhà kiến trúc màu trắng này, theo vô số câu chuyện xưa truyền kỳ của nó, bắt đầu giữa những tia nắng mai chói lóa, chiết xạ ra ánh nắng vạn lý kinh sợ, trước quảng trường khách sạn, kéo lên lá cờ của đất nước cùng với lá cờ diệt biểu tượng tập đoàn Hoàn Cầu, còn có lá cờ của khách sạn Á Châu, đồng thời kinh ngạc đón gió phiêu động. Audio điện tử võ tấn bền Vô số nhân viên khách sạn mặc chế phục, lúc những tia nắng an mai xuyên thấu tầng mây, nhao nhao tinh thần phấn chấn bắt đầu làm việc. Hôm nay là ngày diễn ra trận chung kết cuộc thi hầu rượu, tổng quản lý hoắc Minh cùng Nhã Tuệ và các vị quản lý, suốt đêm qua phối hợp với nhân viên hiệp hội rượu nho diễn tập màn thi đấu đặc sắc bọn họ mặc dù không được từ tiện xâm nhập vào nhưng vẫn nghiêm cẩn canh giữ ở bên ngoài nhà hát sắp xếp dịch rượu và an bài nhân viên ngày mai làm việc mặc dù một đêm không ngủ hay bởi vì một khắc khẩn trương này mà tinh thần phấn chấn nghiêm túc cẩn thận cũng như vòng thi đấu thứ hai nhân viên nhà hát cùng các nhân viên lễ tân sáng sớm vào thời khắc sương mù còn chưa thành giọt cũng đã hăng hái sắc nhung một màu vây quanh ở phía ngoài nhà hát. Một thảm đỏ thấm, hôm nay nối thẳng hướng tòa nhà hiệp hội rượu nho cùng phục vụ rượu, tại đại sảnh huy hoàng mã vàng kia, lúc này cảnh sát nghiêm mật canh phòng, bên trong có vẻ lặng yên không một tiếng động, ngay cả người trong hiệp hội phục vụ rượu và hiệp hội rượu nho vẫn chưa thấy ai, lúc này mới 7 giờ 50 phút, chỉ thấy vô số nhân viên phục vụ cao cấp, đẩy các loại điểm tâm đặc sắc đi vào bên trong. Hôm nay mỗi người đều khẩn trương, bởi vì dưới phần thi khó nhất thế giới này, mới sinh ra được quán quân của phục vụ rượu. Đây là thời khắc vượt thời đại, bất luận là người tranh cử hay là người tuyển chọn đều mang trong mình trọng trách, đều phải vì lịch sử rượu nho, một bút vẽ nên bức họa quan trọng. Hội trưởng Hiệp hội rượu nho David, đêm qua một đêm không ngủ, cùng Duran tiên sinh cho tới tận 3 giờ sáng, còn dốc phu nhân thì ở phòng tập thể thao, chạy bộ tập thể hình đến mức mồ hôi nóng nhễ nhại, đám người phê nên ngược lại vẫn còn ổn, cũng đã không khỏi trở nên trầm mặc, Lauren bởi vì cảm tình giao hảo cùng Vitus tiên sinh, đêm qua ở bệnh viện đến 3 giờ sáng, lúc trở lại, cũng là vẻ mặt nặng nề cùng tiêu tủy. Trận chung kết vẫn có hơn 4.000 ghế, trên cơ bản không có bất luận điều chỉnh nào. Chỉ là có sự thay đổi vị trí của vài phóng viên. Mà trung gian có đoạn nhạc đệm nhỏ, cũng không biết là thật hay không. Cũng không biết có nên như vậy hay không. Mọi người đều coi như đó không phải là thật, nói chung làm như vậy là không đúng giống như nếu muốn giải rượu nho đỏ quá hạn, có thể bí mật tăng thêm một chút rượu Potter, có thể làm cho dịch rượu khôi phục lại, giữa người Trung và người phương Tây cũng có sự bướng bỉnh của chính mình. Nhưng sự thực hình như đã xảy ra, chính là lúc phóng viên Trung Quốc đem hết toàn lực vọt vào hành lang bệnh viện, do hỏi đường khả hình có hay không trái với quy định thi đấu, hôm nay hình như không thể đến hiện trường, nghe nói là bị vài phóng viên Trung Quốc tức giận đem anh ta đánh một trận, ném vào trong thùng rác đây thực sự chỉ là một đoạn nhạc đệm, thực sự. Tòa nhà vẫn im ắng như vậy, thế nhưng từ 8 giờ 10 sáng hôm nay, ta dường như có thể nghe thấy bên trong tòa nhà truyền đến thanh âm va chạm vào nhau của một bộ đồ ăn yêu nhã. Bọn họ dường như đang dùng điểm tâm, còn David thì muốn trước 9 giờ, mời dự họp quan trọng một lần cuối cùng, khẳng định đề thi của Vitus tiên sinh cùng Tổng Giám Đốc Trang, do bọn họ đều bị thương, cho nên không thể tham gia thi đấu, nên đại hội quyết định, Dóc phu nhân lại lần nữa từ quan chủ khảo biến thành giám khảo, tiến hành chấm điểm. Mà tầng cao nhất nơi nghỉ ngơi phục vụ rượu, cửa, vẫn đóng chặt, đây là thời khắc thần bí như vậy, bọn họ sắp sửa hướng tới thế giới biểu diễn màn phục vụ rượu đỉnh cao, tất nhiên phải thu được sự quan tâm tối cao. Thời gian gần đến 8 giờ 30 phút, ánh nắng ban mai chiết xạ đến, phóng viên càng lúc càng đông tụ tập hai bên thảm đỏ, bọn họ nhao nhao cầm máy ảnh nhìn ra xa, phấn khởi nhìn đại sảnh huy hoàng, Hách lệ lúc này mới mặc chế phục màu trắng, mặt theo thói quen nghiêm túc nở nụ cười yêu nhã, thỉnh thoảng xuất hiện ở đại sảnh, thế nhưng rất nhanh liền biến mất. Không bao lâu sau, rốt cuộc nhìn thấy vài nhân viên hai nước Anh Pháp, chậm rãi cất bước đi ra đại sảnh, nhẹ kéo vài nhung đỏ thấm, vừa đẩy mảnh vài nhung, vừa ngẩng đầu, nhìn về phía nhà hát bên kia. Nhà hát Thủy Tinh, thời khắc này đang chiết xạ ra ánh sáng bảy màu chói mắt, lúc này hai vị thần rượu Dionysus cùng Bắc lại bắt đầu chìm trong thời khắc lịch sử, Chậm rãi mở mắt ra, hoạt động thân thể điêu khắc cao 10 thước, dáng vẻ như nghiêm túc nhưng lại như say. Giờ ly rượu đỏ thấm lên cao, bắt đầu hướng trong thân thể của mình uống rượu. Nhưng dịch rượu đỏ thấm này, cư nhiên dùng hiệu ứng công nghệ 3D, theo thảm đỏ nhà hát lãng mạn mà chậm rãi lưu chuyển hướng về ngay chính giữa đại sảnh tòa nhà. Vô số người xem, lại lần nữa phấn khởi chờ đợi bên ngoài nhà hát, đối với trận thi đấu lần trước, vẫn còn vui vẻ sôi nổi đều đang khẩn trương mà hưng phấn dự đoán quán quân rượu rốt cuộc là ai. Tất cả mọi người cho rằng đó là cuộc tranh tài của Alex cùng Đường Khả Hinh, nhưng Geston lại là người tài đứng đầu trong lĩnh vực ẩm thực. Cuộc thi đấu này lại bắt đầu trở nên đầy mê hoặc, mà người xem còn chờ mong có thể nhìn thấy rượu đỏ kinh thế. Giữa ý kiến thảo luận, âm thanh rung trời chuyển đất kia, thậm chí bay tới mỗi căn phòng của phục vụ rượu. Phòng nghỉ VIP thứ 3 một đường ánh sáng mặt trời mãnh liệt chiếu rọi vào phòng khách xa hoa, bộ trang sức xanh hoàng đế vô giá kia, vẫn như cũ đặt trên sofa hồng nhung, vải nhung đen theo tia nắng ban mai, cũng lóe ra một chút sắc vàng, thi ngữ cùng lạp lạp, còn có tiên nhi sáng sớm liền ở phòng khách bận rộn, thế nhưng đi tới đi lui, lại cũng không biết đang khẩn trương cái gì, nghe nói thì đấu qua đi, lần thứ nhất quan chức được chọn sẽ tiến hành đến chúc mừng tuyển thủ quán quân, nghe nói trận chung kết hôm nay, những đầu bếp ưu tú nhất thế giới sẽ phát huy tiềm lực của bản thân. Cống hiến những món ngon gây mê hoặc lòng người, nghe nói hôm nay trận chung kết, một vài vị khách quý thần bí sẽ xuất hiện, cho từng vị tuyển thủ mỗi người một khảo nghiệm thần bí. Lạp lạp cùng tiên nhi đồng thời cảm giác lồng ngực của mình sắp sửa bị chặn bới một đoàn khí, kim long không được nhìn về phía cách cửa đóng chặt kia, đường khả hình từ đêm qua sau khi cùng thủ tướng tâm sự trở về, liền tự mình trầm mặc đi trở về phòng, đóng cửa, bất luận kẻ nào đều không nên quấy nhiễu, cho đến lúc này, cô vẫn ở trong đó một chút tiếng động cũng không có. Thi ngữ cũng bộc lộ mấy phần khẩn trương, chậm rãi cất bước đi tới trước cửa phòng, vươn tay, nhẹ nhàng gõ gõ, mới mềm giọng gọi, đừng tiểu thư. Hiện tại đã gần 9 giờ, nên dùng bữa sáng, sau đó xuất phát. Bên trong một chút tiếng động cũng không có. Thi ngữ hơi giật mình, đứng ở một bên, chờ đợi. Bên trong phòng, cửa sổ sát đất kéo rất chặt, chỉ lộ ra một đoàn ánh sáng như đá quý hồng, chiếu lên bóng dáng thướt tha động lòng người kia, cô cứ như vậy đứng trước gương, mặc chế phục màu đen, tóc buộc cao đuôi ngựa, khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ trang điểm nhẹ, cũng đã có chút tinh thần, hai gò má xinh đẹp, hai tròng mắt trong veo, rõ ràng cảm giác được cô như ẩn chưa năng lượng bên trong đó, thập phần sáng chói động lòng người. Đường khả hình lúc này mím chặt đôi môi, mặt bộc lộ vẻ nghiêm túc cùng kiềm chế, nhìn chăm chăm mình trong gương, dường như thật sâu xem xét mặc kệ mọi thứ trong cơ thể như đờ nát rời núi lấp biển cô lại chậm rãi nắm chặt nắm đấm tùy ý gân xanh nơi cánh tay kéo căng vết thương nơi bả vai truyền đến trận trận đau đớn kiềm chế cảm xúc trong lòng như đang muốn tuôn ra hai tay chậm rãi nắm chặt lại chậm rãi buông ra bắt đầu vô thức kiểm tra đo lường độ linh hoạt cùng lư xê ngón tay và cổ tay đau từng đợt truyền đến cô nét mặt căng thẳng tùy ý trên trán mồ hôi lạnh tuôn ra hai chồng mắt lại lóe ra ánh nhìn kiên nghị, nhìn về phía mình trong gương, lại chậm rãi hoạt động 10 ngón tay. Để 10 ngón tay dường như bắt được lực bao quanh, nhớ tới lời cha, dịch rượu kỳ diệu đẹp nhất là như người khi nhấm nháp chút ánh sáng mặt trời, chút hương khí kia, như câu chuyện xưa, thậm chí có thể cảm giác được một tầng sức mạnh chậm rãi mà hồi sinh, kích thích ta ngẫm lại cuộc đời. Tiếng gõ cửa vang lên. Đường Khả Hinh lúc này mới nghe được tiếng gõ cửa nhẹ truyền đến, sắc mặt cô khẽ ngưng, trầm mặc như ngưng kết tư tưởng, nhưng vẫn thong thả xoay người, đi về phía trước cửa phòng, nhẹ mở ra. Thi ngữ cùng lạp lạp, còn có tiên nhi cùng nhau thật khẩn trương chặn ở cửa phòng, có chút khiếp sợ nhìn về phía cô. Đường khả hình cũng nhìn về phía bọn họ, chậm chạp cười. chương 1212, trận chung kết phần 2. Nhà hát cùng với bài hát, Si làm phấn chấn lòng người, kéo ra màn che cuộc tranh tài chuyên gia hầu rượu cấp cao bậc nhất. Quả cầu pha lê với thiết kế khổng lồ, giờ phút này khúc xạ ánh sáng tỏa ra bảy sắc màu rực rỡ. Trong nháy mắt, toàn bộ khách sạn Á Châu giống như một nhà hát lớn, khắp nơi bên trong bên ngoài sân khấu đều chật ních khán giả, bọn họ rối rít tay cầm vé mời, theo thời gian đến gần từ từ tiến vào bên trong. Tổng giám đốc Hoắc Minh dẫn Nhã Tuệ và các giám đốc khác, giờ phút này chỉ được đứng ngoài sân khấu với các cô gái nghi thức cùng nhau tiếp đón quan khách vào trong. Thỉnh thoảng xoay người nhìn lại, nhưng cũng chỉ thấy bóng người thần bí của hách lệ thỉnh thoảng xuất hiện trong khu vực nội bộ rộng lớn. tuy nhiên đến nay các loại hiệu ứng sân khấu đặc biệt trừ mọi người trong hiệp hội rượu nho ra những người còn lại không một ai có thể biết được. đặc công mặc quân phục dần di lần đầu tiên trên quy mô lớn nghiêm túc cầm súng tuần tra khắp nơi. sau khi tổng giám đốc trang bị trúng đạn giờ phút này không ai dám buông lỏng nơi này. một bóng dáng màu tím mãnh liệt như luồng mây tím. Từ ngõ hẻm dài thần bí nào đó thoát ra, Nhã Mộng cùng Lý Doanh nhanh chóng như chim én bay theo gót bóng dáng kia, nhanh như gió hướng ngõ hẻm dài kia chạy tới. Họ vừa mới lấy được tin tức, một nhóm lính đánh thuê mới đang ẩn núp ở ngõ hẻm nào đó ở khu phía bắc, chuẩn bị cơ hội để hành động. Điệp Y cùng Nhã Mộng ba người ở vị trí gần đây, nhanh như gió truy đuổi tới. Điệp Y mặc váy dài tím, má trái bị rạch vẽ ra một vết máu, mặt tái nhợt như ma quỷ nhưng người vẫn nhanh như động vật siêu nhiên mái tóc dài ngang vai xóa ra. Mới vừa rồi cô muốn một mình xông vào con ngõ hẻm nào đó nhưng cảm giác được phía sau có một trận sức gió rất lớn, giống như chó sói vậy lao thẳng tới, cô nghiêng người xoay lại, bên trái có găng tay màu đen cầm con dao sắc nhọn vọt tới, hung ác đâm thẳng về phía trước trượt đi. Hai tên lính đánh thuê từ trên nóc đằng sau của ngõ hẻm bay vọt ra, quăng như bay châm độc ruồi, hướng điệp y hung ác phóng tới. Điệp y lấy một địch mười, trong một giây nhanh chóng lắc mình né tránh má trái và cánh tay của cô toàn bộ găm đầy châm độc, mũi châm nhanh chóng phun ra chất độc hòa tan ra thịt xương cốt cơ thể. Chất độc sắp lan ra toàn bộ cơ thể nhưng điệp y tựa như khinh thường nó, trong nháy mắt nhanh như mèo nhảy dựng đứng lên, sử dụng móng nhọn của cô, lấy tốc độ nhanh như chớp rũi ngang chân ra đá văng 10 tên lính đánh thuê. Cô nhớ kỹ mệnh lệnh của Trang Hạo Nhiên, lúc quét ngã tên lính đánh thuê cuối cùng, cô dương quả đấm chứa 5 con dao sắc nhọn, hướng tới xương sống phía sau của tên đó đâm xuống, trong nháy mắt cắt đứt tất cả kinh mạch của cơ thể. Một loạt tiếng kêu la thống khổ vang lên, đám lính đánh thuê đồng thời cùng nhau hướng Điệp Y mãnh liệt nổ súng. Điệp Y tóm chặt cơ thể của tên lính đánh thuê vừa bị đâm kia, như một vầng trăng khuyết ngăn cản từng loạt đạn bắn tới. Nhã Mộng cùng Lý Doanh nhanh chóng từ tầng thượng bay người xuống, trong tay cầm kiếm sắc, bản lĩnh cao nhanh như chớp trong nháy mắt giải quyết xong hai tên. Lý Doanh tự nhiên nảy sinh ác độc dương đao sắc lên xuyên thẳng vào xương bả vai của tên lính đánh thuê kia một bóng đen giống như sói lớn lao thẳng về phía ba người điệp y đang muốn dùng tia độc lướt qua mặt các cô một bóng đen khác khí thể giống như đại hồng thủy mãnh liệt vọt tới lãnh mạc hàn gào thét giống giận một tiếng vung nắm đấm đánh một quyền mạnh vào tim của bóng đen người sói kia miệng tên kia phun mạnh ra một ngụm máu tươi mặt lộ ra sự đau đớn nện người vào tường thanh bình cùng mỹ linh tung người nhảy lên bay qua lãnh mạc hàn nhắm ngay vào tên lính đánh thuê vừa ngã xuống vùng đao sắc đâm mạnh vào xương bả vai của tên đó trong lúc đó một đám người đột nhiên xông vào gian phòng ống nước cũ nhất thời làm nước văng ra khắp nơi lãnh mặc hàn mặc y phục đen tay cầm đoản đao mặt thâm trầm cứng lại đôi mắt sắc bén vô tình đối diện với càng ngày càng nhiều thuộc hạ sông vào trong lúc đánh nhau trầm tĩnh và tàn nhẫn ra lệnh một người hai người đem bọn chúng tháo xương tháo cốt ra cho tôi được tiêu yến giang thành cùng những người khác cùng xông vào đánh nhau lãnh mạc hàn thở dốc vừa lạnh lùng nhìn chằm chằm cảnh bọn họ đánh nhau vừa bình tĩnh xoay người đưa mắt nhìn thời gian trên cổ tay thời gian từ giờ đến trận chung kết còn nửa tiếng nữa anh nhanh chóng lách mình đi lục soát một nhóm lính đánh thuê khác rất có thể trà trộn vào trận chung kết vừa lách mình đi về phía trước vừa thông báo cho tô lạc hoành đợi sau 15 phút nữa có thể để cho phương di cùng tính kỳ đến ngõ hẻm phía bắc bắt người tô lạch hoành phía trước vừa chuyển động các ngón tay Chú ý đến tình trạng giao thông của khách sạn Á Châu, vừa nhìn hướng Lãnh Mặc Hàn nói. Thời gian phải nhanh hơn nữa, cố gắng lái xe quay lại chỗ trú ngụ của bọn chúng, phải đem chứng cứ quan trọng lục soát ra. Như vậy mới có thể cắt đứt kế hoạch xông vào hiện trường cuộc tranh tài của bọn chúng. Lãnh Mặc Hàn không nói câu nào, nhanh chóng tung người lao về phía trước. Thảm đỏ thật dài quy tụ vô số phóng viên, thậm chí nhà hát còn có 10 phút nữa thì đóng cửa nhưng bọn họ vẫn đứng đó chờ đợi trong lo lắng. Quả nhiên không lâu sau, đối lập suy dẫn các thành viên của Hiệp hội rượu nhau đến, người người đều mặc đồng phục màu đen, vạt áo trước đeo phù hiệu trùm nhau bằng vàng ròng, mặt lộ vẻ nghiêm túc cẩn thận nhưng vẫn rất lịch sự nở nụ cười, từ từ bước lên thảm đỏ hướng tới nhà hát đi tới, theo sau là một loạt ánh đèn flash lóe lên mãnh liệt. Chủ tịch Hiệp hội chuyên gia hầu rượu đai lần cũng dẫn các thành viên đứng đầu của Hiệp hội đến, vẻ mặt lộ ra sự phấn khích cao độ, dần dần di chuyển ra khỏi đại sảnh huy hoàng, bước lên thảm đỏ đôi mắt ông càng ngày càng lóe lên ánh sáng thiêng liêng, sau cuộc tranh tài này, sắp sửa thực sự được chứng kiến chuyên gia hầu rượu khu vực khác với chuyên gia rượu đẳng cấp, khoảnh khắc thể hiện sức mạnh toàn diện. Theo sau là ba cô gái Pháp xinh đẹp, các cô đều mặc váy ngắn màu trắng, tay bưng ba hộp gấm sắc màu rực rỡ, bên trong chia ra bảy ba loại huy chương chuyên gia hầu rượu vàng, bạc và đồng còn có tặng thưởng giấy chứng nhận cho phép tiến vào giới chuyên gia hầu rượu thế giới. Trong tương lai, người giành được chức vô địch, sẽ có thể chỉ trong một bước giành được chức vụ phó chủ tịch hiệp hội chuyên gia hầu rượu thế giới. từ đây trong giới rượu nho thế giới sẽ trói mắt như thế in đậm tên tuổi của anh cô ấy. từ đây chỉ với một câu nói của anh cô ấy sẽ có thể tác động đến dịch ép của quả nho sau đó là hương vị của rượu nho thế giới giành được sự tôn trọng cùng tiếp đái của mỗi người trên thế giới. điều này đúng là một khoảnh khắc thiêng liêng. trần mạn hồng cùng nhã tuệ cùng một nhóm quản lý quen thuộc cùng chờ đường khả hình vẻ mặt của họ cũng không khỏi kích động chen chúc đến cạnh hai bên thảm đỏ cứ thế khẩn trương ngẩng đầu ngóng chờ phía trước cuối cùng lúc các thành viên của hiệp hội từ từ bước lên thảm đỏ ba nhân viên công tác người pháp bước ra trước cùng với một loạt đèn flash của phóng viên sáng rực lên suốt cuộc lấy đường khả hình làm lựa chọn để dẫn đầu người người mặc đồng phục đen phạt áo đeo huy hiệu chưa lên cấp trùm nho màu bạc từ từ bước ra đại sảnh huy hoàng tinh thần sung mãn cùng khuôn mặt tươi cười bước lên thảm đỏ đi tới nhà hát khả hinh, nhã tuệ trong thời khắc này, liều lĩnh chen chúc ở giữa đám phóng viên, đôi mắt ướt kích động nhìn về phía đường khả hinh dẫn đầu, nghẹn ngào mà gọi lớn. Khả hinh, bất kể hôm nay em đạt được kết quả gì, giờ phút này, chị vì em mà kiêu ngạo, cảm ơn em đã một đường giữ vững kiên trì, cố lên. Đường khả hinh dẫm trên thảm đỏ, cảm nhận được vô số ánh đèn flash rơi xuống người mình. Nghe vô số phóng viên đặt câu hỏi nhưng cô chỉ lắng nghe thấy duy nhất tiếng của nhã tuệ cô nhìn thật sâu về phía người chị em tốt đang đau lòng kích động trong đám người trên đẩy kia, khuôn mặt lộ ra nụ cười cảm động nhưng không dám ở nơi này làm chậm trễ thời khắc của cuộc tranh tài. Không đưa cho chị ấy bất kỳ lời cam kết nào, chỉ đơn giản hơi một chút đè nén cảm giác biết ơn gật đầu một cái, rồi một mình bước lên phía trước. Cố gắng lên, đường khả hinh, vô số phóng viên của Trung Quốc còn có các đồng nghiệp của khách sạn Á Châu, dối giết nhìn về phía bóng lưng kiên cường của cô gái này, kích động gọi lớn. Đường khả hình từ từ bước đi về phía trước, nghe tiếng vỗ tay ở phía sau, cô nặng nề thở ra một hơi, kiềm chế cảm giác áp lực không thể hít thở, kiên định ngẩng mặt đi về phía trước. Alex cùng Golden cũng trở thành hạng 2 và 3, từ từ bước theo đường khả hình, bề ngoài nghiêm túc đi về phía trước, trong khoảnh khắc này, khoảnh khắc kích động này, ai ai cũng muốn có tiếng vỗ tay. Nhã tuệ vẫn vội vàng đứng ở đầu kia của thảm đỏ, nhìn về phía bóng lưng đường khả hình từ từ đi xa, đôi mắt cô lại ướt, thật lòng nghẹn ngào nói. Mạn hồng, tôi thật sự rất hy vọng khả Hinh có thể trong khoảnh khắc này vẫn giữ nguyên được vị trí dẫn đầu. Tôi thật sự rất khát vọng, rất khát vọng, cô ấy trong trận đấu hôm nay sáng lên nóng lên. Ông trời ơi, xin hãy phù hộ. Sẽ, chân mạn hồng nhẹ nhàng ủng hộ nhã tuệ, mặc dù không chắc chắn, nhưng cũng chăm chú nhìn bóng lưng đường khả Hinh đi xa, khoảnh khắc này cô cũng kích động đến hai con mắt đẫm lệ, mặc dù khẩn trương, nhưng vẫn ôm hy vọng mà cảm thán, cô ấy nhất định sẽ cố gắng. Nhất định sẽ. Nhã Tuệ phát hiện mình lá gan không đủ lớn để vào xem cuộc tranh tài. Vào đi thôi, Trần Mạn Hồng hiểu rõ Nhã Tuệ, vẫn dìu cô mềm mỏng nói. Bất kể như thế nào, chúng ta vì cô ấy cùng bầu bạn cho đến giây phút cuối cùng. Cô không biết rằng để được xem cuộc tranh tài này, có biết bao nhiêu phóng viên tha thiết ước mơ đâu. Đúng vậy, đám phóng viên chen chúc vỡ đầu mới xin được ghế ngồi nho nhỏ phía sau. Giờ phút này, nhìn thời gian gần tới 9 giờ 50 phút, cửa nhà hát sắp sửa đóng kín, bọn họ vội vàng phát điên dơ máy ảnh lên, hướng cửa nhà hát xông thẳng tới, khách lệ một lần cuối cùng, tay cầm văn kiện bước ra trước cửa nhà hát, nhấc cổ tay, nhìn thấy còn 10 giây, sắp đóng kín cửa, cô chậm chạp đếm giờ, 10, 9, 8, chờ một chút, chờ một chút, có một vài phóng viên tay cầm máy ảnh, ở thời khắc cuối cùng, gắng hết sức lực vọt vào cửa nhà hát. Có người cơ thể suýt chút nữa bị cửa kính kẹt phải, anh ta gấp đến mức đầu đầy mồ hôi, gắng hết sức ở thời khắc cuối cùng cứng rắn chen vào, Nhã Tuệ cùng Mạn Hồng vào lúc này cũng nhanh chóng đi vào theo lối VIP. Âm nhạc phấn chấn lòng người kia cũng từ từ ngừng lại, trong thời khắc cánh cửa kia rốt cuộc đã đóng chặt, trong chớp mắt hai thần rượu đứng ở trên trời cao, ngửa mặt lên uống thỏa thích sinh mạng rượu nho. Chương 1213, trận chung kết 3. Editor, Lam Linh. Bây giờ là 10 giờ. Đèn thủy tinh trong nhà hát xoay vòng tròn chiếu ra ánh sáng nhìn đến chói mắt. Các nhân viên trong nhà hát khẩn trương dẫn người xem ngồi đúng vào chỗ của mình, trận đấu bị trì hoãn 10 phút. Nghe nói quản lý rượu và chuyên gia hầu rượu xảy ra tranh chấp. Trước mắt còn chưa rõ đã giải quyết xong chưa. Nhân viên giới truyền thông và khán giả lập tức ngẩng đầu nhìn về phía sân khấu vốn dĩ hoa mỹ giờ phút này thập phần long trọng buông xuống bức mảnh nhung sẫm màu, chỉ thấy bóng người di động bên trong. Mà chỗ ngồi của ban giám khảo cùng quan chủ khảo, cũng bị tấm mảnh bao phủ bên trong, càng có phần thần bí, thậm chí có ký giả bắt đầu hỏi thăm rốt cuộc gần tới giờ thi đấu còn xảy ra chuyện gì. Có phải vì Vitus tiên sinh rời khỏi mà bắt đầu có tranh chấp? Toàn bộ hội trường đang ôn ào dần yên tĩnh lại, mà các tuyển thủ đều đã đứng phía sau sân khấu, chuẩn bị đi ra, chỉ là giữa sân khấu tấm mảnh sậm màu kia vẫn thần bí mà buông xuống, không thấy quan chủ khảo cùng các vị giám khảo đâu. Thời gian đã qua 10 phút, có vài phóng viên tò mò tay nhấc camera, thập phần tò mò ngửa mặt nhìn phía trước đang suy nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ cũng chưa thấy bóng dáng của người chủ trì hách lệ. Toàn bộ hậu trường cùng nhân viên công tác rất bận rộn cùng náo nhiệt. Chỉ là cửa phòng nghỉ của các chuyên gia hầu rượu, vẫn đóng chặt, có vài nhân viên nam người Pháp vẫn bộc lộ vẻ nghiêm túc cùng cẩn thận, canh giữ bên ngoài phòng nghỉ ngơi theo sau phụ trách dẫn các tuyển thủ hướng lên sân khấu bên trong phòng nghỉ đường khả hình vẫn như đang trong cuộc thi nét mặt căng thẳng ngồi một mình ở ghế sofa đỏ hồng hai bàn tay nhẹ nắm chặt nhìn về bó hoa bách hợp ở trước mắt cảm giác được vết thương trên vai rỉ ra những trận đau đớn thấu xương nhất là năm ngón tay càng cứng ngắc cô kìm lòng không được nhẹ nắm tay phải để cho đầu ngón tay hơi cứng ngắc hơi thả lỏng dối ra chuẩn bị cho trận thi đấu Golden cùng Alex lúc này vẫn tĩnh lặng đứng trước vách tường. Mặt vẫn bộc lộ vẻ khẩn trương. Dù sao đối mặt với cuộc thi đấu mang tầm cỡ quốc tế như thế này, thành công chỉ kém một bước thôi. Ai cũng có ước muốn sau cuộc thi, bản thân mình sẽ biểu hiện càng xuất sắc hơn. Hơn nửa điểm của ba vị tuyển thủ gần tới đích, mặc dù đường khả hình chiếm được 10 phần thắng nhưng cũng không có nghĩa là cô sau cuộc thi đấu có thể nhất định giành được vòng nguyệt quế, quả thực thực lực của nhóm tuyển thủ đều rất mạnh. Nhất là Golden, một chuyên gia hầu rượu đặc biệt mê luyến ẩm thực một cách cuồng nhiệt. Ở trận chung kết dường như vì anh mà tổ chức ra vậy. Vô số tinh anh giới rượu nho, nhào nhào lắc đầu rồi cười rộ lên, xem qua nhiều trận đấu chuyên gia hầu rượu như vậy, hiện tại là lần khó đoán trước ai là quán quân của cuộc thi đấu nhất. Trận thi đấu này đã được bắt đầy từ năm 1969. Đến nay cũng là lần thứ 14, từ bài thi viết cơ bản đến ngủ phẩm, mà vòng cuối cùng trong trận chung kết là vòng có khảo nghiệm tố chất tuyển thủ nhiều nhất, từ cách ăn mặc, cùng cử chỉ, đến quá trình hầu rượu. Động tác có hoàn mỹ hay không, cử chỉ có tao nhã và khéo léo hay không, đối mặt với các vị khách ở mọi quốc gia trên thế giới. Phải có sự chuyên nghiệp về tri thức, có thể giảng giải về văn hóa trên các quốc gia đến món ăn nổi tiếng cùng các loại rượu có. Quá trình này các giám khải cùng các ban chủ khảo nhất định không để cho các tuyển thủ qua mặt. Bọn họ lấy thân phận là khách cùng các người phục vụ rượu nói chuyện cố ý làm khó dễ cùng gọi sai ten rượu để khảo sát. Mà nay trận thi đấu lớn tầm cỡ thế giới này lại chưa ra đề để khảo nghiệm. Chắc hẳn là áp dụng cách của vòng thi đấu trước, nghe nói là ở vòng thứ ba người phục vụ rượu gặp phải khách quý thần bí. Trình độ lớn nhất, dù sao, một người phục vụ rượu chuyên nghiệp, chức trách chính là muốn chinh phục các vị khách nhân trên thế giới. Thời gian đã đi qua 10 phút, bây giờ đã là 10 giờ 20 Golden cùng Alex độc đứng ở đấy cảm thấy thời gian trôi qua này thập phần quỷ dị. Liền hơi ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía đồng hồ treo trên tường. Thời gian cư nhiên đã qua 20 phút, Đường Khả Hinh vào lúc này cũng ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Thời gian đúng là trôi qua 10 phút, người châu Âu luôn luôn đúng giờ, tại sao ở cuộc so tài lớn lại có việc chậm trễ lâu như vậy? Tiếng gõ cửa dần vang lên. Á Lạc nhẹ đẩy cửa đi tới trước mặt Golden cùng Alex gật đầu rồi mới bộc lộ vẻ tươi cười hướng đường Khả Hinh đi tới. Ngồi bên cạnh ghế sofa mới mềm giọng nói, mọi người nhất định đợi đã lâu rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Đường Khả Hinh nhìn về phía Á Lạc, kỳ quái hỏi. Tôi cũng không biết rõ. Á Lạc nhìn về phía đường Khả Hinh, mặt cũng hơi bộc lộ vẻ nghi hoặc, nói trong lúc tôi vừa đi ngang qua đây, phát hiện phòng họp phía sau sân khấu cửa đóng chặt, thậm chí bên trong truyền đến âm thanh lớn. Hình như có âm thanh chai rượu bị đánh vỡ. a à, rượu gì bị đánh vỡ? Đường khả hình trái tim phịch một tiếng, sắc mặt hơi tái nhợt nhìn về phía Á Lạc. Tôi không biết, Á Lạc người cũng có vẻ có chút khẩn trương cùng trầm trọng mới nói thẳng, đoán chừng trận đấu lập tức sẽ bắt đầu. Bọn họ nhất định không thể trì hoãn lâu như vậy. Đường khả hình đôi mắt chợt lóe nhớ lại chai rượu đỏ kia tâm tình không khỏi trầm trọng phòng họp. David cùng chủ tịch Duran cùng nhau biểu tình nghiêm túc ngồi ở bàn đầu của hội nghị. Bên trái là quan chủ khảo, bên phải là giám khảo. Mỗi người đều là khuôn mặt nghiêm túc không nói. Ngay cả phu nhân dốc cũng chỉ cầm lông hồng, cúi đầu không lên tiếng. Tưởng thiên lỗi cùng bác dịch ngồi cùng một chỗ. Khuôn mặt càng nặng nề nhưng vẫn là thở phì phò tức giận không nói chuyện. Duran làm người phụ trách lớn nhất. Ông chậm chạp thu hồi văn kiện đứng lên nhìn về phía mọi người nói, được rồi thời gian nhất định không sai biệt lắm. Cuối cùng kết quả của hội nghị lần này là bác bỏ Vitus tiên sinh. Ở thi trận thi đấu tiếp chúng ta sẽ một lần nữa định ra kế hoạch vòng thứ ba thi đấu chuyện này, do tôi đến phụ trách. Sóc phu nhân lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Duran, khuôn mặt bộc lộ vẻ không vui nhưng vẫn trực tiếp thu hồi văn kiện, nhìn mọi người hơi cao giọng nói, tôi cảm thấy. Bãi bỏ đề thi của Vitus tiên sinh là biểu hiện không tín nhiệm cô bé kia nếu như tất cả phần thi của cô ấy tới nay vẫn tồn tại tranh luận đây có thể dẫn ra sự nghi ngờ nhưng hội nghị hôm nay rõ ràng là nhắm vào cô bé ấy duran tiên sinh ngài làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng của ban giám khảo và quan chủ khảo đối với cô bé kia chuyện này đối với cô bé ấy rất không công bằng duran hơi ngưng mặt nhìn về phía gióc phu nhân gióc phu nhân không lên tiếng tiếp chỉ là thu hồi văn kiện xoay rồi người rời đi rồi quay lại nói nếu như cô ấy hôm nay còn có thể may mắn vượt qua. Mấy người còn không phải cho cô lên vị trí hộ trưởng hầu rượu, các người làm như vậy là làm khó phụ nữ, lại càng có thành kiến đối với những quốc gia rượu mới trên thế giới. Róc phu nhân, David nhất thời khiếp sợ nhìn về phía Róc phu nhân. Róc phu nhân lạnh lùng cầm trong tay văn kiện trực tiếp xoay người rời đi. Lúc xoay người, phịch một tiếng đóng cửa lại, giống như một tiếng bom nổ lớn toàn bộ phòng họp lập tức lại rơi vào một hoàn cảnh nghiêm túc mà trầm mặc. Duran cùng David cũng rất phiền não ngồi một bên, tưởng thiên lỗi cùng bác dịch hai hàng lông mày nhíu chặt. Nghe bọn họ mọi người vừa thảo luận về đường khả hình thì tâm của họ rất sôi sục. Nếu không có lời dốc phu nhân nói thì bây giờ bọn họ cũng bị á khẩu. Bác dịch vừa cũng vì đường khả hình mà trải qua một trận kịch liệt. Anh thậm chí còn có ý nghĩ thương tiếc, cảm thấy một quốc gia, có những loại người hoàn hảo phát triển về mọi mặt nhưng có hay không họ cũng bị hiểu lầm. Loại cảm giác này thật sự khó chịu. David tiên sinh lúc này cũng không nói nữa, cảm giác rất tiếc nuối nhưng vẫn là hơi kiên nhẫn trầm mặc nhắc tới văn kiện rồi rời đi. Duran tiên sinh cũng trầm mặc cầm văn kiện rồi rời đi. Khách lệ đứng ở một bên, nhìn bọn họ liếc mắt một cái cũng xoay người rời đi. Mọi người trong phòng họp, tất cả đều trầm mặc rời đi. 10 giờ 28 phút đã qua toàn bộ nhà hát lập tức xuất hiện tiếng ồn, không ít người xem cùng phóng viên ký giả cùng nhau nghị luận. Ngay cả bà giám khảo cùng các bị khách quý cũng nổi lên vẻ nghi ngờ. Dưới đài nhã tuệ cùng Trần Mạn Hồng cũng bắt đầu khẩn trương nhìn. Suốt cuộc, ở thời gian 10 giờ 30 một trận âm nhạc xúc động lòng người vang lên, tấm mảnh sẫm màu buông xuống sân khấu dần mở ra. Lúc này ở trong sân khấu, trên đó bày ra ba bàn tuyết trắng cùng với những cái chén màu xanh lấp lánh bên đoác hàng nghìn loại rượu nho trên thế giới với những chai rượu có tẹo giá đắt đỏ. Nhìn rất tôn quý cùng hoa lệ. Quan chủ khảo cùng giám khảo ngồi bên trái. Dóc phu nhân ngồi ở vị thứ ba, theo sát là phe nên tiên sinh. Khuôn mặt vẫn như cũ rất khó coi. David tiên sinh lại vào lúc này không biết đã đi đâu. Người chủ trì vào lúc này mới mỉm cười cần microphone, nói lên một đoạn châm ngôn, triết học trong phòng bếp. Vũ trụ vì sinh mệnh có tồn tại mới ý nghĩa mà sở hữu sinh mệnh đó thì phải hấp thu chất dinh dưỡng. Thượng đế làm cho người ta phải ăn cơm mới có thể sinh tồn, bởi vậy hắn dùng muốn ăn để đẩy mọi người ăn cơm. Cùng sử dụng ăn cơm mang đến vui vẻ. Mấy năm nay những người tại chủ phòng triết học thảo luận càng ngày càng nhiều. Tự thành một phái dùng cơm theo lễ nghi mà ở mỗi quốc gia đã tự mình hình thành. Mà phục vụ rượu không những không chỉ quen thuộc rượu ngon. Mà đối với thức ăn họ còn hiểu biết rất nhiều. Người chủ trì trên đài nói chuyện, hậu trường nhân viên công tác chính khẩn trương bận rộn mép phòng nghỉ ngơi của ba vui tuyển thủ được các nhân viên thông báo trận thi đấu chuẩn bị bắt đầu thỉnh các vị nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng rồi bọn họ rốt cuộc sâu thở một cái mọi người chậm chạp đứng lên khẩn trương chỉnh lại trang phục của mình đường khả hình khuôn mặt cũng nghiêm túc chậm chạp đứng lên phát hiện cánh tay mình bị thương nó lại lên cơn đau nhưng cô lại không có biểu tình gì chỉ đứng lên chuẩn bị cắt bước một âm thanh nhẹ vang lên Mọi người quay người lại. David tiên sinh thì biểu tình rất lạnh lùng nghiêm túc nhìn về phía Đường Khả Hinh, nói: "Đường Khả Hinh tiểu thư, trước khi thi đấu ít phút, tôi có chuyện muốn nói với cô." Đường Khả Hinh nghe lời này, hơi giật mình nhìn về phía David. Chương 1214, trận chung kết 4. Edit, Lam Linh. Phòng nghỉ ngơi. Bầu không khí càng lúc càng nghiêm trọng. Đường Khả Hinh giống như bị rơi vào hầm băng, người lạnh run sắc mặt tái nhợt đôi mắt run rẩy kịch liệt nhìn về phía trước cô lại lần nữa kinh ngạc mặc dù không thể tưởng tượng ra chính mình đã nghe thấy những gì cô vẫn bình tĩnh nghe tiên sinh david nói xong cái gọi là chân tướng khuôn mặt cô có vẻ ôn nhu tĩnh lặng nhưng có thể cảm giác được hai tay đang nắm thật chặt run rẩy kích động nhưng đến cuối cùng vẫn im lặng không lên tiếng david nhìn đường khả hình lại một lần nữa nghiêm túc hỏi đường khả hình tiểu thư mong người tin là chúng tôi đối với các tuyển thủ đều công bằng 9 giờ 55 phút, tôi có nhận được tin báo, quả thật cô có đến bệnh viện để thăm Vitus tiên sinh. Còn truyền đến đoạn ghi âm có liên quan đến lúc cô đến bệnh viện khi đó. Thậm chí còn báo với cô vòng hai cuộc thi đấu, đề thi bị tiết lộ ra ngoài nên biểu hiện mới xuất sắc như vậy. Đương nhiên, công tác bảo mật tổng cuộc họp của chúng tôi thập phân nghiêm cẩn, khi không có chứng cứ thì không có lý do gì hoài nghi về một loạt cử chỉ hành vi của cô. Mà Vitus tiên sinh một khắc tiến vào bệnh viện, đã rời khỏi trận đấu. Cho nên việc cô có gặp hay không gặp qua thầy mình, chúng tôi vẫn có phần dị nghị. Nhưng chúng tôi đã thông qua giám khảo đoàn cùng quan chủ khảo ở hội nghị khẩn cấp. Quyết định loại bỏ đề thi ở vòng cuối của Vitus Tiên Sinh. Đồng thời sau khi thi đấu, cũng sẽ lặp lại việc kiểm tra năng lực của cô về khả năng thưởng thức và giám định đối với dịch rượu. Nếu như cô có năng lực thật sự thì không cần sợ hãi. Đường khả hình cảm giác như bản thân của mình mệt mỏi vô lực nhớ tới những năm tháng qua đi của mình đối với dịch rượu, phải vất vả cực nhọc trả giá. Giờ phút này bị phủ nhận không còn một mảnh, cái loại cảm giác khóc không ra nước mắt này, thực sự bi thương sâu sắc. Đường khả hình tiểu thư, David sâu nhìn về phía đường khả hình, còn tôn trọng nàng mà gọi lớn cô. Có thể đưa ra phản đối. Đường khả hình nhớ tới thầy mình, ông từng vì mình và vứt bỏ đi phần tôn nghiêm, không chút tiếc nuối rời khỏi cuộc thi để đưa ra phản đối cô có cảm giác như trái tim mình bị tảng đá lớn chèn ép, đau đớn không thở nổi. nhưng cuối cùng cô chỉ cười ôn nhu nhìn về phía David. đôi mắt miến cứng nặng chịu mỉm cười nói, tôi hy vọng thế giới nên như vậy. David nhìn thật sâu về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lại chỉ bộc lộ ẻ mỉm cười nhìn về phía David. trái tim cô khó chịu đến đâu cô lại chỉ mỉm cười đến đó. tôi hy vọng thế Josie đều sẽ như thế này. công bằng công chính. thời điểm nghi ngờ sẽ đề xuất đề nghị hay thậm chí phản đối tôi có chuyện muốn thỉnh giáo david tiên sinh một chút cô nói david nhìn về phía đường khả hình ngữ khí không khỏi chậm lại đường khả hình yếu ớt ngẩng đầu nhìn về phía david suốt cuộc giọng nói có chút cương quyết nói nếu như tôi ở cuộc thi đấu lại một lần nữa xuất sắc mà david tiên sinh lại nhận được tin nhắn báo cáo tôi nghi ngờ năng lực của tôi vậy tôi nên làm cái gì bây giờ David nhìn đường khả hinh, nghiêm túc trầm giọng nói, sau cuộc thi đấu. Toàn bộ quan chủ khảo trong cùng một thời gian ngẫu nhiên chọn đề, cho nên cô không hề biết đề như thế nào. Sau đó, nếu cô có thể an toàn vượt qua thì nhất định sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Hơn nữa cũng xin cô hãy tin tưởng chúng tôi. Chúng tôi đối với công tác giữ bí mật của đồng nghiệp và nhân viên phục vụ rất có lòng tin. Nhưng bất quá, phải cẩn thận đến từng cử chỉ. Nói, một chút lại dừng lại. Đường khả hình yếu ớt nghe, toàn thân vô lực nhưng vẫn gật đầu nói tốt, tôi hiểu được. David nhìn về phía cô gái trầm tĩnh trước mắt này, nhớ đến lúc thi đấu, lúc cô trả lời câu hỏi, xác thực đã bộc lộ khí chất phi thường. David do dự một hồi mới chậm rãi vươn tay nhẹ đặt lên vai cô gái này an ủi cùng cổ vũ nói, xin cô tha thứ cho quyết định của chúng tôi. Ở cuộc thi đấu trọng đại như vậy, mỗi cá nhân không thể quyết định được, đường khả hình chậm chạp ngẩng đầu nhìn về phía david mỉm cười có lẽ là đã rõ ràng ông vốn đã thấy được năng lực của chính mình chỉ đáng thương cho người gửi tin nhắn đến chỉ muốn trăm phương ngàn kế hãm hại mình nếu như cô là người thi đấu tốt nhất chúng tôi sẽ ủng hộ cô có thể hiểu được tôi một mình đến nói với cô những lời này là còn tín nhiệm cô tôi rất đau lòng khi lại phát sinh chuyện như vây david lại một lần nữa xin lỗi đường khả hình Đường khả hình hướng về phía ông mỉm cười, tay bị ông nắm có chút đau đè tới vết thương bên tay trái của mình. Từng đợt đau đớn kịch liệt làm cho toàn thân run rẩy. Cố lên, David tiên sinh nói cho hết lời rồi nhìn cô một cái mới chậm rãi xoay người rời đi. Đường khả hình lúc này mới thả lỏng, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, cô chịu không được vươn tay kéo cái áo khoác màu đen. Nhìn áo sơ mi trắng như tuyết đã nhiễm một màu đỏ thấm, mặc dù đau đớn nhưng khuôn mặt của cô lại chỉ bộc lộ vẻ buồn bã cùng sự kiên quyết. Mềm giọng nói, Khả Hinh, mày làm đúng rồi, chính mày là người vượt qua trong cuộc thi đấu này, cho nên mày ủy khuất cũng được, oan uổng cũng được. Chủ yếu là mày có thể có cơ hội thể hiện và biểu diễn tài năng của mình. Cô tự nói với mình những lời này rồi nặng nề đứng lên. Cuối cùng cũng lộ ra vẻ tươi cười. Tiếng gõ cửa vang lên. Hách lệ chậm chạp đẩy cửa đi tới nghiêm túc nhìn về phía đường Khả Hinh, Nói: "Đường Khả Hinh tiểu thư, thời gian thi đấu đã đến, mời ngài lên sân khấu." Đường Khả Hinh nghe lời này, hơi ngửa mặt nhìn về phía hách lệ, tâm lại lần nữa sôi trào, khuôn mặt cô bộc lộ vẻ mỉm cười của người phục vụ rượu chuyên nghiệp. Thở mạnh một hơi, nắm chặt tay, ngửa mặt đi về phía trước, gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Toàn bộ người xem nghe theo sự sắp xếp của người dẫn chương trình mà ổn định xem trận thi đấu chuẩn bị bắt đầu. Giờ khắc này, vang lên những tiếng vỗ tay kịch liệt, vô số ánh đèn lóe sáng. Ba người mang đồng phục màu đen, khí chất siêu phàm. Khuôn mặt bộc lộ nụ cười chuyên nghiệp, đường khả hình qua hai vòng trận thi đấu đạt 128 điểm, tạm dẫn đầu, đứng ngay du xa sân khấu. Nhã tuệ cùng Trần Mạn Hồng ngồi ở ghế của những vị khách quý. Nhìn thấy đường khả hình mặc bộ đồng phục màu đen, dịu dàng như ngọc, khí chất khi phàm. Các cô đều kích động mỉm cười không ngừng vỗ tay, ngẹn ngào kêu Khả Hinh. Vô số phóng viên cùng người xem ở Trung Quốc vào lúc này cũng vỗ tay nhiệt liệt ủng hộ. Đường Khả Hinh đứng ở vũ giữa đài, nghe những âm thanh như sấm này, híp mắt lại nhìn thấy Nhã Tuệ cùng Trần Mạn Hồng, rốt cuộc cô cũng mỉm cười. Quan chủ khảo cùng các ban giám khảo nhìn về phía Đường Khả Hinh. Mỗi người đều có một sắc mặt khác nhau. Lúc này, Alex cùng Golden cũng đứng ở dưới nhìn thấy Đường Khả Hinh cùng người xem. Đều đồng thời gật đầu nhà hát trong nháy tối đen như mực, người xem nghĩ rằng nơi này bị mất điện nên kêu lên. Ở giữa vũ đài, một ánh sáng màu bạch kim chiếu ảo ba người phục vụ rượu. 29 quan hủ khảo đến từ nhiều nước trên thế giới rượu đều ngồi yên vị ở trước bàn. Mà màn hình lớn trên sâu khấu đã hiện lên hình ảnh 6 vị đầu bếp hàng đầu, họ đến từ Trung Quốc, Anh, Pháp, Đức, Mỹ. Có Pierre, Vicky Nạp, Caro, Sura, Ellen Kelly. Khách lệ vào lúc này khuôn mặt bộc lộ vẻ mỉm cười đối với ba vị tuyển thủ mềm giọng nói, đầu tiên, chúc mừng các vị đã tiến vào trận chung kết của cuộc thi đấu. Ở phía sau các vị là 29 quan chủ khảo cùng 6 người phụ trách rượu. Bọn họ sẽ giả làm khách ngồi an vị trước bàn ăn để thử nghiệm năng lực của các vị. Điểm lần này sẽ tổng hợp từ các vị giám khảo, sẽ không có tình trạng điểm không rõ ràng. Thế nhưng, xin các vị chú ý, nếu trong quá trình phục vụ mà phạm lỗi 3 lần thì tuyển thủ đó sẽ không có đường nào tiến vào vòng thứ 3 tiếp đón một vị khách vô cùng thần bí. Lời này vừa nói ra toàn trường liền ồ lên. Ba vị tuyển thủ đứng giữa đài nghe những lời này, khuôn mặt căng thẳng, thở dài một cái. Phía sau các vị là những đầu bếp hàng đầu đến từ Trung Quốc, Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Nhật Bản. Trong quá trình hầu rượu, các vị có thể nếm thử trước những món ăn trong thực đơn mà khách gọi, một chữ cũng không được nói ra trong quá trình nấu nướng của đầu bếp. Trong quá trình các vị giảng giải về rượu, không được nhìn lén quá trình nấu nướng của đầu bếp phía sau màn hình lớn. Đây quả thực là phần thi khảo nghiệm giá trị kinh nghiệm cực kỳ khó khăn của các vị. Tuyển thủ đường khả hình qua rút thăm của giám khảo cùng quan chủ khảo, phụ trách bàn số 3. Tuyển thủ Alex phụ trách bàn số 2, Golden Tiên Sinh phụ trách bàn thứ nhất. Cầu chúc các tuyển thủ thi đấu thành công. Các vị có một giờ đồng hồ, đương nhiên, các vị nếu có thể khiến khách mãn ý trước tiên, thì có thể sớm một bước tiến vào đợt thi đấu thứ hai. Hiện tại, trận đấu bắt đầu, hách lệ nói xong, liền hơi vươn tay, để cho ánh đèn nhiều màu trong hội trường trong nháy mắt tắt đi, ở trung tâm mới chính thức chiếu ra ánh sáng trắng chuyên dụng trong hầu rượu. Vô số ly thủy tinh cùng rượu hiện lên. Ba người bỗng dưng khẩn trương liền xoay người hướng đến quầy ba. Chuẩn bị thi đấu. Hách lệ đứng ở bên cạnh các ban giám khảo nhìn bọn họ thật lâu cuối cùng cũng tính thời gian. Sáu người đầu bếp ở sau màn hình lớn chuẩn bị đồ ăn. Những phóng viên nhanh chóng chụp ảnh lại. Thời gian 60 phút, từng giây từng giây đang dần đếm ngược. Ba người phục vụ rượu mặc y phục màu đen, cánh tay treo khăn lộn mày trắng. Bên cạnh túi có đầy đủ diêm, có những cây kéo, có dụng trụ mở chai. Cầm lên bỏ trên nơi cất rượu, vừa kịp lúc tham gia thi đấu. Đường khả hình động tác có hơi chậm, Cuối cùng cô cũng nhận lấy phiếu thực đơn rồi xoay người, trong nháy mắt bình rượu ướp lạnh seri bị phịch xuống một tiếng. Bình thủy tinh trong nháy mắt rơi xuống sân khấu. Toàn trường một trận ồ lên. Đường Khả hình cũng mở to mắt, nhìn một màn này, trái tim như bị ai đâm vào. Chương 1215, trận chung kết năm. Toàn bộ nhà hát, thanh âm kéo dài không ngừng vang lên, mà khán giả Trung Quốc cùng phóng viên đều sợ đến sắc mặt trắng bệch, nhã tuổi càng nắm chặt trang phục dựa sát vào trần mạn hồng sợ đến tim gan run rẩy các hầu rượu và các vị giám khảo cùng nghiêm túc nhìn cô làm sai 3 lần căn bản không cần sách vở ghi lại tưởng thiên lối cùng bác dịch khẩn trương nhìn về phía đường khả hình đường khả hình cầm thực đơn trong tay tim như bị nện một chùy mạnh xác thực cô quá thiếu kinh nghiệm trong những trận thi đấu lớn đây cũng là phần vitus vô cùng lo lắng não cô dường như bấn loạn nhìn về phía chai rượu seri vỡ trên mặt đất kia người mùi rượu nhẹ nhàng kia có chút nghi hoặc tạm ngừng lại, quả nhiên, khách lệ tức khắc cầm văn kiện trong tay, mỉm cười đi về phía đường khả hình, mềm giọng nói, đường khả hình tiểu thư, cô không sao chứ? Có thể tiếp tục hầu rượu chứ? Đường khả hình lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía hách lệ, hai tròng mắt chợt lóe, cấp tốc khôi phục vẻ bình tĩnh của mình, mặt ôn nhu tươi cười, gật đầu, nói, có thể. Ngoặc kép, cô nói cho hết lời, liền phân phó quản lý quầy ba, quét sạch mảnh vỡ trong phòng ăn. Khách lệ lại vào lúc này mỉm cười nhìn đường Khả Hinh nói chai rượu Seri này đến từ Tây Ban Nha, là rượu của William tiên sinh bản số 3 Ngài ấy gọi điện thoại đến phòng ăn đặt trước, đã phân phó nhân viên phục vụ phòng ăn ướp lạnh rượu Seri trước một chút Bây giờ, chai này rượu Seri bị rơi vỡ, xin mời tuyển thủ đường Khả Hinh một lần nữa sau khi chọn một chai rượu Seri ướp lạnh giống y như đúc đưa đến trước bàn ăn Đường Khả Hinh lên tiếng trả lời, tức khắc cúi đầu nhìn nhân viên phục vụ lúc thu dọn mảnh vỡ rượu seri, phát hiện ra nhãn hiệu rượu trên chai đã theo dịch rượu tràn ra mà mất đi. Đây đã được chuẩn bị từ trước rồi. Mặt cô tức khắc bộc lộ sự nhu hòa bình tĩnh, dưới con mặt chăm chú cùng khẩn trương quan sát của mọi người, cô hơi khom người, cầm lên một khối thủy tinh chai, đưa tới mũi người người. Rượu seri là loại rượu nho kinh điển nhất của Tây Ban Nha, từng thịnh hành ở Anh Quốc, được đặt tên của Hoàng tử. Shakespeare còn từng mệnh danh loại rượu này là ánh mặt trời của Tây Ban Nha, được lên men bởi những hương vị đặc thù, hương hoa hồng, xả hương cùng ủ chung với nho mà thành, ban ngày phơi dưới ánh nắng mặt trời. Buổi tối dùng vài bạt đắp kín, đây là phương pháp sáng tạo độc đáo của Tây Ban Nha giúp hàm lượng của nho. Rượu seri của Tây Ban Nha, sau khi ướp lạnh, trong mùi vị nhu hòa mang theo mùi vị rõ rệt của vi sinh vật, đó là rượu seri lắng động trong quá trình tạo cặn, hương khí kết của được sản sinh do sự tăng thêm máu của châu đực và lòng trắng trứng, đây là một chai rượu seri trẻ tuổi. Đường khả hình trực tiếp đứng lên, mặt bộc lộ thần sắc ngưng trọng, cất bước đi về phía trước giá rượu, đi qua các dịch rượu trắng của các quốc gia trên thế giới. Lúc này, Alex cùng Golden đã đi về phía trước bàn ăn mà họ sẽ hầu rượu, cùng khách mỉm cười và nhiệt tình nói chuyện, nhất là Golden, anh là điển hình của Mỹ thực ra, hướng về phía quý khách giới thiệu món ăn cùng rượu phòng ăn mà chính mình vừa được xem thoáng qua, vị khách nổi tiếng nhắm thẳng vào món ăn nổi tiếng của Bắc Kinh, vịt quay Trung Quốc. Golden hơi giật mình khán giả toàn hội trường bao gồm cả các vị giám khảo lập tức nở nụ cười. Đầu bếp Trung Quốc giản sâm ở giữa màn hình lớn, tức khắc cầm vịt quay do nhân viên nuôi 60 ngày, đặt trên thớt, dùng đao pháp nhanh nhẹn, nhanh chóng cắt miếng trên con vịt, ăn vịt quay Bắc Kinh đầu tiên phải ăn ra vịt, lúc chấm đường trắng, vị càng giòn càng béo. Đầu bếp lại nhanh chóng đem vịt quay Bắc Kinh đã chặt ra xếp trên đĩa, chuẩn bị ở giữa một đĩa xứ lam khác, thêm trên mặt da, dưa chuột, hành cùng tương ngọt, lại thêm tỏi giã, bao quanh món ăn, càng cảm thấy cuộc sống thỏa mãn. Nhân viên phục vụ nhanh chóng đưa một đĩa vịt quay Bắc Kinh danh tiếng trong ngoài nước cho quan chủ khảo. Golden tức khắc mỉm cười, thập phần phong độ nhẹ nhàng nhiệt tình đứng cạnh quý khách, hướng về phía ông giải thích kỹ thuật nấu vịt quay Bắc Kinh, đầu tiên do nhân viên nuôi 50 tới 60 ngày, cắt miếng, nhất định phải mỏng, thậm chí lúc chấm đường trắng ăn, càng có một loại mùi vị không cách nào nói ra được mà tạo thành phong vị đặc thù của vịt quay Bắc Kinh chính là tương ngọt, lúc lấy tương ngọt chấm thịt vịt nướng ăn, tốt nhất phối hợp với Pinot Noir đến từ bờ Tây Biển Eo nước Mỹ. Pinot Noir, tanic nhạt mà mềm mại, dịch rượu vì trung độ, hương vị quả anh đào nồng đậm hòa cùng mùi vịt nướng phát ra, thập phần nhu mỹ phối hợp cùng một chỗ. Vị khách nghe, mỉm cười, nhìn về phía Golden hỏi lại, tại sao là Pinot Noir vùng bờ Tây nước Mỹ, trong mắt của tôi, Pinot Noir ở vùng Burgundy của Pháp danh tiếng thiên hạ, hơn nữa dư vị lại kéo dài. Đương nhiên, tiên sinh, Golden khẽ nhếch tiếu ý nhìn về phía quý khách, lại hộ nhiệt tình giải thích nói, Pinot Noir của Pháp, thập phần thích hợp một mình hoặc cùng chi kỹ 3 năm uống, hoặc là phối hợp với món ăn Pháp đầy tinh tế mà nghệ thuật, nhưng không phải loại đất nào cũng nuôi trồng ra được giống nhau như nhau, hương vị cũng khác nhau. Hương vị tương chấm vịt quay Bắc Kinh thập phần nồng đậm, nếu như phối hợp với giống nhau Pinot đen vùng Burgundy quá nhiều, có thể sẽ không phát huy được hiệu quả tỏa sáng lẫn nhau. Chúng ta biết rằng vùng bờ Tây nước Mỹ là vùng điển hình của khí hậu biển, thổ nhưỡng giàu có cùng những khoáng vật chân quý, để cho giống nho Pinot của Pháp giảm đi chút yêu nhã mà trơn mềm, hương khí lại trực tiếp khiến cho người khác kinh hỉ. Vị khách nghe nói đến đây, hơi nghĩ nghĩ. Gióc phu nhân cùng David nhao nhao trầm mặc nhìn về phía Golden cùng vị khách. Được rồi, cứ việc nếm thử một chút, vị khách mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu. Được, xin chờ một chút. Golden lập tức xoay người, thân hình mạnh mẽ nhiệt tình đi tới trước giá rượu, cầm lên một chai rượu năm 2006 đến từ trang trại rượu la chỉ thấy anh tức khắc đem chai rượu đặt lên đối diện xe ăn, sau đó tươi cười nhiệt tình, tay phải nhẹ đỡ đế chai, hướng về phía vị khách tươi cười mở nhãn rượu, sau khi xác nhận không có nhầm dịch rượu, mới tức khắc từ trong túi mình lấy ra dụng cụ giải rượu thường dùng, xoay tròn năm vòng, nhanh chóng đâm vào bên trong nút rượu. Alex đứng tại một bàn ăn khác, khí chất yêu nhã đúng mực, khiến cho nụ cười của anh, thập phần mang theo hơi thở quý tộc, lúc anh mỉm cười đứng trước mặt khách, thập phần kiên nhẫn lắng nghe yêu cầu của khách, hai tròng mắt anh gần như lóng lánh khiến tâm hồn người ta một phen khiếp sợ, làm người ta khó mà cưỡng lại trong bất luận dịch rượu hay món ăn nào, đều sẽ say như vậy. Khán giả nữ toàn hội trường, bao gồm dốc phu nhân nhìn anh lúc hầu rượu, đều cảm thấy là nhất màn đẹp mắt vị khách cũng không khỏi mặt bộc lộ tiếu ý nhìn Alex nói, tôi đã từng trải qua một lần khó quên. Đó là thời gian sống bên bờ biển với những con hàu, tôm hùm, sò, cua hoàng đạo, hơn nữa tôi cũng rất yêu thích thưởng thức ẩm thực hải sản truyền thống, nắm bắt hương khí vi diệu nơi biển rộng. Tôi nghĩ muốn mình hưởng thụ mỹ vị hải sản khi đó, cả người tôi cảm giác như nằm cùng tảo biển và cua ở trên giường. Alex nghe nói, liền tức khắc gọi nhân viên phục vụ đến, cùng bếp trưởng nói một tiếng, lúc nấu hải sản, tránh cho thêm chanh và giấm chua thường dùng ướp hải sản, sau đó anh lại nhanh chóng lựa chọn một chai rượu nho provon màu hồng khiến người ta bất ngờ cho vị khách này. Lúc anh vừa hướng về phía vị khách biểu diễn ký hiệu rượu nho, vừa mỉm cười mà nhẫn nại giải thích, món ăn đơn giản nhất thường có hương vị chân thực nhất, thưởng thức món ngon vùng bờ biển, hải sản đa số là bạch tuộc, ăn sống hoặc chấm tương. Nhất là thời gian nghỉ mát hưởng thụ gió biển tuyệt vời đến vậy, tôi chọn cho ngài một giá cả tương đối thích hợp loại rượu nho màu hồng này không hề là gánh nặng hóa đơn với ngài. Lúc tanic của rượu tháp phối hợp với hải sản, không chỉ tăng thêm mùi vị hải sản, thậm chí sẽ làm hải sản có một loại cảm giác kim trúc, mà nho và rượu vang trắng, xưa nay nổi tiếng nhẫn nhụi nhu hòa, phối hợp với thịt hải sản sẽ càng thơm ngon và thích hợp hơn. Nhưng ngài nhẫn mạnh đã từng nghỉ ngơi ở ven biển, đoán chừng là vùng biển Shakespeare-Birit, Saint-Malo, nơi đó hải sản có một loại hương vị quả phỉ một cách rõ ràng, thịt mềm mại lại càng tiên mỹ nhu hòa. Tôi đề cử loại rượu nho màu hồng Provon này, nó đến từ vùng ven biển xanh thẳm thật dài, gió vùng biển mang theo vị mặn, thổi lất phất vào từng quả nho mang theo hương khí của quả mâm xôi và dưa hấu. Sau khi ướp lạnh, càng tươi mát ngon miệng, dẫn dắt người ta nhanh chóng chìm vào trong ký ức những ngày hè. Một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Các vị giám khảo cùng dốc phu nhân cũng nhao nhao tỏ vẻ tán đồng mỉm cười gật gật đầu. Tưởng thiên lỗi làm khách ở bàn thứ ba, Nhìn thời gian đã qua 10 phút, anh hơi có vẻ khẩn trương quay đầu, nhìn về phía đường khả hình bên kia. Đường khả hình cũng vào lúc này, mới chọn lựa ra được chai rượu seri giống chai kia như đúc, nó đến từ một rượu trang trẻ tuổi Gonzales. Rượu seri, hương khí cũng nồng nhiệt sôi nổi như một người đàn ông dũng cảm. Với loại lâu năm, nó có thể uống ở nhiệt độ phòng, mà rượu seri trẻ tuổi muốn uống phải thêm đá hoặc trải qua ướp lạnh, hơn nữa tất cả ly dành cho rượu seri, sau khi tiếp xúc với không khí, tạo thành nguyên nhân gây oxy hóa sớm, cho nên ly đựng nó chỉ có 3 ao sơ. Lúc cô chọn xong rượu seri và ly đặt trên xe ăn, lại cũng không lợi dụng nhiệt độ của thùng ướp lạnh, mà là tay phải cầm thân chai, tay phải lại áp sát trên khối băng trong thùng, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Mấy vị giám khảo, trầm mặc nhìn về phía phương pháp ướp lạnh nhanh của đường khả hình, là lợi dụng sự ma sát giữa thân chai và dịch rượu bên trong, nhanh chóng tăng nhiệt, đây đúng là phương pháp ướp lạnh hữu hiệu rất nhanh giảm bớt thời gian. William, vị khách chỉ điểm rượu seri kia, mặt bộc lộ vẻ nghiêm túc, nhìn về phía đường khả hình đứng đầu bên kia động tác nhanh chóng như vậy, vẫn không có tư thái ra gặp khách, ông lập tức ném khăn ăn, thập phần tức giận đứng lên, nói thẳng, tôi ngồi ở trên bàn ăn hơn 10 phút, thế nhưng loại rượu seri ướp lạnh mà tôi yêu cầu vẫn chưa đưa tới, bởi vậy có thể thấy thái độ phục vụ cùng nhân viên phục vụ phòng ăn không có đủ tố chất đúng giờ cùng chuyên nghiệp. Lời này vừa nói ra, toàn bộ người trong sân khấu mặt đều biến sắc. Đường Khả Hinh lúc đang xoay tròn chai rượu, nghe thấy tiếng nói chuyện này, cô nhanh chóng ngẩng đầu, hơi giật mình nhìn về phía William. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1216, trận chung kết 6. Giữa hội trường phòng ăn toàn bộ khách nhân. Đường Khả Hinh lúc này mặc đồng phục màu đen của chuyên gia hầu rượu, mặt bộc lộ ôn nhu tươi cười chuyên nghiệp đẩy xe ăn nho nhỏ, đi về phía William, hai tròng mắt trong veo của cô dường như nhìn thấu lòng người, nhưng lại cư xử thập phần có lễ phép. Đối khách nhân khẽ gật đầu tạ lỗi nói, xin chào quý khách, tôi là chuyên gia hầu rượu tới từ phòng ăn bách hợp, tôi họ đường. Tôi thực sự rất xin lỗi, vừa rồi trong quá trình ướp lạnh rượu cho ngài, tôi không cẩn thận đánh vỡ một chai rượu seri ngài đặt trước. William, một người đàn ông Anh quốc gần 40 tuổi, hai tròng mắt lóe ra ánh sáng lãnh đạm mà cố chấp, làm người ta sợ hãi. Anh mặt bộc lộ thần sắc lạnh lùng, thấp mắt liếm, liếc mắt nhìn trong thùng đá là một chai tát tuyết tư của thương hiệu rượu Seri, cười chế nhạo nói, nếu như tôi cương quyết muốn trái tát tuyết tư thương hiệu rượu Seri, mà phòng ăn các người chỉ có một chai, vậy các người muốn đối đãi bồi thường tâm tình của tôi như thế nào? Cô thậm chí thất thủ đánh vỡ một chai rượu Seri chân quý. Xem ra, cô không phải một chuyên gia hầu rượu chuyên nghiệp, tôi yêu cầu đổi phục vụ rượu, không đồng ý cô tiếp đái. Lời này vừa ra, toàn hội trường một mảng im lặng. Tưởng thiên lỗi và khách nhân trước bàn ăn, nhao nhao trầm mặt không lên tiếng, phu nhân dốc cũng trầm mặc ngồi ở trên ghế, khẩn trương nhìn đường khả hình, vừa họp lúc, đặc biệt các giám khảo chính muốn nghiệm thi thật tốt cho cô bé này, thậm chí có một chút tư thái nghiêm ngặt cùng hà khắc đưa ra, rất có thể đem khí thế của cô ngăn trở ở đợt thi đấu thứ hai. Bởi vì tiết lộ khảo đề cùng sự kiện nghe đồn, đây đều là việc hiệp hội chuyên gia hầu rượu cùng hiệp hội rượu nho rất oán giận và không muốn khoan dung chuyện đó. Đường khả hình điềm tĩnh mỉm cười nhìn về phía William như vậy không vui cùng thần tình nghiêm túc, cô bởi vậy tới cuối cùng duy trì tư thái bình tĩnh, mềm giọng nói, rượu Seri là quốc tử của Tây Ban Nha, thế nhưng thân sĩ Anh quốc các vị đều yêu loại dịch rượu nhiệt tình không bị cản trở này, hơn nữa vì nó đặt tên Seri, đặc biệt là ý tứ vương tử. Shakespeare càng tự xưng, đây là một loại rượu mà nam nhân coi là tiêu chuẩn đệ nhất, cần phải uống rượu seri. Cô nói nhiều như vậy có ý gì? William nhìn về phía Đường Khả Hinh, thập phần lãnh đạm hỏi. Đường Khả Hinh mỉm cười nhìn về phía William, nói: Quý khách, ý của tôi là, phàm là nhân sinh đều muốn cự tuyệt chi rượu bình thường vô vị. Chúng ta mỗi người mặc dù không thể cũng giống như Shakespeare, nhưng đối cuộc sống chúng ta cũng có yêu cầu cùng mỹ thực, tựa như phạm chủ phòng triết học như nhau vì sản xuất một loại đồ uống sô-cô-la hương nồng trơn mềm, đều phải hao hết tâm tư một ngày một đêm, tôi nghĩ. Thượng đế nhất định sẽ không đối với chúng ta việc xa xỉ nho nhỏ này, mà có bất kỳ bất mãn, bởi vì bản thân ngài ấy chính là cao nhất. Các giám khảo ánh mắt sáng lên, thập phần kinh ngạc nhìn về phía đường khả hình, cô ở tác phẩm nổi tiếng lợi dụng kinh điển ăn uống tại chủ phòng triết học, truyền đạt cho vị khách nhân này, khách nhân là thượng đế. Nhưng hy vọng khách nhân có thể lượng giải, người làm ẩm thực, mỗi người cũng có mục đích theo đuổi cùng sai sót, nhưng dù cho chúng ta có chi tâm bất kính, đều tuyệt đối không dám có bất kỳ điều bất kính nào với Thượng Đế, bởi vì Ngài ấy chính là Chúa Tể sinh mệnh. Tưởng thiên lỗi giờ khắc này, khẩn trương đến mức hai tròng mắt thiếu chút nữa ẩm ướt. Tất cả mọi người đều trầm mặc, uy lợi cũng vào giờ khắc này, ngưng mặt sâu nhìn về phía đường khả hinh. Đường khả hinh mặt vẫn như cũ bộc lộ ôn nhu khiêm ý mỉm cười, yêu nhã chờ đợi ở bên cạnh toa ăn, hơi khiêm tốn cúi đầu, tôn trọng sự lựa chọn của khách nhân. William liền như vậy thật sâu đưa mắt nhìn đường khả hình một lúc, cuối cùng mới ở trước mắt bao người, thong thả mà trầm mặc ngồi trở lại ghế, mặt lại vẫn như cũng bộc lộ thái độ không thỏa hiệp. Đường khả hình lại vào giờ khắc này, mặt mới hiển run dày tươi cười, tức khắc lấy thái độ chuyên nghiệp của chuyên gia hầu rượu, mặt hướng William, hơi gật đầu hỏi, xin hỏi William tiên sinh, lúc này cần ngài cần đổi ly rượu seri sao? William lại dường như bất ngờ cảm kích, nhưng vẫn là cho phép cô khai bình đúng vậy đường khả hình cảm giác thời gian ướp lạnh rượu chưa tới liền vẫn như cú tay phải nhanh chóng cầm lấy cổ chai tay trái nắm thùng đá lại rất nhanh xoay tròn vừa xoay tròn vừa lợi dụng thính giác mình luyện tập đã lâu lắng nghe thanh âm dịch rượu bên trong chai cảm giác trận trận đánh dẫn đến vết thương tay phải của cô xé rách đau đớn tràn đầy máu cô lại vẫn như cú bình tĩnh ung dung ngay cả thời khắc thùng rượu chuyển động tư thái đều vậy hoàn mỹ phu nhân dốc kích động mà khẩn trương nhìn về phía đường khả hinh. Đường khả hinh nhanh chóng chuyển động thân bình, lợi dụng xúc cảm bàn tay, cảm giác được rượu seri đã đạt được hiệu quả ướp lạnh, lúc này mới nhanh chóng cầm lên khăn lông trắng, xoay tròn từ trái sang phải lau khô nước đá trên chai, buông khăn lông trắng, lại nhã nhận lịch sự cầm lên dụng cụ mở chai trong túi của chính mình. Cô tinh tế dùng lưỡi dao mở nhẹ nắp chai rượu, trong quá trình này, mặt cô vẫn bộc lộ ôn nhu mỉm cười chuyên nghiệp, hai tròng mắt lóe ra ánh sáng giống như sao. William kìm lòng không được hơi nhắc tới mí mắt, nhìn về phía đường khả hình. Đường khả hình vẫn như cố thập phần chuyên chú mà động tác nhanh nhẹn cúi đầu, mở ra rượu seri, mặt của cô lại bộc lộ ôn nhu tươi cười, cầm khai bình hậu rượu tắc, trước đưa tới cạnh mũi của mình nhẹ nhàng ngửi ngửi, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí cầm lên vải trắng, hơi mà tịnh miệng bình. Cảm giác được từ miệng chai rượu seri đã bay ra khí oxy hóa, cô lúc này tay mới cầm bình đế, nhanh chóng hướng trong ly tulip bay hoa tuyết hình rượu seri, dịch rượu màu vàng tươi chảy vào, vừa rót rượu vừa thanh âm ngọt mà nhu hòa giải thích nói. Rượu seri chia làm 6 loại, Fino, Manzanilla, Amontillado, Oloroso, Palocotado, Amoroso. Khách nhân ngài hiện tại lựa chọn chai rượu seri này, điển hình thuộc FINO, vị thập phần cường liệt nhanh nhẹn, trận hương khí con men, tương tự như rượu quốc hoa điêu. Nhưng rõ ràng là hạnh nhân, bầu dục cùng mùi vị thịt hào, làm người ta không khỏi cảm thán cuộc sống, hồi ức lại thời gian tốt đẹp. Hy vọng khách nhân ngài có thể thỏa thích hưởng thụ loại rượu seri này, tư cách của nó không thể thay thế, một chút cũng không có mất lòng vị thân sĩ chinh chiến. William lại lần nữa ngẩng đầu, hai tròng mắt lóe ra ánh sáng lợi hại, nhìn về phía đường khả hinh, yên lặng một lúc lâu, tay anh mới rốt cuộc chậm rãi nâng lên chén rượu seri kia, cúi đầu nhẹ uống một chút mùi rượu kịch liệt, trong nháy mắt cảm giác trận trận mới mẻ, theo hiệu quả xoay tròn ướp lạnh cô bé này, mà thân đơ từ từ ấm lên, không bị cản trở hiệu quả, xác thực người bình thường không thể có thành tựu. Thậm chí loại rượu seri này, kích động trong lòng một người anh hùng chinh chiến, dường như về tới thời đại xa xôi, anh giống như một quốc vương, sâu ngưng khuôn mặt, lại ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lại bộc lộ tươi cười, nhìn về phía người đàn ông này, là một cô gái thông minh hiểu lòng người, có thể cảm nhận được một điểm tịch mịch của người trước mặt. William hai tròng mắt nhanh chóng lóe ra, khuôn mặt vẫn cứng rắn, cuối cùng bộc lộ một chút tiêu ý hài lòng. Mọi người thấy William có điểm tươi cười, cũng không khỏi thở hồn hển một hơi, tưởng thiên lỗi càng bóp chán, lòng bàn tay của anh thiếu chút nữa đều tràn đầy mồ hôi, thật là sợ đến không nhẹ, lúc này, anh thực sự nói không hết tưởng niệm trang hạo nhiên. Đường khả hình nhìn về phía William có điểm tiêu ý, cô người rốt cuộc thả lỏng một điểm khẩn trương, tùy ý đau đớn ở vai tập kích chính mình, trước nặng nề thở dốc, lại ở lúc cô bình tĩnh thả lòng, nhân viên tạp vụ đã cầm một cái đĩa dùng vải đỏ che lại mỹ thực, thần bí bày đặt ở trước bàn ăn. Cô hơi ngưng mặt nhìn về phía thức ăn thần bí kia, lại không có phát hiện, người giữa màn hình lớn, chính là thật sâu nhìn kỹ chính mình, muốn nhắc nhở chính mình, thời khắc chân chính khảo nghiệm, tới. chương 1217, trận chung kết phần 7 Thời điểm sân khấu tối đi và tĩnh lặng hơn, Đường khả hình cùng nhiều người xem đưa mắt nhìn kỹ về phía tấm vải đỏ che đồ ăn kia, thậm chí còn có thể cảm giác, dưới tấm vải đỏ mềm mại, là một món ăn khiến bao người khiếp sợ. Nhưng mà, cô yên tĩnh đứng cạnh bàn khoảng 10 giây, quả thật không thể ngửi ra được mùi thức ăn bay ra. Khả hình hơi nghi ngờ, lòng có chút buồn. Giám khảo ngồi trước mặt mọi người, bao gồm bác dịch và phu nhân dốc đều trầm mặc nhìn về phía cô. Hách lệ dưới tình huống mọi người đều nghi hoặc, miệng mỉm cười bước lên, tự mình kéo tấm vải xuống. Bên trong rõ ràng là bàn ăn được làm từ bạc tinh khiết kiểu cung đình, mặt trên nắp còn tạo thành hình thiên sứ. Cô vươn tay, không chút do so dự kéo nắp đậy lên, lại thấy bên trong bàn trống rỗng, lóe lên ánh sáng màu bạc, người xem trong hội trường ồ lên, đường khả hình cũng hơi nghi ngờ nhìn về phía bàn trống này. Hách lệ mỉm cười đưa tay, hướng tưởng thiên lỗi nói, đường tiểu thư. Đây là tưởng tiên sinh đặt trước một bàn mỹ thực. Đường khả hình nghe xong lời này, Lộ vẻ nghi hoặc mỉm cười nhìn Tưởng Thiên Lỗi, sau đó nói: "Quý khách, ngài cần ta làm việc gì?" Tưởng Thiên Lỗi trầm mặc ngồi trên ghế, anh mặc dù hơi áy náy, nhưng vẫn là hết sức nghiêm túc nhìn về phía bàn ăn kia, yếu ớt nói: "Hôm nay khẩu vị của tôi không tốt, bởi vì tôi vừa mới thất tình." Trái tim Đường Khả hình giống như bị đánh một quyền, hơi run rẩy tươi cười nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Đôi mắt Tưởng Thiên Lỗi lóe lên, nhưng vẫn là chậm chạp dừng ở phía bàn ăn trống trơn kia. Mặt dường như chìm đắm trong sâu thẳm một sự thật xót xa nào đó, chậm rãi nói, cô ấy đã từng cùng tôi là Thanh Mai trúc mã, thế nhưng trong quá trình yêu nhau, lại lấy cặp song thai phản bội tôi và làm tổn thương tôi. Vốn dĩ tôi rất hận cô ấy, thế nhưng lúc cô ấy mất đi sinh mệnh, tôi đau đớn không thể thốt nên lời. Trong quá khứ tôi đã từng cùng cô ấy dùng cơm rất nhiều lần, thế nhưng cô ấy lại thường xuyên không ăn cơm, mà chỉ yên tĩnh nhìn tôi. Nhưng tôi chỉ chú tâm vào chuyện khác nên lúc ăn cơm thích trầm mặc không nói. Đúng là bất cứ khi nào, chỉ cần tôi ngẩng đầu lên, nhất định có thể thấy cô ấy nhìn tôi thật sâu, lộ ra nét cười ngọt ngào mà rất đỗi thâm tình. Đường khả hình yên lặng lắng nghe lời của tưởng thiên lỗi. Tất cả người xem và giám khảo đang ngồi cũng nhìn anh đầy nghi hoặc. Tưởng thiên lỗi cười khổ, hơi cảm thán ngẩng đầu lên, nhìn về phía bàn ăn kia trống trơn, hai mắt cuối cùng lại tràn đầy đau đớn, chậm rãi nói tôi vẫn đang suy nghĩ, cô ấy có từng yêu tôi hay không nếu như thực sự yêu tôi vì sao có thể làm tổn thương tôi như vậy tôi vẫn mơ hồ không rõ thậm chí làm cho mình lảng tránh quá khứ của cô ấy đến nỗi không muốn lại nhớ tới trước đây khi cô ấy còn sống đã từng yêu nhau cho đến khi tôi nghe thấy tin cô ấy chết trong đầu tôi chấn động tất cả đều là những hình ảnh cô ấy yêu tôi mãi đến sau này tôi mới hiểu được có lẽ cô ấy muốn chết đã lâu lắm rồi bởi vì chỉ khi cô ấy chết tôi mới thật sự được giải thoát đôi mắt đường khả hình đẫm lệ nhìn về phía tưởng thiên lỗi tưởng thiên lỗi mỉm cười ngẩng đầu nhìn đường khả hình yếu ớt nói lúc này tôi thực sự rất đói bởi vì từ hôm qua cho đến bây giờ tôi vẫn chưa có ăn cơm nhưng cái gì tôi cũng ăn không vô ngồi ở trước bàn ăn không tự chủ được nhớ tới người ngồi đối diện mình miệng mỉm cười nhìn tôi tôi thực sự không nuốt nổi khi đau khổ có thể nên trốn tránh nghe nói lúc chết đi trong vòng ba ngày linh hồn sẽ đi tới trước mặt người mình yêu nhìn một lần cuối cùng nếu như lúc này cô ấy xuất hiện tôi nên cho cô ấy món ăn gì đây giờ phút này quả nhiên tôi nghĩ không ra cô ấy thích ăn cái gì có khả năng hiện tại cô ấy cũng rất đói lời này vừa nói ra cả hội trường yên lặng đường khả hình vẫn như cũng nhìn thật sâu về phía tưởng thiên lỗi tưởng thiên lỗi cũng chăm chú nhìn đường khả hình không chút nào che giấu khuôn mặt đầy bi thương và kiềm chế của chính mình, anh chậm rãi nói, "Xin hỏi, tôi nên vì cô ấy chuẩn bị đồ ăn như thế nào đây? Tôi nên biểu đạt như thế nào để xoa dịu nội tâm đang kích động của chính mình đây?" Đường Khả Hinh rơi nước mắt, nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Cả hội trường lại rơi vào vẻ trầm lặng, ngay cả người đứng cạnh bàn đều quay đầu lại, nhìn một màn này. Cả giám khảo và quan chủ khảo đều nhìn chăm chú vào Đường Khả Hinh, mặc dù thời điểm này rõ ràng bi thương nhưng mà thời gian đã sắp qua hơn một nửa. Đường khả Hinh nhìn thẳng vào mắt tưởng thiên lỗi, giống như trận thi đấu đã lướt qua, cô nhớ tới thời điểm người đàn ông này biết sự thật, cảnh tượng ngồi trước nhà hát khóc trong mưa, lòng của cô giống như bị vỡ ra, Alan đứng giữa màn hình lớn, mặc trang phục đầu bếp màu trắng, gương mặt bộc lộ biểu tình thâm trầm, nhìn cô. Đường khả Hinh dừng lại một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi đi đến chỗ xâm panh và giá dụng cụ chuyên pha rượu, lấy xuống một chai sâm panh Winston 1984 thuộc rượu trang paulo ở Pháp. Cầm chai sâm panh này, lại thong thả hướng về phía tưởng thiên lỗi đang ngồi trước bàn ăn, lúc này mới mềm giọng nói, đã từng nổi tiếng ở Pháp, nhắc tới một món ăn vô cùng thú vị. Công tước mời hơn 30 vị khách quý, chuẩn bị thưởng thức bữa tối cao cấp nhất, thế nhưng thời điểm gần bữa tối, công tước đột nhiên bị quốc vương triệu hồi vào cung. Lúc đó, tất cả khách quý đang ở phòng nghỉ ngơi chờ đợi tiệc tối, đều tranh nhau bàn luận công tước đã xảy ra chuyện gì, có lẽ quốc gia sẽ gặp cảnh như thế nào. David, phu nhân Jock và ban giám khảo cùng nhau nhìn thật sâu về phía cô gái này. Đường khả hình mỉm cười đem chai sâm panh để vào trong thùng rượu lạnh băng, ấn xuống 12 độ, mới mỉm cười nói tiếp, khi đó, tất cả khách quý đang chờ đợi bữa tiệc, rất hứng thú mà tán gẫu chuyện này. Lúc vừa mới bắt đầu, mọi người rất hăng hái và cao hứng, thế nhưng theo thời gian chờ đợi thức ăn ngày càng dài, tất cả các vị khách dần dần bắt đầu cảm thấy thật thật đói bụng thậm chí có một vài bá tước đói bụng đến nỗi sắc mặt tái nhợt có một số người đói bụng đến mệt dã rời thậm chí cảm thấy cuộc sống không có gì là thú vị cả tưởng thiên lỗi nghe đường khả hình nói đến đây liền dừng lại nhìn cô thật lâu đường khả hình cầm lên ly rượu sâm panh hoàng tộc đưa lên trước mặt nhìn trước nhìn sau thật kỹ lưỡng mới nở nụ cười mềm giọng nói các vị phải hiểu đói quá là khát vọng nguyên thủy nhất của cơ thể con người yêu là khát vọng tối cao trong linh hồn con người, nó cũng có thể tạo cho ta cảm giác vui vẻ. Thế nhưng câu chuyện nói trên, mặc kệ bá tước đem đối mặt với hành vi như thế nào, quốc gia có chấn động như thế nào, nhưng mà khát vọng nguyên thủy nhất của bọn họ, chính là Trước hết để cho tôi hưởng thụ bữa ăn ngon đi, chúng ta sẽ đi điều tra cuộc đời và tình yêu. Phu nhân dốc nhìn chăm chú về phía đường khả hình, gương mặt không khỏi cười tươi. Đường khả hình cười nhẹ, cho Tưởng Thiên Lỗi một điểm ấm áp ánh mắt cổ vũ, mềm giọng nói quý khách, mặc kệ ngài sắp sửa đối mặt với bi thương như thế nào, không bằng chúng ta. Đầu tiên hãy hưởng thụ trước một ly có thể làm cho cuộc đời tỏa ánh sáng nóng như sâm panh đi. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Đường Khả Hinh, không khỏi mỉm cười. Đường Khả Hinh đón nhận ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi, cô nở nụ cười ngọt ngào mà yên tâm, lập tức đứng thẳng trước thùng rượu sâm panh. Cô cầm lên chai sâm panh trong thùng dùng khăn mặt nhẹ nhàng đem chai sâm panh cẩn thận lau chùi. Khả Hinh đưa tay trái cầm cổ chai sâm panh, còn tay phải xé lớp giấy bạc chai sâm panh, vừa mở đồng thời cô vừa đầu, lại nhẹ nhàng mỉm cười nói, đây là chai Winston năm 1984 của bá tước sắc xin, đến từ rượu trang chứ danh Paolo Giu, khu sản xuất sâm panh truyền thống, thông thường đều hơn 3 loại nho sản xuất mà thành. Rượu trang Paolo Giu không noi theo con đường truyền thống dùng ba giống nho sản xuất, mà chỉ dùng duy nhất một loại nho đen pinot sản xuất ra loại sâm panh độc đáo này. Nó tập trung mùi hương như lửa phun trào đập vào, làm người ta không chịu nổi, trong nháy mắt liền bị chinh phục một cách triệt để trở nên vui sướng mà đứng lên. Trước đây thủ tướng Winston của nước Anh, bá tước Sussex khi đó vẫn còn là một chính trị gia nổi danh. Ông ấy đặc biệt yêu thích sâm panh Paolo Gil, thậm chí cùng với người đứng đầu nhà sản xuất rượu kết thành hữu nghị tình thâm. Sau khi quay trở về nước Anh, còn hứa hẹn trong tương lai khi cây nho trưởng thành, nhất định phải tự mình đến hầm rượu dùng chân trần dẫm lên nho, thế nhưng... Sinh mệnh thật quá vội vàng, Odai không thể đến với bá tước sắc xin, ông ấy qua đời năm 1965. Sau đó, Odai bi thương vô cùng, năm 1984 tạo ra một loại Winston. Sâm panh của bá tước sắc xin này là loại sâm panh do giống nho đen Pinot làm chủ đạo lên men. Hơn nữa hơn nữa còn do một giống nho đặc biệt khác của trang trại này ủ mà thành nhưng đến nay việc phối hợp trong loại rượu này vẫn là một điều bí ẩn có lẽ mỗi chúng ta đều phỏng đoán odai và xuất xin có thể có chuyện bạn bè phát sinh hay không chúng ta hiển nhiên là khát vọng nhưng thực sự không có maurice là chồng của odai thậm chí tôn trọng tình bạn bè giữa vợ mình và thủ tướng ngay cả biết anh hùng trọng anh hùng ở thời điểm hỏa lực của quân đội đức sắp sửa phá hủy vườn nho ông ấy không tiếc tính mạng thề chết để bảo vệ vườn nho đó, ủng hộ cái bí mật kia. Thậm chí Dũng cảm đối mặt với người viết thư khiêu chiến. Tình yêu, cứ như vậy mà đến, sau bí mật yêu này, nhất định còn ẩn giấu càng nhiều thứ đặc sắc, càng nhiều câu chuyện Dũng cảm. Bởi vì tính mạng, cũng chỉ có thể là tình yêu. Thế nên cho dù là câu chuyện tử vong bi thương, đến đây cũng nên kết thúc. Bởi vì người như vậy đáng giá được yêu và yêu. Đường Khả Hinh nói xong, hai tay trong nháy mắt xoay thân chai sâm panh phịch một tiếng, vang thật to giữa sân khấu, rượu bị đậy như vậy vượt qua cả mạng sống và sức lực hướng thẳng lên, bọt trong thân bình sâm panh bí mật mấy chục năm rốt cuộc nhanh chóng phát ra. Rất nhiều hương tranh tràn ngập sức sống và mùi bơ của bánh nướng, mang theo điểm đặc trưng của vùng khí hậu, tạo thành mùi hương bí mật, làm kinh động lòng người bao vây xung quanh tưởng thiên lỗi, giống như yêu mà không nói, gắt gao bao hàm người đàn ông cô đơn này. Trong nháy mắt, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, thậm chí có một số người xem đứng lên, cho người đàn ông này một chàng vỗ tay, dần dần, càng ngày càng nhiều người xem đứng lên, vỗ tay cho anh. Tưởng thiên lỗi ngồi tại chỗ rất xúc động, nghe tiếng vỗ tay này, tim của anh như có một dòng nước ấm chảy qua. Anh không kìm được, ngẩng đầu nhìn về phía đường khả hinh. Đường khả hinh vì ly rượu sâm panh trong suốt trong ly của anh, rót vào cùng loại chất lỏng, nhìn lớp bọt kia giống như sức sống con người đang trào lên, cô lại kích động vì vậy rót cho mỗi người ngồi trên bàn một ly, hy vọng vào giờ khác này họ cùng nhau thưởng thức về tình yêu bí mật. Mỗi người trên bàn, bao gồm William tại lúc này cũng tranh nhau thưởng thức rượu sâm panh anh hùng trọng anh hùng. Cùng dơ ly lên hướng về tưởng thiên lỗi chào hỏi. Lúc này, gương mặt của tưởng thiên lỗi bộc lộ sự cảm động, anh tươi cười, dũng cảm cầm lên ly rượu tràn ngập mùi hương trăm hoa hướng đến mọi người cùng bàn chào hỏi. Cạn ly tất cả khách khứa ồn ào nâng lên ly rượu cùng anh cạn ly mỉm cười nói tiếp chúc anh hạnh phúc tưởng thiên lỗi khẽ gật đầu cuối cùng thở dài một cái cúi đầu nhẹ uống ly sâm panh kia cảm nhận sâm panh pino lâu năm mùi vị quả nhiên giống như một loại hỏa sơn tràn ngập làm cho người ta dồi dào sức sống rất nhiều mùi hương hoa quả còn có mùi rượu thần bí kia cứ như vậy hòa quyện giữa môi và lưỡi nó làm cho con người sụp sôi trong khoảnh khắc dường như sắp tới hai mắt anh lóe lên nhìn về phía đường khả hình. Đường khả hình cũng khẽ mỉm cười, nhìn anh nói, đúng vậy. Quý khách, thời khắc xúc động sắp xảy ra, mời ngài tự mình nếm khoản xâm panh tinh hoa lúc này, cho phép tôi đưa lên cho ngài một phần đồ ngọt. Cô nói xong, nhân viên phục vụ lập tức đẩy xe đồ ăn đi đến, đem ra món gan ngỗng lam văn, cẩn thận từng chút đưa tới trước mặt tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi cúi đầu nhìn món gan ngỗng giống như một loại điểm tâm, với cách trang trí vô cùng đẹp mắt bóng dáng alan nhanh chóng xuất hiện ở giữa màn hình lớn chỉ thấy giờ phút này anh ta đang đứng nấu nướng ở vị trí trang viên vườn nho alan nhanh chóng đem một trong ba món ăn ngon nhất của pháp gan ngỗng có thể làm cho mọi người nhẹ nhàng cảm động nhanh chóng cắt thành từng lát lại dùng thông chín giống như đậu hũ format cũng cắt thành hoa văn xanh ra trời đường khả hinh đứng trước sân khấu liếc nhìn món điểm tâm này cô lập tức mỉm cười nói đúng như lời tôi đã kể trên mỗi người chúng ta cũng không thể có cách nào là shakespeare nhưng mà chúng ta có thể làm một nghệ thuật ra cho cuộc sống của chính mình, để cao giám định và thưởng thức của mình đối với món ăn. Món gan ngỗng này là dùng rượu Pinot Noir của Pháp mà làm ra, nó xốp và đàn hồi, giống như mỗi ngày chủ nhân đều đến cho nó thưởng thức rượu Pinot Noir tuyệt đỉnh và nghe những ca khúc nổi tiếng trên thế giới sản sinh ra một loại mùi hương kỳ lạ tiếp cận linh hồn, bản thân nó có đủ ngàn vạn ý niệm của thực vật. Nó có sự phối hợp chặt chẽ với gan ngỗng, không chỉ có thể sản sinh RA ba loại hương vị đạt tới đỉnh cao, hơn nữa có thể làm cho con người nảy sinh cảm giác tuyệt vời và mặc sức tưởng tượng tràn ngập cuộc sống. Đây là ý nghĩa mỹ thực, mọi người đã thấy gan ngỗng và format cùng tạo thành lát đẹp nhất, đều do đầu bếp dùng vỏ chanh, quyết trực tiếp đốt lên rồi rắc trên gan ngỗng và format, không nghĩ tới nó tạo ra được vị chát nhưng mùi hương lại trong veo vô cùng và có màu xanh thơm mộng. Mọi người nghe đường khả hình nói như vậy, lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Alan thực sự đứng ở ngoài trời trước bàn nấu nướng, tay trái cầm súng phun lửa cỡ nhỏ, tay phải cầm kéo cắt vỏ quýt thành từng miếng dài và hẹp, sau đó đốt lên cho đến khi vỏ quýt thơm ngát rồi rác trên mặt lát gan ngỗng. Tại hội trường, nhiều người xem xong đều cảm thấy mình thật đói bụng. Đường khả hình lúc này, mỉm cười chờ ý kiến của tưởng thiên lỗi, nói quý khách. Xin mời thưởng thức một chút gan ngỗng này. Tưởng thiên lỗi nghe xong những lời này, hai mắt lóe lên, nhìn về phía gan ngỗng lam văn kia, thực sự phát ra mùi hương làm cho người ta phải thèm thuồng anh lập tức có chút không thể chờ đợi được, cảm giác được mình rất đói bụng, rốt cuộc cầm lên dao lên, cắt một miếng gan ngỗng bỏ vào miệng, nhanh chóng cảm nhận được đúng là gan ngỗng nước Pháp, kết hợp với format lam văn Pháp, mùi vị như vậy đạt tới độ tuyệt đỉnh, thậm chí kèm theo mùi thơm ngát của vỏ chanh và quýt, làm cho người ta thật sự gào thét, cuộc sống vậy mà có thể có được mỹ thực đạt tới trình độ đó. Anh không thể chờ đợi được lại nâng lên Lee Winston 1984. Sâm Panh Diêu, nhẹ nếm một ngụm, cảm nhận được gan ngỗng cùng với format hòa cùng sâm panh lại có thể phối hợp cùng lúc hoàn mỹ như vậy. Thậm chí có thể cảm giác được bọt rượu vang lên âm thanh rung động trong miệng, vui sướng làm cho viền mắt người ta đỏ lên. Tưởng Thiên Lỗi thỏa mãn, cuối cùng cười rộ lên. Trên bàn các quan chủ khảo, nhìn Tưởng Thiên Lỗi ăn đến cảm động, bọn họ muốn hướng anh đề nghị, có thể chia sẻ một điểm mỹ thực hay không. Tất cả cười vang, anh cũng cười lên. Trong lúc này đường khả hình thấy tưởng thiên lỗi rốt cuộc cũng mỉm cười cô nhưng là mang theo sự ôn nhu và đau lòng thấp giọng hỏi đói bụng không một ngày một đêm không ăn cơm tôi lại mời đầu bếp vì ngài nấu mỹ thực ngài cứ từ từ ăn chỉ cần ngài vui vẻ là được rồi tưởng thiên lỗi cảm động nhìn đường khả hình cặp mắt không khỏi tràn lệ quang tươi cười đường khả hình vội vàng nhanh chóng xoay người đi vào phòng ăn giữa vô số rượu nho thế giới mới và cũ phóng khoáng cầm một chai later có lịch sử từ năm 1980 của vùng Bắc Đô, chịu đựng trên vai đau sót, cầm lấy bình giải rượu thủy tinh miệng lớn, lại mau chóng đi trở về trước bàn ăn, cầm lên bình giải rượu của mình, chuẩn bị mở nắp. Mà đường Khả Hinh và Alan có lẽ là đầu bếp và phục vụ rượu ăn ý nhất trên thế giới, cho dù im lặng, đều có thể biết đối phương cần gì. Chỉ thấy Alan giữa màn hình, nhanh chóng cầm lên dây nho xích Hà Châu và Mai Lạc, dùng lực thật mạnh chặt xuống, sau đó đặt ở trong một cái khay bạc lớn rồi dùng chày đập nát, trên sân khấu chuyển đến từng tiếng bang bang. Đường khả hinh mau chóng mở bình, trước tiên đem rượu để sang một bên, gương mặt bộc lộ thần sắc kiên nghị và chuyên chú từ trong túi sách của mình cô cầm lên một hộp diêm, cầm cây nến trắng lên trước mặt, dùng tay quẹt diêm. Mà tay trái nhanh chóng cầm dụng cụ mở chai lên, còn tay phải cầm lên chai mươi 1982, cầm miệng chai đặt trước bình giải rượu. Đầu tiên là thở dài một hơi, trong hội trường người xem cùng tưởng thiên lỗi chăm chú nhìn xuống, cô bắt đầu đem dịch rượu nhỏ mịn như tơ, chậm rãi chảy xuống bình giải rượu. Thậm chí ở trong tiếng la hét của mọi người, khả hình đem dịch rượu như tơ kia rót xuống, giữa bình giải rượu bằng thủy tinh trong suốt, theo tiết tấu và quy luật đan thành hình lưới. Phu nhân rót nhìn một màn này, hai mắt của bà không khỏi trừng lớn, phải biết rằng xích Hà Châu năm 1982 là vô cùng quý giá, nó so với mau Tần, Lafitte, Mago cần lên men càng lâu, thậm chí vượt qua 15 năm mới có thể vượt qua thời kỳ biến mất vị chát trong dịch rượu. Mùi rượu có một lịch sử truyền kỳ, thậm chí cái tên phẩm rượu ra này lộ ra mị lực vô hạn cùng tư duy quân vương thâm trầm. Rượu không có một điểm thỏa hiệp, bất luận là để ở trong thùng gỗ sồi, hay là cô đọng trong chai, nó vẫn lạnh nhạt như cũ. Giống như người không có cách nào phân biệt được tôi, tới gần tôi, chỉ thêm uổng phí tâm cơ. Rất nhiều bình phẩm ra ở trước mặt Lecter, cũng không khỏi thở dài một hơi, bởi vì không một ai có cách nào bảo đảm rằng bản thân mình có thể hoàn toàn thử nghiệm rượu ấy. Mà cần nếm thử rượu quý giá, nhất định phải có một bước giải rượu hoàn mỹ, có một số giai đoạn trong năm không thích hợp để giải rượu, vô cùng tiếc nuối và cáu giận bản thân mình không có cách nào nếm được mùi vị chân chính của nó. Cho nên, phu nhân dốc kìm lòng không được mở to mắt, nhìn về phía David. David cùng Duran đồng thời đưa mắt nhìn xuống, không khỏi liếc về phía đường khả hình cô lại có thể lợi dụng tơ rượu đan thành lưới ở bên trong bình thủy tinh, như vậy thực sự làm được mỗi khi phân chia rượu, cũng có thể tiếp xúc với không khí làm mềm tan ích, mà còn để cho rượu đi đến đáy bình trong suốt, mùi rượu không đến mức quá giật mình. Sự tuyệt vời này vượt qua thời gian lên men dài, 10 năm trước tiên sinh Vitus có thử qua, cũng không giải được một phần rượu, lập tức tuyên bố thất bại. Lúc này, đường khả hình vô cùng chuyên chú giải rượu, Âu, để cho bình rượu kia như dịch tơ rượu, lại dệt thành hình lưới nhập vào giữa đáy bình giải rượu trong suốt cảm giác đáy bình kia như từng trận mưa rơi hết sức suy mỹ thơ mộng làm người ta không khỏi nhớ tới năm tháng đã từng yêu nhau bước từng bước thật chậm trong mưa tưởng thiên lỗi cũng phải trợn mắt há miệng mà alan ở giữa màn hình lớn nắm chắc thời gian này mang găng tay cách nhiệt đặt lên thớt không ngừng đập thịt trâu trực tiếp đánh cho gân mềm ra mới nhanh chóng cầm thịt bò lên đốt từ từ trên dây nho càng không ngừng dùng tay cầm thịt bò xoay tròn người xem lại một lần nữa ổ lên. Alan luôn luôn tuân theo mỹ thực tự nhiên mà đơn giản, thế nhưng đơn giản không có nghĩa là bình thường. Anh nổi tiếng trên thế giới là thủ pháp nấu nướng độc đáo sáng tạo, đến nay không ai bằng, chỉ thấy anh đeo bao tay, cầm thịt bò đứng ở trước đống lửa, để cho lửa bốc cháy lên từ từ thấm mùi nho, mùi thơm nồng nàn từng đợt tràn đầy ra, thậm chí còn phát ra tiếng xèo xèo. Sau khi nướng xong, anh sử dụng phương pháp nấu nướng của Hoàng gia Pháp, bắt đầu trộn với tỏi đã được bóc vỏ, nhanh chóng bỏ vào trong thùng gỗ lấy chày xoay tròn dã nát tỏi hương tỏi cứ như vậy sản sinh ra một loại hương cây tùng và quả phỉ vô cùng thần kỳ a sau khi đập hết tỏi lại đem thìa múc lên dùng muối và tương được sản xuất ở ý trộn đều lên người xem trong hội trường trợn mắt nhân viên phục vụ vì phép tắc của tưởng thiên lỗi đã chuẩn bị tốt cây nho mạn đằng nướng thịt trâu anh cúi người nhìn khối thịt bị nướng kia mà thèm ăn nó vậy mà giống như cây nho vượt lên cao kèm theo nước tỏi tuyệt mỹ dưới lên trên đĩa, mà giữa khe thịt tràn ra mùi hương và chất lỏng không thể nói lên lời. Hai bên giống như chiếc lá nhỏ gác lên, đặc biệt làm cho người ta vui sướng. Lúc này, đường khả hình đã giải xong chai later năm 1982 kia. Chỉ ngửi thấy mùi rượu, đã đạt được trình độ cao nhất khi cùng kết hợp với thịt trâu, cô lập tức thở dài một cái, vết thương trên vai biến mất, không màng mồ hôi rơi trên chán, cầm lên bình giải rượu, vì tưởng thiên lỗi rót một ly rượu đỏ. Cô vừa rót, vừa nhẹ nhàng nói, ngài hãy chậm rãi thưởng thức món ăn. Món thịt trâu này nhìn qua, chắc là do đầu bếp Alan nghĩ ra món ăn mới nhất, thịt trâu chính là nướng trên dây nho 50 tuổi trở lên, nó tập hợp linh hồn trời đất nửa thế kỷ, có hương vị chặt chẽ mà đầy dũng khí khiến cho anh không cách nào diễn tả được bằng lời. Khi anh thưởng thức nó, anh sẽ phát hiện ra, mùi hương này dần dần được thả ra, theo Leiter năm 1982 của Pháp sẽ vì anh mang đến trải nghiệm thân thể cực nhanh. Tôi không có cách nào chiếu cố người đã chết, tôi chỉ muốn anh hạnh phúc. Tưởng Thiên Lỗi lập tức ngẩng đầu, kích động nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhìn anh, mỉm cười, gật đầu nói: "Ăn đi. Mau làm cho mình ở mùi giữa mùi thơm của rượu nho, thư giãn một chút." Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười, cuối cùng lại không thể chờ đợi được nâng lên ly thủy tinh đế cao nhẹ cúi đầu khẽ nhấp một ngụm lây tơ năm 1982 lên men từ giống nho xích Hà Châu, lập tức cảm giác được rượu đã ủ được gần trăm năm kia, quả nhiên bay ra sự thuần hậu như sinh mệnh của dịch rượu, nhất là đến đáy bình mà từng lớp mùi thơm, mang theo phảng phất mùi huân hương trong rừng rậm xa xôi kia gần như là lướt qua, hương vị hạt thật sâu nồng đậm, sô-cô-la, mùi vị của quả muối màu đen, lại thần bí xuyên qua. Đây chỉ có thể là xích Hà Châu mới có thể thả ra nhiều mùi hương như vậy anh hơi xúc động ngừng lại, cầm dao lên, lại cắt một khối thịt bỏ vào trong miệng, đôi mắt anh lập tức sáng ngời, rất vui mừng nhìn về phía đường khả hình. Đường khả hình cảm động hơi đau lòng mỉm cười nhìn về phía tưởng thiên lỗi. Gương mặt của tưởng thiên lỗi bộc lộ thần sắc kỳ quái, nhẹ nhai miếng thịt trâu mang theo mùi nho cùng cách thức cung đình, có một loại cảm giác tuyệt vời của quý tộc cũ tràn ra khắp nơi. Món ăn này cùng rượu ngon kết hợp lại, đến nỗi muốn quấy nhiễu tâm trí của con người dường như muốn cho người ta chịu không nổi, để người ta không thể chờ đợi được muốn nếm miếng thịt bò thứ hai, khi đó tìm kiếm bí mật kia, anh cũng đã cảm giác hơi say, cảm động cực kỳ. Từ trước tới nay chưa từng có lúc này, hưởng thụ mỹ thực cung đình chân chính, đúng là cảnh giới siêu nhiên, là cảnh giới cao nhất. Cuối cùng, tưởng thiên lỗi trở lại thân phận quan chủ khảo, cấp cho đường khả hình một câu khẳng định mà cảm động tươi cười. Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay mãnh liệt, phu nhân dốc thậm chí vào giờ khắc này, cảm động muốn khóc vỗ tay, bởi vì đây là lần đầu tiên, bà có thể nhìn thấy đầu bếp cùng phục vụ rượu biểu diễn hoàn mỹ như vậy. David cùng Duran, còn có ban giám khảo và người xem cũng tranh nhau vỗ tay tươi cười. Bác dịch thở phào nhẹ nhóm, cũng mau chóng vỗ tay. Đường khả hình, cố lên, rất nhiều người xem Trung Quốc lập tức kích động đứng lên gào thét. Thời khắc này đường khả hình chỉ là nhìn thật sâu về phía tưởng thiên lỗi, anh như vậy mà tươi cười thỏa mãn, cô nhìn anh cười mình cũng cười, trong lúc này hách lệ nhanh chóng cất bước đi tới trước mặt đường khả hình, dịu dàng nói đường tiểu thư. Một giờ không nhiều, cô phải phục vụ sáu vị khách này. Cô phải nắm chắc thời gian, và cô chỉ còn lại 20 phút, không nên để đến phút cuối cùng lại chạy nước rút. Hách lệ dường như cũng bị cảm động, nhanh chóng đi tới, nhắc nhở đường khả hình. Trường 1218, trận chung kết 8. Thời gian còn có 20 phút, Alex cùng Golden đã hầu rượu tới vị khách thứ bảy, hơn nữa trong quá trình hoàn toàn không có phạm lỗi thậm chí được khách nhân cực kỳ tán thưởng, mà đường khả hình là vị tuyển thủ thứ ba đã phạm lỗi một lần, ở đợt hầu rượu tiếp theo và trong vòng thi đấu thứ hai cô còn có hai lần cơ hội. Nếu như trong quá trình trung gian lại phạm lỗi thì dù cho cô hầu rượu có hoàn mỹ bao nhiêu cũng không cách nào đạt vị trí cao nhất tại vòng thi thứ ba. Muốn ăn điểm ở vòng này cũng thật khó. Đường Khả Hinh ở trước mặt hai cao thủ xuất sắc nhất phát huy tài năng của mình, thời gian thi đấu còn khá ít, mà đối với cô, một phục rượu sư Hoàn Mỹ thì phải đứng sau một màn phục vụ rượu hoàn mỹ. Chỉ thấy cô bình tĩnh bước tới trước mặt nhiều vị khách, không quan tâm tới thời gian thi đấu, khuôn mặt nở nụ cười chuyên nghiệp, dụng tâm lắng nghe yêu cầu của khách. Cũng không biết là xuất phát từ nguyên nhân nào, mà sau lần phục vụ rượu hoàn mỹ đầu tiên của Đường Khả Hinh, tất cả các vị khách còn lại đều nảy sinh ra một loại tín nhiệm cùng mỹ cảm đối với cô trong lúc đưa ra yêu cầu phục vụ rượu cũng là một bầu không khí tốt đẹp như vậy. Phu nhân dốc sốt cuộc thấy cũng thấy được một màn vừa mới phát sinh, bà thực sự kích động đến muốn khóc giống lên. Thế nhưng trong lúc cảm động, bà cũng không quên nhìn về phía trung tâm màn hình lớn, còn dư lại chỉ có 18 phút. Đường khả hinh mỉm cười, trong lúc cúi đầu cẩn thận lắng nghe yêu cầu của khách hàng, đôi mắt long lanh toát ra một chút ôn như săn sóc. Nhìn vị khách người Tây Ban Nha yêu cầu đối với món ăn chiên rán nhưng lại cần thanh đạm, cô lập tức cười thiện ý, gật gật đầu, trước tiên mời vị khách này chờ. Cô đi tới trước phòng chứa rượu cầm một chai rượu nho mỹ màu hổ phách, lại nhờ nhân viên tạp vụ mang khí cụ thủy tinh hình phễu bày trước mặt khách. Sau đó cô yêu nhã đi tới trước bàn ăn mỉm cười nói, món chiên rán mà thanh đạm thường chế biến từ rau, rau mầm, thịt chân giò ngâm muối, cà và cà rốt cắt miếng, dùng trứng gà cùng bột mì toàn bộ quấy chiên giòn mà thành, cuối cùng mới trộn dầu salad. Vị lúc đầu gay gắt đặc thù nhưng cũng rất tuyệt vời hôm nay chúng ta phá vỡ quy tắc phối rượu với salad bình thường đi. Bởi vì trời cũng đã vào cuối thu, tôi đã chọn cho ngài một loại rượu nho Mỹ màu hổ phách, do phơ long, fire nhưỡng thành. Đặc biệt là loại được sản xuất năm 2008, hương rượu của nó như một bản hòa âm êm tai bất hủ dung hợp giữa bóc đô phong cách phức tạp với rượu nho Mỹ hổ phách phong cách hoàn mỹ, đồng thời biểu hiện ra dục vọng như Việt quất cùng quả mâm xôi, đá lửa và hương thịt nướng nhu hòa nhưng đặc thù. Khi nó phá vỡ quy tắc phối hợp với salad bình thường rượu vào miệng sẽ cảm thấy mềm mại, độ chua ngọt cũng được khống chế tốt. Vị khách nghe thấy lời này không khỏi có chút nghi hoặc mỉm cười nhìn đường khả hình, tôi thực sự vẫn còn nghi hoặc đối với món rượu nho phối hợp salad này. Đường khả hình lập tức tươi cười nói, an ra giáp với Đức cho nên mỹ thực và văn hóa rượu của bọn họ sẽ giao thoa giữa hai nước Pháp và Đức. Tôi cảm thấy với ưu thế về địa lý bọn họ có thể đã thử qua rất nhiều mỹ thực, đúng là may mắn. Hôm nay không biết ngài đây là một thân sĩ Tây Ban Nha có nguyện ý nghe diễn tấu hòa âm của nước Mỹ hay không? Dám khảo chính là nghe lời này mà bất đắc dĩ bộc lộ ý cười ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh hơi gật gật đầu. Đường Khả Hinh tươi cười cầm chai rượu mỹ xoay tròn, nhanh chóng mở nắp chai, sau khi để vị khách này cảm nhận hương rượu, lúc này mới dơ cao chai rượu rót dịch rượu vào tầng thứ nhất của phễu. Khách mời cùng toàn bộ người xem đều nhao nhao nhìn phễu thủy tinh từng giọt rượu đỏ tươi khoái trá nhỏ xuống phảng phất như linh hồn cô gái này đã cho nó một sinh mệnh mới. Tất cả giám khảo đều tập trung nhìn về phía cô gái biểu hiện xuất sắc kia. Đường khả hình khi đổ toàn bộ rượu dịch vào trong phếu nhìn như máu huyết sinh mệnh không ngừng nhỏ xuống, đôi mắt cô lại tỏa ra thứ sáng thanh khiết, khuôn mặt tươi cười dịu dàng. Cảm giác thời gian không còn nhiều cô thừa dịp dịch rượu đang nhỏ xuống nhanh chóng đi đến trước mặt vị khách thứ tư cẩn thận lắng nghe yêu cầu của người nọ vị khách này không cần ăn chỉ cần độc ẩm một lọ Mago năm 2000. Đường Khả Hinh nghe xong trên môi nở nụ cười tôn trọng nhanh chóng đi đến giá rượu cầm lên một chai Mago năm 2000. Mago là loại rượu tao nhã nhất, quý tộc nhất trên thế giới, nó chứa đựng tầng tầng lớp lớp khiến người khác cảm nhận được vô số hương hoa, thoáng như hoa quý thiếu nữ nằm giữa vạn hoa, cảnh giới siêu nhiên. Cô nhanh chóng chọn lựa khí cụ hình huyết quản rồi biểu diễn trước mặt khách mời, nhanh chóng khai bình, hít sâu một hơi, đổ rượu xích hà vào phối hợp cùng rượu Mago hình thành sợi nhỏ đổ vào khí cụ hình huyết quản nhưng lại giống như cánh hoa nở rộ. Cô trước kia thường dùng phương pháp này thuyết phục quan ngoại giao nước Pháp Jenny. Toàn bộ sân khấu giống như trong nháy mắt chậm rãi phiêu lãng hương thơm rượu nho động lòng người đến từ nước Pháp, từng đợt hương thơm của vạn hoa quanh quẩn lưu chuyển toàn bộ sân khấu. Chưa từng nghe qua hương rượu Mago không chỉ tầng tầng lớp lớp hương hoa khí chất yêu nhã mà còn có cảm giác thần bí gần như dụ hoặc nhân tâm, cỗ khí tức thần bí này trong lúc vô tình giống như thiên sứ kết hợp ma quỷ chậm rãi mà đến. Vô số người trên sân khấu đều bị đạo hương khí thần bí mà cực mê hoặc nhân tâm này thuyết phục nhưng đường khả hình tay vẫn cầm chai rượu rót vào khí cụ. Thần sắc cô chuyên chú ổn trọng mặc kệ toàn bộ thế giới thay đổi như thế nào cô vẫn giữ vững được tư thái tuyệt đẹp. Lauren giờ khắc này ngồi ở bàn giám khảo, trên khuôn mặt ông không giấu nổi kinh ngạc tươi cười, nhìn về phía cô gái trước mặt chuyên chú mà ổn trọng, rất có phong phạm của ân sư, không khỏi nhớ tới Vitas tiên sinh trong bệnh viện. Nếu như ông ấy có thể nhìn thấy giờ khắc này của học trò mình thì sẽ phải tự hào biết bao. Cổng vào nhà hát, một thân ảnh màu trắng chậm rãi mang theo một bóng đen dài to lớn từ từ cất bước đi về phía sân khấu. Đôi mắt sắc bén nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh quả nhiên giống như thầy nói, cô là một đối thủ mạnh mẽ, càng đối mặt khó khăn càng ngượng tụ lực lượng kinh người. Ngay lúc cô phục vụ rượu cho khách mời bằng một chai mago truyền kỳ thời gian chỉ còn có 5 phút mà trước mặt cô vẫn còn có hai vị khách. Trong khi đó Alex và Golden đã sớm tiến vào cánh cổng thời gian chờ đợi vòng thi đấu thứ hai. Trái tim cô dù bị đánh trúng nhưng vẫn nặng thở một hơi mỉm cười vì khách rót một ly Mago truyền kỳ, thậm chí cười khẽ nói với ông, nếu như có thể sau trận thi đấu ngài hãy tự mình uống một ly. Khách nhân cùng toàn bộ người xem nhau nhau mỉm cười lại vừa khẩn trương, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn thời gian còn có 4 phút. Nhã Tuệ và Trần Mạn Hồng ngồi trước sân khấu khẩn trương đến mức trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng vào lúc này hai vị khách cuối cùng đồng thời hướng về giám khảo chính Đới Lập Duy đưa ra yêu cầu của mình. Hai chúng tôi lúc này đều cảm giác khẩu vị nhàn nhạt, nhạt, có lẽ là bởi vì có chút khẩn trương nên rất mong muốn một ly rượu ngọt ướp lạnh. Có thể yêu cầu chuyên gia hầu rượu đường đồng thời hầu rượu hai chúng tôi hay không? Chủ tịch, ngài đã nói chúng tôi có quyền tự mình ra khảo đề và phương thức khảo nghiệm. Lời này vừa ra đường khả hình ngẩn người nhìn về phía hai vị khách cuối cùng. Phu nhân dốc cùng bác dịch không khỏi cúi đầu cười rộ lên, đới lập suy và Duran cúi đầu tự hỏi ba giây, biết mấy vị giám khảo chính nhất định muốn đường khả hình tiến vào vòng thi đấu thứ hai ông liền ngẩng đầu nhìn về phía hai vị giám khảo chính gật đầu. Hai vị giám khảo chính lập tức ngẩng đầu nhìn về phía đường khả Hinh dơ cao ly tulip chống chân trực tiếp nhanh chóng nói, đến một ly rượu chai ướp lạnh. Lời này vừa ra thời gian còn lại không đến ba phút, hiện trường người xem toàn bộ xôi trào, một trận tiếng vỗ tay ổ lên nhanh chóng cổ vũ cho đường khả hình. Đường khả hình nhìn về phía hai vị giám khảo chính cười cảm kích lập tức quay người đi đến giá rượu gỡ xuống một chai rượu Hungary đặc biệt ngọt nhanh chóng đem rượu dịch để vào thùng băng, lại nhanh chóng xoay tròn thân chai lợi dụng nhiệt truyền lại nhanh chóng ướp lạnh. Đợi khoảng một phút đồng hồ sau, cô mới thở ra tay cầm chai rượu đến rót cho hai vị khách, dịch rượu tựa như vàng dòng mang theo mật hương của vạn hoa tản ra nồng đậm mê người. Chính cô khi ngửi được hương vị rượu thuần ngọt liền cảm giác khô cạn nuốt một hơi nơi cổ họng rồi mới cầm lên chiếc khăn lau miệng chai. Lúc này mới ngẩng đầu hơi khẩn trương nhìn về phía hai vị khách. Hai vị khách ở 10 giây thời khắc cuối cùng nâng ly rượu ngọt lên cúi đầu thưởng thức cảm nhận từng điểm ngọt mang theo hy vọng chạm chạp xâm nhập nơi cổ họng. Bác dịch khẩn trương nhìn, phu nhân dốc khẩn trương nhìn, Duran và đới lập duy cũng khẩn trương nhìn. 3 giây cuối cùng, hai vị khách sốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía đường khả hình mỉm cười gật đầu, không tệ, rất tốt. Đường khả hình lập tức cùng mọi người thở phào một hơi. Hách lệ tại thời khắc này lại nhắc nhở đường khả hình nhanh chóng tiến vào cánh cổng thời gian tiến vào vòng thi đấu thứ hai. Đường khả hình bộc lộ biểu tình khẩn trương mỉm cười gật gật đầu, lúc này mới nhanh chóng xoay người đi về hướng cánh cổng thời gian, toàn bộ giữa sân khấu vào giờ khắc này nhanh chóng xoay tròn hiện ra trước mặt toàn trường người xem là hình ảnh mỹ thực và rượu dịch đến từ toàn thế giới. Toàn trường người xem lại một trận hồ lên. Hách lệ lúc này mỉm cười đi ra sân khấu nói với ba vị tuyển thủ, hoan nghênh ba vị tiến vào vòng thi đấu thứ hai của trận chung kết. Trước mặt các vị là mỹ thực đến từ toàn thế giới, thân là một chuyên gia hầu rượu ưu tú quốc tế nhất định phải quen thuộc tất cả mỹ thực và rượu ngon của các quốc gia trên thế giới. Trong vòng 30 phút, Chúng tôi sẽ dâng lên 100 mỹ thực của các quốc gia trên thế giới. Các bạn không chỉ phải giới thiệu được mỹ thực đó mà còn phải nói ra loại rượu phối hợp thích hợp. Đương nhiên trong quá trình này các bạn nếu ngửi mà không cách nào phân biệt được hương vị thì cũng có thể nếm thử, bất quá tôi xin khuyên các bạn tốt nhất là không nên làm như vậy bởi vì 100 loại mỹ thực các bạn có lẽ sẽ ăn không nổi. Vòng thứ nhất thi đấu chính là năng lực ứng biến của các bạn đối với mỹ thực và rượu ngon. Có 100 khảo đề, nửa giờ sau tuyển thủ trả lời khảo đề đứng đầu được thêm 20 điểm, người đứng thứ hai không cộng thêm điểm nào. Người đứng cuối bị trừ 20 điểm, đầu bếp tinh anh nhất cùng chuyên gia phẩm rượu cao cấp nhất của chúng tôi sẽ giám định kết quả của các bạn. Đây là trận thi đấu chuyên gia hầu rượu lớn nhất thế giới. Chúc các bạn thành công, mời các bạn mang theo tai nghe nói ra đáp án và suy nghĩ của mình. Không cần bận tâm ban giám khảo, đèn sáng hay tối. Ba vị tuyển thủ nghe xong đồng thời gật gật đầu. Lúc này đường khả hình đang dẫn đầu với 18 điểm, chỉ cần cô có thể thuận lợi qua cửa ải này thì cô đã bước nửa chân vào vị trí quán quân. Mà Alex và Golden cũng nặng nề thở dốc đứng thẳng trước màn hình lớn, biểu tình ngưng trọng đồng thời cầm lên tai nghe. Đường khả hình cũng hít thật sâu, cầm tai nghe lên đeo vào, không tự chủ nhớ tới từ nhỏ cha đã giáo dục mình mỹ thực, trái tim cô lập tức ngăn được một trận hoảng hốt nhưng vẫn không nhịn được kêu lên, ba. Phù hộ cho con, một phút cuối cùng cũng phù hộ cho con vượt qua van cầu người. Cô nói xong lập tức khẩn trương nhắm mắt lại suy tư về mỹ thực và rượu ngon mười mấy năm qua nhận thức. Này chính là thời khắc thập phần thập phần khảo nghiệm. Đoàn giám khảo, có mấy vị giám khảo đã khẩn trương gấp gáp. Phu nhân dốc hai tay nắm chặt bút lông chim khẩn trương đến mức thở dốc, đối lập duy cùng Duran, còn có Pabu, Lauren tứ đại nguyên lão của giới rượu nho cũng đều khẩn trương ngẩng đầu nhìn. Nhã Tuệ cảm thấy trái tim mình xảy ra vấn đề liều mạng vỗ lên người Trần Mạn Hồng sợ đến sắc mặt tái nhợt không dám nhìn. Tưởng Thiên Lỗi và Bác Dịch đều cảm thấy loại thi đấu này thật là quá dằn vặt người. Đoàn đội tinh anh phía sau sân khấu cũng đều đã chuẩn bị xong. Hách lệ tĩnh đứng ở trước sân khấu nhìn chăm chú về phía ba vị tuyển thủ đã chuẩn bị tốt hơi ngưng trọng mở miệng, mời ba vị tuyển thủ chuẩn bị, thi đấu bắt đầu. Nói xong bày ra trước mặt ba tuyển thủ là Mỹ thực nước Italy thịt bò tẩm rượu ớt, cách thức nấu nướng nhanh chóng chạy qua màn hình lớn, dùng củ cải căng mập cùng rượu đỏ, còn có hạt hồi nấu nướng mà thành, chỉ thấy ly rượu đế cao bên cạnh khối thịt bò chín hồng hương vị thập phần mê người. Đèn trước màn hình lớn tương ứng với ba vị tuyển thủ vốn không sáng, chỉ có tuyển thủ nói ra đúng đáp án đèn mới có thể sáng lên. Đường khả hình mở to mắt, không nhìn thẳng thực thể mỹ thực trên bàn ăn bày mà là trực tiếp nhìn về phía mỹ thực trên màn hình lớn, mặt cô bộc lộ một điểm giật mình. Golden và Alex cũng hơi ngưng thần cúi đầu chăm chú nhìn đĩa mỹ thực này, thậm chí ngửi kỳ vị. Toàn bộ hiện trường lập tức một mảnh bình tĩnh, khẩn trương, nghiêm túc. Các loại bầu không khí, vô số ký giả Trung Quốc nhao nhao khẩn trương nhìn. Nhã Tuệ được Trần Mạn Hồng nâng mặt lên mới dám nhìn thẳng sân khấu. Nhưng khi cô nhìn thấy khoản mỹ thực này, cô lại kinh ngạc nói: chơi ạ, à, thịt bò ngâm hồng dầu, khả hình sao còn phải tự hỏi? Có ý gì? Trần Mạn Hồng nhìn về phía Nhã Tuệ kỳ quái hỏi đây là món ăn nổi tiếng của chú Đường. Nhã tuệ trực tiếp kêu lên, Khả Hinh và anh cô đều yêu nhất món này. Quả nhiên, Đường Khả Hinh kích động nhìn thịt bò ngâm hồng dầu trên màn hình lớn đôi mắt đẫm lệ trực tiếp hưng phấn nói, món này là thịt bò ngâm hồng dầu, phối. Australia Mellow luôn cốc lấy từ giáo đường trang viên rượu nho. Cô nói xong trong nháy mắt ngẩng đầu tiến về phía trước nhìn. Toàn trường vắng vẻ, tất cả người xem cùng dám khảo nhanh chóng ngẩng đầu, Nhìn về phía chiếc đèn trước màn hình lớn. Sau hai giây đèn chợt sáng lên, nhà hát vang lên trận trận kịch liệt tiếng vỗ tay. Đoàn giám khảo cũng nhao nhao vỗ tay, đèn của Đường Khả Hinh với đạo mỹ thực thứ hai lại sáng lên. Mỹ thực ốc sen hương thảo của nước Pháp. Vòng này chính là muốn khảo nghiệm tiêu chuẩn chuyên gia phục vụ rượu thế giới. Đường Khả Hinh giờ khắc này thực sự rất cảm tạ tính thích ăn từ nhỏ của mình. Cô nhanh chóng nói trước hai vị tuyển thủ, Úc Sên Hương thảo chuẩn phối hợp bột khẩn Chaclomania kết hợp Chaclomania. Đèn thi đấu nhanh chóng sáng lên. Cứ thế cô vượt lên dẫn đầu vòng này với hai điểm, vòng này chỉ có tối đa 100 điểm thế nhưng cô bé này vẫn trải qua khảo nghiệm trước nay chưa từng có, cuộc sống của cô cho tới bây giờ cũng không quá thuận lợi. Cô luôn luôn từ tầng dưới chót nhất một đường vất vả đi lên, không sợ nguy hiểm hay uy hiếp, cười chế nhạo cùng khinh thường cắn răng đi đến thời khắc này vượt lên dẫn đầu hai điểm chính là phần thưởng tốt nhất thượng đế dành cho cô. Đạo Mỹ thực thứ ba nhanh chóng được mang lên, Yến Bảo Xí đến từ Trung Quốc. Đường Khả Hinh nhanh chóng ngẩng đầu kích động nói, đây là món ngon kinh điển của Quảng Đông, cá muối thập phần chặt chẽ phối hợp bột khẩn nước Pháp Louis Thượng Đảng năm 2004. Đèn thi đấu lại chợt sáng lên. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, trong khi đó Alex đang trả lời khảo đề thứ hai, Weston cũng là chuẩn bị tiến vào đạo khảo đề thứ ba. Đạo Mỹ thực thứ tư đến từ Nhật Bản mang tây thủ cuốn. Đường Khả Hinh lập tức nhanh chóng nói, đây là món mang tây thủ cuốn của Nhật Bản phối hợp với rượu Aiden trường tương tư. Đạo khảo đề thứ năm nhanh chóng được đưa ra, kem dưa hấu. Đường Khả Hinh nhanh chóng nói, rượu uy do phái rock nhướng. Đến từ Italy, món ăn thứ sáu, món ăn nổi tiếng của Italy, tôm viên cà chua. Đường khả hình thần tốc nói, New Zealand, mã nhĩ bảo cùng ô ta nam cực tình mãi tương tư. Món ăn thứ bảy, hào nướng tỏi. Australia Baron năm 2010 từ Lạc Thần Sơn Trang. Món ăn thứ 8, thịt gà xào nấm. Gia vị nước Pháp phối hợp, rượu nho pinho. Nông trường đặc sắc Florente cốt bò bít tết. Chim khách dưới chân núi Toscan Italy, rượu nho Bruno đối với mỗi khoản mỹ thực cô gái đều chuẩn xác không sai nói ra rượu nhau phù hợp, ngay cả bản thân cô cũng có chút kinh ngạc vì sao khảo đề lại thuận lợi như vậy, có lẽ giờ khác này cô đã quên mất chính mình vì trận thi đấu thế giới đã vất vả cực nhọc trả giá bao nhiêu, trước có đường Trí Long và Vitus đối với cô nghiêm ngặt yêu cầu, sau có Alan ở Cambridge 3 tháng đối với cô huấn luyện dày đặc. Golden cũng là một người cuồng Mỹ thực sau khi tiến vào trạng thái liền một đường thẳng tiến, lấy 28 đạo món ăn đuổi theo 32 đạo món ăn của đường khả hình. Đường khả hình vào giờ khắc này toàn thân tỏa sáng vô hạn không để cơ hội cho các tuyển thủ khác, hơi lên tinh thần biểu hiện thái độ cực kỳ chuyên nghiệp nhanh chóng nói ra từng đạo mỹ thực cùng rượu đỏ phối hợp, rượu lách trang viên beo phối thịt nướng mau thị. Đối mặt với từng đạo mỹ thực cô dựa vào thiên phú của mình cùng giác quan thứ sáu toàn bộ chuyển xác nói ra rượu dịch phối hợp hoàn mỹ. Mỗi người trong đoàn giám khảo, bao gồm cả đới lập suy và bọn người Duran đều không thể tưởng mở to mắt nhìn về phía cô gái Trung Quốc này, thực sự không cách nào tưởng tượng trên người cô rốt cuộc dự trữ bao nhiêu năng lượng. Phu nhân Gióc cũng kích động đứng lên nhìn về phía thời gian mới qua 10 phút. Cô gái này cũng đã trả lời 30 món ăn, ngay cả giám khảo trẻ tuổi như bác dịch cũng kích động đứng lên. Toàn bộ người xem cùng ký giả, bao gồm Nhã Tuệ và Trần Mạn Hồng còn có toàn bộ quản lý và đồng sự xem thi đấu nhìn một màn này đều rối rít kích động đứng lên, khẩn trương nhìn. Thân ảnh màu trắng nhìn đường khả hình trải qua một màn này anh cũng kích động cười rộ lên. Đường khả hình lại nhanh chóng đi tới xác định mỹ thực tiếp theo, cầm dao dĩa lên bỏ một chút mỹ thực vào trong miệng. Cô nhẹ nếm một chút rồi nhanh chóng nói ra, bò bít tết barbaresco phối tỏi hương nướng. Cô gái này lại từng câu từng chữ lang lảnh đọc thuộc lòng, dù cho phải nhẹ nếm thức ăn nhưng cũng không cần nghĩ ngợi nói ra. Đèn thi đấu trước mặt cô lại sáng lên, trời à, có dám khảo nhịn không được dùng tiếng pháp thốt lên, cô ấy thật sự có khả năng trở thành quán quân của trận thi đấu này mất. Tôi không phải đang nằm mơ đi, có một ký giả Trung Quốc cũng không thể tin tưởng kêu lên. Nhã tuệ càng một thân mồ hôi nhìn đường khả hình, có lẽ cảm thấy thắng lợi trong tầm mắt nhưng lại có chút không dám tin. Nhưng vô luận như thế nào đến nay toàn thế giới chưa một ai có thể trả lời hoàn chỉnh 100 đề, chỉ có duy nhất một chuyên gia hầu rượu cao cấp nước Pháp trả lời được 78 đề. Nhưng ngay tại một phút cuối cùng, đường khả hình thẳng vọt vào đạo thứ 88, mà Go Westden vọt vào đạo thứ 70. Một phút cuối cùng đếm ngược thời gian bắt đầu, 59, 58, 57. Đường khả hình vẫn như cũng nhẹ thường thức thức ăn, thập phần bình tĩnh nói, tôm tươi bỏ vỏ salad phối hợp rượu pin rượu nho phối cháo hải sâm. Thịt thỏ xào bơ, 10, 9, 8, 7, toàn bộ người xem hưng phấn đếm ngược thời gian, Đường Khả Hinh nhanh chóng nếm đạo mỹ thực cuối cùng. Khi cô nhẹ nếm gan ngỗng hương tiên liền lập tức biết là của Alan nấu nướng. Cô đói đến mức cơ chàng co rút, vài đau nhức mồ hôi lạnh chảy xuống, cả người gần như mắt hoa nói, rượu nho hy nhã ti trang viên đạo tin lành hoàng thành năm 2005 phối hương tiên gan ngỗng nấu sò tươi. Đây là phối hợp thượng đẳng. Đã hết giờ, hách lệ nhìn đường khả hinh hưng phấn cười kêu lên. Phu nhân rót lại vào lúc này kịch liệt hưng phấn kêu lên, oh my god cả đám đới lập duy, Lauren, toàn bộ mở to mắt kinh hô lên, tưởng thiên lỗi và bác dịch nhìn về phía mấy chữ này gần như kích động muốn khóc. Toàn bộ người xem cùng nhã tuệ trần mạn hồng nhao nhao kinh hỉ kêu lên. Toàn thế giới đều hoan hô, chỉ có đường khả hình một người mơ mơ màng màng đứng ở giữa sân khấu. Bởi vì mệt mỏi đôi mắt cô vốn rõ ràng này lại gần như ngây ngốc nhìn về phía mọi người hoan hô. Cô lại mơ hồ hỏi, tôi, tôi, tôi thắng rồi sao, tôi, tôi, vào vòng cuối. Hách lệ vào lúc này chăm chú nhìn đường khả hình thập phần kích động công nhận nói, đường khả hình tiểu thư, cô trả lời đúng. 98 đạo đề, đây là chuyện chưa từng phát sinh trong lịch sử rượu nho. Chúc mừng cô lấy được vị trí đệ nhất tiến vào tranh đoạt quán quân. Đường khả hình nghe lời này hai mắt chợt lóe, lập tức kích động mệt mỏi mỉm cười nhìn về phía hách lệ, vừa rồi trong lúc thi đấu chính mình một hơi cũng không dám thả lòng. Đường khả hình, cố lên vô số người xem Trung Quốc kìm lòng không đậu kích động đứng lên nhìn về phía đường khả hinh hưng phấn kêu to còn có một vòng cuối cùng. Còn kém một chút cô chính là quán quân, kiên trì. Đường khả hinh đứng ở sân khấu nhìn về phía những người ủng hộ mình cùng tiếng vỗ tay. Cô thở sâu mệt mỏi tươi cười, mà Alex vào giờ khắc này cuối cùng cũng bình tĩnh lại đi về phía đường khả hinh cho cô một cái ôm ca ngợi và kinh ngạc thậm chí còn hôn thật sâu lên chán cô một chút. Nắm tay Golden lúc này mới mỉm cười tiếc nuối rời khỏi sân khấu. Sau lúc mọi người hoan hô, sân khấu đã lặng yên tiến vào vòng thi đấu thứ ba. Toàn bộ hiện trường là một mảnh bóng tối. Từng đợt nhân viên công tác nhanh chóng sắp xếp đạo cụ. Đường Khả Hinh và Weston khẩn trương chờ đợi lại không nghĩ đến khi tấm màn đỏ kia mở ra. Toàn bộ người xem bao gồm cả ký giả truyền thông đều nghi hoặc kinh hô lên. Thậm chí Đường Khả Hinh cùng Weston cũng đều mở to mắt không thể tưởng nhìn. Bước cuối cùng này, mộng tưởng cuối cùng sẽ thành hiện thực sao? có lẽ đối với cô bé này thật là một bước cuối cùng. chương 1219, trận chung kết 9 Cho nên, chưa có đi tới điểm cuối cùng, vĩnh viễn cũng không muốn quá tin thượng đế. Toàn bộ hội trường người xem, theo trận thanh âm ồ lên, nhao nhao hiếu kỳ mở to mắt, nhìn về phía một màn sân khấu kia, trái tim phảng phất giống bị người ta nện cho một búa, ngăn một đoàn khí thế, thân ảnh chủ tịch giám khảo cùng các quan chủ khảo khác rừng trong bóng đêm, nhìn một màn này, tâm tình cũng không khỏi trầm trọng cùng lặng im, hách lệ chắc nhàn nhạt đứng ở một bên, phát hiện thấy, sắc mặt cũng thay đổi. Toàn bộ sân khấu, vẫn như có một mảnh yên tĩnh, chỉ có giữa khán đài vắng vẻ, sáng lên một đảo ánh sáng màu trắng tịch mịch vô hạn giống như thiên đường, chiếu ở trên bàn co ưng trống giống kiểu Âu, trên bàn cơm không hề mỹ thực, thậm chí giá cắm nến cũng hiện đầy bụi, mà ở bàn ăn kia, dừng lại một thân ảnh màu đen. Một nữ tu sĩ người Pháp khoảng 100 tuổi, bà mặc trang phục của nữ tu sĩ màu đen trông cũ kỹ, khoác khăn đội đầu, ngồi ở trước bàn ăn, phục phía dưới, nghiêm trọng rủ xuống mắt liếm, dường như chăm chú nhắm mắt, khuôn mặt bà khi cúi xuống ta có thể nhìn thấy được trùng trùng điệp điệp nếp nhăn, thậm chí đã nhìn không ra biểu tình, nhưng vẫn là có thể cảm giác được trong lòng bà tịch mịch cùng đau đớn. Ba tuyển thủ đường khả hình cùng Alex nghi ngờ nhìn về phía nữ tu sĩ này. Toàn hội trường người xem cũng lập tức cũng cảm nhận được sự bi ai của nữ tu sĩ này, Toàn bộ hội trường yên tĩnh lại, mà lúc này Vitus đã được phẫu thuật xong, vì ông muốn xem vòng thi đấu cuối cùng của học trò, mà cố nén thân thể đau đớn chạy tới hội trường, lấy tư cách là khách quý ngồi ở vị trí dành cho khách, mặc dù thân thể hư mềm khó chịu, sắc mặt mệt mỏi tái nhợt nhưng vẫn là khẩn trương ngẩng đầu, kích động nhìn về phía học trò. Chăm chú làm bạn bên cạnh chính mình. Trang Hạo Nhiên mặc âu phục màu trắng, đứng ở bên cạnh sư phụ, hai tròng mắt lóe ra ánh sáng nóng cháy thật sâu nhìn về phía đường khả hình giữa khán đài. Thiên ngôn vạn ngữ nói không rõ, giờ khắc này cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Trên sân khấu, trong nháy mắt sáng lên một đảo ánh sáng khác, chiếu trên một giá rượu kiểu Âu cổ xưa, bên trong đều để các loại rượu nổi tiếng trên thế giới, bao gồm chai rượu nho cuối cùng tư thái ân hơn 400 năm kia. Nó là bậc quân vương đứng đầu giới rượu nho, mang theo thời gian hơn 400 năm, muôn vàn khí khái thống lĩnh giới rượu nho chai rượu nho này hiện thân ở trước ống kính ghi hình, dường như toàn bộ sân khấu bỗng nhiên có một chút hoảng hốt giống như động đất, ánh đèn thậm chí lóe lên một cái. Tất cả các giám khảo cùng quan chủ khảo đều nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía hiệu quả ánh đèn sân khấu, đang suy nghĩ phát sinh chuyện gì, giống như động đất vậy. Đường khả hình cũng kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía ánh đèn trên sân khấu. Trang hạo nhiên lại vào lúc này, oai phong lẫm liệt đứng ở dưới sân khấu, ngẩng đầu lên nhìn về phía đường khả hình, mặt bộc lộ kích động đau lòng tươi cười, có lẽ anh có thể hiểu được, căn nguyên đưa tới động đất là để bày ra tư thái chai rượu nho này, có lẽ tổng tuyển cử sắp bắt đầu, tất cả tất cả chiến tranh sẽ theo trận chung kết cuối cùng này mà quyết định ai thắng ai bại, ai sẽ ở trên đỉnh cao nhất, ai muốn hoàn lại hơn 300 hoàn hồn đã chết. Khả Hinh, cảm ơn em, cảm ơn em vì chúng ta, vì hoàn cầu, đi cho tới hôm nay. Cảm ơn em. Tưởng thiên lỗi cùng bác dịch cũng thật sâu nhìn kỹ chai rượu nho kia, mặt bộc lộ thần sắc kích động, rất nhiều rất nhiều người vì đi được cho tới ngày hôm nay, cũng rất không dễ dàng. Tất cả đều là vì một loại niềm tin, niềm tin sinh mệnh, bác dịch nhìn thật sâu chai rượu dịch, hai tròng mắt gần như tràn đầy ánh lệ, nhớ lại đã mất đi cha mẹ, còn có thời gian hạnh phúc bị biến mất trong quá khứ kia, anh không khỏi nặng nề thở dốc, ảm đạm cúi đầu. Đường khả hình vào giờ khắc này, cũng nhìn thật sâu chai rượu đã làm bạn với mình hơn 3 năm, Chứng kiến một khắc tính mạng của mình ảm đạm mất mát nhất, nó cũng hồi sinh mình một lần nữa. Mặt cô không khỏi bộc lộ tươi cười cảm ơn. Dường như ai cũng thấy xúc động. Hách Lệ vào giờ khắc này, mặt bộc lộ mỉm cười đi về phía giữa khán đài, bên cạnh vị nữ tu sĩ trăm tuổi kia, lại thật sâu nhìn về phía ba tuyển thủ nói, ngồi ở trước mặt các vị, là nữ tu sĩ Diana. Bà năm nay 106 tuổi, một nữ bá tước Anh quốc, thời gian 16 tuổi bà tình cờ gặp gỡ yêu thương một người đàn ông Pháp ở gần như một thế kỷ trước, bọn họ có ý định tiến đến trung thân đại sự, thế nhưng thiên có bất chắc phong vân, thời khắc người yêu bà có ý định trung thân, bất hạnh ngoài ý muốn bỏ mình. Bọn họ đã từng có một ước định, cho dù sinh mệnh bất kể có thiên biến như thế nào, nhất định phải bảo vệ nho viên bóc đô nơi hai người đã từng quen biết, nữ tu sĩ Diana vì bảo vệ lời hứa này. Đã một thân một mình tịch mịch trải qua thời gian 90 năm dài rằng rạc. Vào hôm nay, bà dường như dự cảm thấy tính mạng của mình sắp biến mất, thế nhưng bà nghĩ trước khi chết, muốn nếm một loại dịch rượu thuộc về năm tháng của đoạn thanh xuân khi hai người còn yêu nhau. Điều tâm nguyện này bị ban tổ chức chúng ta biết được, cố ý yêu cầu Vitus tiên sinh đem vào trận thi đấu cuối cùng này để tìm ra quán quân của trận thi đấu. Ba vị, nếu ai có thể làm cho nữ tu sĩ Diana nở nụ cười, người đó chính là giành được 50 điểm của vòng thi đấu cuối cùng này. Cũng chính là quán quân của trận thi đấu. Đương nhiên, các vị có thể lựa chọn không tiếp nhận khảo nghiệm, bởi vì các vị đã là chuyên gia hầu rượu cao cấp nhất thế giới. Thế nhưng ai tiếp nhận khảo nghiệm thua, nhất định sẽ bị trừ 50 điểm. Đây là cho mỗi người các vị một vận mệnh cơ hội. Các vị có 30 phút. Alex cùng ca tư đốn đồng thời ngưng mặt nhìn về phía nữ tu sĩ Diana, thân ảnh hơi khom xuống, bộ dáng cúi đầu đáng thương, xác thực cảm giác khó khăn, khó có thể phá tan. Đường khả hình cũng đứng ở một bên, thật sâu nhìn về phía thân ảnh tịch mịch hơi khom xuống của nữ tu sĩ, khuôn mặt bà bộc lộ mấy phần đau tiếc cùng khổ sở, trong lòng suy nghĩ, nữ tu sĩ Diana này thực sự phải rất yêu thương người đó, nên khuôn mặt mới có thể trải qua một thế kỷ hứa hẹn. Toàn hội trường người xem một trận tĩnh lặng. Hách lệ nhìn về phía ba tuyển thủ, mặt lại bộc lộ biểu tình nghiêm túc, thâm trầm hỏi các vị ai muốn. Tiếp nhận khảo nghiệm này. Alex cùng Golden nhìn về phía nữ tu sĩ Diana thân thể khom xuống giống như hóa đá, thậm chí cảm giác được thần trí bà có lẽ đã mơ hồ, không thể nói ra nguyện vọng của mình đối với dịch rượu chờ mong, như vậy khiêu chiến vấn đề nan giải này như thế nào. Alex lại vào lúc này đi qua, cúi sâu ở bên người nữ tu sĩ Diana, dùng tiếng Anh trước hướng bà gửi lời hỏi thăm. Nữ tu sĩ Diana lại vẫn như cũ im lặng ngồi ở trước bàn ăn, cúi đầu, mặt tràn đầy nếp nhăn không có một chút cảm tình, hai tròng mắt thậm chí dại ra, không hề có ánh sáng dục vọng. Alex tinh tế nhìn bà một cái, lại dùng tiếng Pháp hướng bà gửi lời hỏi thăm mấy câu, bao gồm quá trình bà cùng người yêu từng yêu nhau và gặp nhau nữ tu sĩ diana lại vẫn như cũ giống như ngồi hóa đá thậm chí không cảm giác được bà còn là một người có sinh mệnh thế nhưng có thể nhìn ra trong lòng bà vẫn còn rất nhiều tình cảm alex hơi giật mình nhìn về phía thần thái nữ tu sĩ như vậy anh bất đắc dĩ thở hổn hển một hơi có chút vô kế khả thi golden lúc này cũng đi về phía nữ tu sĩ diana nhẹ tay đỡ ở trên lưng của bà cúi đầu nhẹ nói mấy câu lại dùng các loại tuyệt chiêu từ thị rượu, thăm dò tính muốn nói chuyện với Diana. Bà vẫn như cũ dường như người chỉ còn lại thể xác, chiết xạ ở giữa ánh sáng từ trên cao. Golden nhìn bộ dáng này của bà, vẫn như cũ còn là không muốn buông tha, lập tức xoay người, đi về phía giá rượu, tay giơ mỗi bình rượu lên, mỉm cười đối với bà nói ra một ít dịch rượu thuần túy ngọt ngào cùng mỹ vị, còn kèm theo điển thích tình yêu làm rung động lòng người. Diana bộ dáng vẫn như cũ không vì thế giới vạn vật sở động, cúi mặt ai oán nhắm hai tròng mắt lại. Nan đề này thật là làm mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Lúc này, Alex cùng Golden đều rõ ràng cảm giác mình bất lực, lại ẩn nhẫn tự hỏi, nếu để Đường Khả Hinh vượt lên đầu hơn 30 điểm, nếu như bọn họ buông tha, chuyên gia hầu rượu thế giới này cứ như vậy được quyết định, bọn họ trái lo phải nghĩ, cũng không phải là sợ hãi khảo nghiệm mà là giờ khắc này, xác thực cảm thấy nữ tu sĩ trước mặt trầm mặc giống như người sắp chết. Trầm trọng do dự rất lâu, dường như còn là tiếc nuối khi muốn buông tha khiêu chiến cuối cùng này. Lúc thấy tư thái hai chuyên gia hầu rượu như vậy, nhã tuệ và những người xem dưới khán đài, ánh mắt sáng lên. Nhưng, đường khả hình thật sâu im lặng đứng ở trước khán đài, hai tròng mắt lóe ra ánh sáng rõ ràng, ngưng nhìn thật sâu nữ tu sĩ Diana, thân thể của bà hình vẫn khom như cũ, thậm chí lúc cúi người, có thể cảm giác được đôi con người tịch mịch của bà làm cho người ta rét thấu xương. đem một lời hứa hẹn chặt thủ trăm năm, ngay cả sinh mệnh lúc sắp qua đời cũng không thể nào như nguyện vọng nếm được dịch rượu khát vọng kia, như vậy buồn bã. Đường Khả Hinh nghĩ tới đây, hai chồng mắt không khỏi lóe lên một điểm nóng cháy, muốn đi về phía Diana. Đường Khả Hinh tiểu thư, khách lệ trong nháy mắt đi tới trước mặt Đường Khả Hinh, nhìn về phía cô hết sức nghiêm túc cùng cẩn thận nói, cô nhất định phải khiêu chiến sao? kỳ thực hai vị tuyển thủ đã buông tha đạo khảo đề này. Chỉ cần cô đình chỉ khiêu chiến, giờ khắc này, cô chính là quán quân chuyên gia hầu rượu thế giới. Nếu như cô khiêu chiến thua, cô sẽ bị trừ 30 điểm. Như vậy ngôi vị quán quân của cô coi như không còn, liền chắp tay dâng cho người ta. Lời này vừa ra, toàn hội trường người xem, giám khảo, bao gồm Vitus cùng Trang Hạo Nhiên, Nhã Tuệ, Trần Mạn Hồng dưới đài đồng thời khẩn trương nhìn về phía đường Khả Hinh. Golden cùng Alex mặt cũng bộc lộ tinh thần chặt ngưng, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lại thật sâu nhìn về phía Hách Lệ, mặt hơi run rẩy chặt ngưng một hồi, trước khom nhìn Diana, sau lại nhìn nhìn một đạo ánh sáng rượu nho từ Thái Ân, nó cũng đang lóe ra ánh sáng so với sinh mệnh càng vắng vẻ. Nó cũng cùng với nữ tu sĩ Diana giống nhau, cất giấu linh hồn bí mật có liên quan. Đường Khả Hinh nặng nề thở một cái, hai tròng mắt dứt khoát chợt lóe. Nhìn về phía Hách Lệ khẳng định cùng cùng phụ trách gật đầu nói, "Tôi khiêu chiến." Hách Lệ giật mình nhìn về phía cô, toàn hội trường người xem, toàn bộ giám khảo cùng quan chủ khảo kinh ngạc ồ lên nhìn về phía Đường Khả Hinh, trang hạo nhiên càng khẩn trương kích động. "Cô, xác định sao?" Hách Lệ chính mình dường như cảm thấy có chút đáng tiếc nhìn về phía Đường Khả Hinh. "Xác định." Đường Khả Hinh lại khẳng định mà nghiêm túc gật đầu. Chương 1220, trận chung kết 10. Được, cô có nửa giờ, phía sau nữ tu sĩ Diana, đang đặt chính là dịch rượu được lựa chọn đêm nay. Nếu như cô đêm nay có thể làm cho bà nở nụ cười, hài lòng với màn hầu rượu của cô, cô chính là đã hầu rượu thành công. Cầu chúc cô, tất cả thuận lợi. Hách lệ nói xong câu đó, mình cũng dường như luyến tiếc, mang theo chút tiếc núi ngẩng đầu liếc mắt nhìn đường khả hinh một cái, lúc này mới chậm rãi xoay người, rời khỏi sân khấu. Các vị giám khảo cùng quan chủ khảo nhìn đường khả hình cư nhiên tiếp thu vòng khiêu chiến này, mặt đều bộc lộ thần sắc kinh ngạc, xác thực, nhìn Alex cùng Golden đã không còn cách nào khác, cô hoàn toàn có thể mười phần nhẹ nhõm bỏ qua màn khiêu chiến này. Tưởng thiên lối cùng bác dịch có lẽ hiểu được lý do, nhưng vẫn cảm giác được trái tim nhảy lên tận cuống họng. Bởi vì lúc triệu tập mở cuộc họp khẩn cấp, nói muốn thủ tiêu hạng trận chung kết cuối cùng của Vitus tiên sinh, bọn họ vẫn còn nhẹ thở hổn hển một hơi, bởi vì đây đúng là một đề thi vô cùng khó khăn. Thế nhưng ở một khắc cuối cùng, David cùng Duran lại vẫn quyết định để cho vị khách thần bí kia lên sân khấu. Toàn bộ nhà hát, lập tức một trận yên tĩnh. Toàn bộ sân khấu, chỉ còn lại một đường ánh sáng, nhắm ngay nữ tu sĩ Diana cô đơn, đường khả hình chậm rãi đi tới trong bóng đêm, tâm hồn dường như cũng cô đơn, đứng giữa đoàn ánh sáng, hình dáng nghiêng mặt của bà giống như điêu khắc, rơi vào vòng xoáy kịch sử kia, lại lấp lánh chiếu sáng. Toàn bộ thế giới thực sự thật yên tĩnh, Alex lặng yên xuất hiện, đứng ở phía sau nữ tu sĩ, chuẩn bị phiên dịch cho đường khả hình. Đường khả hình vẫn thật sâu nhìn thân ảnh khom khom của Diana, nhìn rất lâu, cô mới thong thả giống như bằng hiếu, ngồi trên ghế cạnh bàn ăn, đôi mắt ôn nhu lé lên, lại nhìn về phía những nếp nhăn trên mặt nữ tu sĩ, còn có đôi mắt gần như nhắm lại, càng đến gần, cảm giác cô đơn nồng đậm kinh khủng kia lại càng tập kích mà đến. Toàn bộ thế giới dường như đều tràn đầy cảm giác tịch mịch, dường như tất cả mọi người đều trầm lặng trong hình ảnh lịch sử ấy, theo bà lão già nua này, mà bi thương mất mát. Thậm chí có một vài người xem, không hiểu sao bỗng rơi nước mắt. Giờ khắc này, đường khả hình lại đẫm lệ, phát hiện bí mật lớn nhất đời người, mặt cô bộc lộ nụ cười cảm động mà đau lòng, nhìn về phía thân thể Diana già nua mà tịch mịch, cô lại như một thiếu nữ gọi hoa cỏ bốn màu trong năm, nhẹ nhàng mà ngọt ngào gọi Diana. Khán giả và giám khảo toàn hội trường, nghe tiếng kêu này, dường như bị đánh trúng linh hồn, nhìn về phía cô gái này. Đường khả hình lại vào thời khắc này, nhìn về phía Diana vẫn cúi đầu trầm mặc mặt cô lại bộc lộ nụ cười cảm động, lại nhẹ nắm đôi tay già nua kia, lại dường như nắm đôi bàn tay thon ngọc của thiếu nữ, mềm giọng kích động nói Diana. Cô gái xinh đẹp của ta nàng thực sự rất bướng bỉnh, nàng đem cảnh sắc mỹ lệ sở hữu trong những năm tháng thuần mỹ trước kia, to ẩn bộ đều ẩn giấu trong dịch rượu sinh mệnh của nàng, lúc này. Nàng một thân một mình say, lại để lại cho thế giới của chúng ta một đề thi lớn mà nan giải. Bởi vì đời người chỉ cần có yêu thương, là không cần tỉnh ngộ. Ta lúc này, không đành lòng, đánh thức nàng, ta rất khát vọng nàng vẫn say đến lúc ngã xuống. Diana vẫn thật sâu cúi mặt, thần thái trầm thấp, im lặng không lên tiếng. Đường khả hình lại nhìn về phía bà kích động rơi lệ nói, thế nhưng, cô gái xinh đẹp của ta ơi. Thượng đế đang gọi nàng đi đến bên cạnh ngài, nhưng nàng vẫn với gương mặt mỹ lệ, tóc vàng óng, trang phục mộng ảo, đi chân trần chạy băng băng trên những bụi cỏ xanh, vẫn ngập tràn sức sống như vậy. Diana của ta, cô gái xinh đẹp nhất của ta, lúc này, ta lại ôm ấp biết bao nhiêu hy vọng nàng có thể tỉnh lại. Nếu như nàng nguyện ý tỉnh lại, ta sẽ đáp ứng nàng ta nhất định sẽ nhẹ nhàng trải lên mái tóc màu vàng kim kia của nàng. Hôn lên chán nàng, ôm thân thể thanh xuân mà động lòng người của nàng. Thính phòng có người lại cúi đầu rơi lệ, nam nhiếp ảnh ra vào giờ khắc này, chậm rãi gập ống kính máy ảnh, cúi đầu thật sâu nhìn về phía mái tóc đặc biệt cùng khuôn mặt đầy nếp nhăn mà cô đơn kia của Diana. Cô gái xinh đẹp của ta, đường khả hình lại cầm lấy đôi bàn tay đầy đốm của cô gái kia, nhẹ đưa sát vào mặt mình, đau lòng cùng cảm động cỏ cỏ, lại đau lòng rơi lệ nghẹn ngào nói nàng vẫn dùng yêu thương để tránh khỏi sự già nua nàng vẫn dùng yêu thương để duy trì dung mạo nàng vẫn dùng yêu thương để bảo lưu lại những tháng năm thanh xuân thuần mỹ nàng sao có thể tịch nghịch sao có thể cô độc lúc này hắn ở bên cạnh nàng nói ra những lời chất chưa tình cảm rất đẹp rất rất đẹp với nàng diana cô gái xinh đẹp nhất của ta diana ta yêu nàng sâu sắc như vậy ta say mê nàng đến như vậy ta nguyện ý quỳ gối trước mặt nàng khẽ hôn lên tay nàng, hướng nàng cầu hôn. Thể suốt đời suốt kiếp cho đến chết cũng không thay đổi lời hứa. Nàng nguyện ý gả cho ta sao? Cô gái này nói cho hết lời, lại rơi lệ thật sâu nhìn về phía gương mặt già nua kia, bà cụ xinh đẹp vẫn như thiếu nữ, cô lại thật sâu nặng nề cúi mặt. Khán giả toàn hội trường kích động nhìn về phía Diana, ngay cả dốc phu nhân cũng nhịn không được rơi lệ. Diana, cô gái xinh đẹp của ta, nàng nguyện ý gả cho ta sao? Đường khả hình lại rơi lệ nhìn về phía bà cụ đang cúi mặt này, đau lòng kêu, nếu như nàng nguyện ý, xin nàng hãy gật đầu, ta sẽ vì nàng mà dâng lên dịch rượu thuộc về tình yêu của hai chúng ta. Alex trong nháy mắt này, cũng cảm động đến mức rơi lệ, anh kìm lòng không được hơi cúi đầu, nhìn về phía bà cụ kia, dường như sinh mệnh đã mất đi theo sự lặng yên và trầm tĩnh này, thật sâu cúi mặt, tùy ý nếp nhăn tang thương trượt xuống bóng dáng cô quảnh kia. Anh lại một trận thất vọng nhìn về phía bà cụ này, mới như cảm thán sinh mệnh, lại ngoài ý muốn phát hiện khóe mắt bà cụ này cư nhiên khẽ nhúc nhích, anh ngạc nhiên kinh hô lên. Khán giả toàn hội trường cũng khiếp sợ ngẩng đầu nhìn một màn này. Diana, một bà cụ hơn trăm tuổi đang chìm đắm giữa những năm tháng tịch mịch, chỉ thấy bà nếp nhăn khắp khuôn mặt, quả thực theo thời gian qua đi, mà hơi run rẩy, nhất là hai tròng mắt kia tựa như kích động, đấm lệ tưởng niệm, toàn thân tản ra một khí thế mạnh mẽ, dường như tình yêu lớn nhất thế gian, hoặc như ánh sáng của mặt trời, khuếch tán khắp nơi nơi, vẫn khuếch tán, vẫn khuếch tán, suốt cuộc đi đến những năm tháng thuần mỹ kia. Hương hoa nhẹ nhàng bay, những năm tháng với ánh mặt trời trói trang. Có một nam tử mặc trang phục kỵ sĩ, nửa quỳ gối tới trước gót chân của bà, nhẹ nắm đôi bàn tay thon ngọc của bà, hôn nhẹ mờ u bàn tay, mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía bà kích động nói: Diana, xinh đẹp nhất của ta, Diana thân yêu nhất của ta, nàng là cô gái xinh đẹp nhất trên thế giới này. Ta yêu nàng một cách sâu sắc như vậy, ta say mê nàng như vậy. Nếu như nàng nguyện ý gả cho ta, ta sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới này. Ta nguyện ý ngã vào lòng nàng với ngập tràn hương hoa, vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh lại. Nàng, nguyện ý gả cho ta chứ? Từng đợt hương hoa theo cơn gió nhẹ nhàng, người thiếu nữ hồn nhiên mộng ảo kia, mặt đỏ bừng giống như hoa hồng, cũng thật sâu xúc động nhìn về phía người đàn ông trước mặt, mặt bộc lộ nụ cười ngọt ngào mà say mê nàng nguyện ý gả cho ta sao? Người đàn ông lại nhìn về phía cô gái, thâm tình kêu. Rốt cuộc, ánh đèn giữa sân khấu, chợt sáng lên, khuôn mặt già nua kia của Diana rốt cuộc tươi cười giống như thiếu nữ, đôi mắt nhắm chặt đẫm lệ gật gật đầu. Trời à, sóc phu nhân một trận kích động rơi lệ kêu lên. Tất cả mọi người đều khiếp sợ. Đường khả hình càng kích động rơi lệ nhìn về phía Diana, nghẹn ngào kêu lên, cô gái xinh đẹp của ta, nàng thực sự nguyện ý gả cho ta sao? Thật vậy chăng, ta lúc này vô cùng hạnh phúc. Diana, khuôn mặt đầy nếp nhăn, lại run rẩy kích động rơi lệ, chậm rãi gật gật đầu. Trời à, ta thực sự yêu thương nàng sâu sắc, ta yêu nàng, đường khả hình cuối cùng kích động nghiêng người về phía trước, đau lòng vươn tay, ôm lấy thân thể thanh xuân của cô gái, này, khẽ vuốt ve chiếc khăn đội đầu của nữ tu sĩ. Rơi lệ mềm giọng nói, xin cho ta vì nàng dâng lên một dịch rượu ngọt ngào thuần mỹ được không? Chúng ta cùng nhau say, say trong những năm tháng của chúng ta, nguyện cho Thượng Đế vĩnh viễn cũng không tìm được chúng ta. Được không? Diana tựa vào lòng đường khả hình, lại rơi lệ gật gật đầu. Đường khả hình cuối cùng kích động cười, tức khắc chậm rãi buông thân thể Diana ra, đầu tiên là thật sâu nhìn về phía khuôn mặt đẫm lệ của bà, tùy ý nước mắt vui sướng kia, thấm nhuần 90 năm khô héo của bà, chính mình thì nhanh chóng đi về phía giá rượu, theo sự ngưỡng ngộ trong lòng mình mà lựa chọn, chuẩn bị cầm chai rượu nho nấm Bocitis của Pháp, lại nhìn về phía chai rượu Sten có độc kia, cũng đi a à trên giá rượu, vẫn như cũ lóe ra ánh sáng nặng nề và sứ mệnh lịch sử của nó, cô trong nháy mắt cảm giác được thân thể chấn động mạnh một cái. Khán giả toàn hội trường cùng nhau kích động sôi trào nhìn về phía cô, tưởng thiên lỗi cùng bác dịch kích động nhìn cô, Vitus cùng Trang Hạo Nhiên cũng đứng dưới sân khấu, thật sâu nhìn cô. Đường khả hình trái tim như bị vỡ làm hai, trái nhìn chai rượu vang nấm Botrytis kia, phải lại nhìn chai rượu Sten có độc, sắc mặt cô bỗng chốc tái nhợt, dưới sự do dự, cô đầu tiên là chậm rãi xoay người, nhìn về phía Diana đang cô đơn tịch mì cúi mắt lộ ra chút mộng tưởng sinh mệnh kia. Cô lại chậm rãi quay đầu, nhìn về phía tưởng thiên lối cùng bác dịch, bọn họ cũng đang thắm thiết khẩn trương nhìn về phía chính mình. Thân thể không hiểu bỗng trở nên cứng ngắc, mặt cô căng thẳng run rẩy chậm rãi xoay người, lại nặng nề gần như hít thở không thông nhìn về phía hai chai rượu trên giá. Audio điện tử võ tấn bền chương 1221, trận chung kết phần 11 Thời gian tựa như ngừng trôi vậy, ngoại trừ Diana đang dần dần hồi tỉnh, cơ thể bà hơi run rẩy nhẹ. Đường khả hình nặng nề thở hồn hền, kích động ngẩng đầu lên, bên trái nhìn chai rượu nho Domain Zinham Noble sao, bên phải nhìn chai rượu nho Steiner gương mặt cô trở nên căng thẳng, cô kích động run rẩy thật lâu tựa như đời người mỗi lần đứng ở giữa ngã ba đường vậy, đôi mắt cô đẫm lệ đầy nhiệt tình xuyên thấu vào điểm kia không thôi. Đó là mơ ước của của một loại khát vọng, đó là mơ ước của một loại hy sinh, cuối cùng, cô cuối cùng nặng nề đưa tay ra, chậm rãi cầm lấy chai rượu có hơn 400 năm lịch sử, chai rượu nho Steiner. Sao Noble, Noble Rod hoặc Bochitis hay còn gọi là nấm quý phái là tên của một loại nấm thường thấy ở rau củ, hoa và trái cây, đặc biệt là trái nho. Tuy nhiên, giống như tên gọi của nó, loại nấm này lại hữu ích đối với trái nho trong điều kiện thích hợp. Nấm Botrytis thường gặp trong những vườn nho ven sông, có thời tiết buổi sáng mát mẻ, có chút sương mù, buổi chiều ấm áp và thường xuất hiện khi nho bắt đầu chín. Nấm quý phái sẽ làm tăng độ ngọt của rượu vang và đồng thời khiến rượu mang hương vị phức tạp hơn. Tưởng thiên lỗi cùng bác dịch gấp gáp nín thở, sâu xa đưa mắt nhìn đường khả hình, đôi mắt trang hạo nhiên lóe sáng nhìn về phía cô. Vitus cũng trao đảo lộ ra vẻ mặt đau lòng nhìn học trò. Giờ phút này, tại chỗ ngồi giám khảo đới lập duy cùng Duran trong nháy mắt tháo kính xuống không tưởng tượng nổi cô đã lựa chọn rượu này. Phu nhân dốc cũng không khỏi trợn to hai mắt, nhìn về phía đường khả hình chọn lựa chai rượu nho Steiner có hơn 400 năm lịch sử. Đầu tiên không nói tới mức độ của dịch rượu này có biết bao nhiêu quý giá, mấu chốt là hương vị của nó sung bốc lực rất mạnh kèm độ chát cao, thậm chí có thể dẫn dắt người uống chìm vào sự vô tận tịch mịch hư không của năm tháng. Như vậy đường khả hình vượt mọi trông gai, hẳn là có rất nhiều kinh nghiệm, làm thế nào lại chọn chai rượu này. Nếu như cô cố ý lựa chọn chai rượu này, vậy thì các giám khảo có thể sẽ trừ đi không ít số điểm của cô. Khách lệ cùng nhiều người tinh anh rượu nho khác cũng không tưởng tượng nổi nhìn một màn này. Nhưng mà, đường khả hình dường như đang chìm trong khoảnh khắc thế giới bất động, cô cắn chặt răng, bên tay trái nắm chặt chai rượu nho Steiner, bên tay phải ở trong những đợt hơi thở hồn hển nặng nề. Cô chậm chạp vươn tay lấy ở giữa giá rượu một chai rượu nho Domaine Zinhambrick, sau đó. Khuôn mặt cô lộ ra vẻ cứng rắn quyết định, ở dưới ánh mắt lạ lùng của mọi người cô chậm rãi xoay người, nhìn về phía tất cả khán giả. Tiểu thư đường khả hinh, tôi có nhất định phải nhắc nhở cô. Hách lệ lập tức đi tới, nhìn đường khả hinh nhanh chóng nói, theo như yêu cầu cùng quy định của cuộc tranh tài, cô chỉ có thể chọn một chai rượu để hầu rượu, nếu như cô chọn hai chai, tức là thi đấu thất bại. Hách lệ thật sự lo lắng, trên thực tế thì Diana tuổi tác đã cao, cho dù bà nhấm nháp chai rượu nho kia, có thể cũng làm tổn hại sâu sắc. Cho nên coi như đường khả hình cố ý chọn chai rượu Steiner hơn 400 năm này, trừ đi một chút điểm của cô cũng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến việc cô giành được chức vô địch. Nhưng nếu như cô chọn hai chai rượu, vậy thì cô chính sẽ thi đấu thất bại. Nhưng tại thời điểm này, sắc mặt đường khả hình run rẩy kích động trái tim giống như bị số mệnh nện búa vậy từng đợt một gần như hít thở khó khăn lựa chọn ép buộc cô gần như không còn đường để đi nhưng cô vẫn không đầu hàng mặt lộ vẻ quyết tâm cuối cùng sâu xa mà khẳng định gật đầu từng câu từng chữ thanh thúy có lực xin lỗi hôm nay tôi nhất định phải có lý do riêng của mình mới chọn hai chai rượu nho trong đó một chai rượu Domain hambrack noble tôi muốn làm một chuyên gia hầu rượu chuyên nghiệp xem như học trò của ân sư, mời Diana uống. Một chai Steiner, hôm nay tôi muốn dùng nó để tỏ lòng tôn kính đến rượu ẩn giấu sâu trong linh hồn. Tôi bằng lòng với lựa chọn của mình, dâng tặng ngai vàng vô địch. Duran cùng đới lập duy trao đảo khẩn trương nghi ngờ nhìn về phía đường khả hình, phu nhân dốc cũng trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn đường khả hình. Vitus ngồi ở phía dưới sân khấu, sắc mặt rốt cuộc giãn ra, nhưng vẫn lo lắng đau lòng nhìn về phía học trò. Trang hạo nhiên đứng ở sân khấu phía dưới, đôi mắt anh vào thời khắc này lóe lên ánh sáng đau lòng mãnh liệt nhìn Đường Khả Hinh. Bác sĩ cùng tưởng Thiên Lỗi cũng đau lòng gần như nghẹt thở vậy nhìn về phía cô gái này. Nhất thời, cuộc diện này không ai có thể khống chế được vậy. Hách lệ cũng nhìn về phía Đường Khả Hinh, hoàn toàn không còn cách nào. Nhã Tuệ cùng Trần Mạn Hồng đồng thời căng thẳng ngẩng đầu lên, tựa như nghẹt thở vậy nhìn về phía Đường Khả Hinh, vẫn không dám tin tự hỏi tại sao vậy tại sao vậy cô đã rất khổ cực để đi đến ngày hôm nay đây là lý do vì sao tại hiện trường rất nhiều âm thanh náo động của khán giả theo từng đợt từng đợt truyền tới cô hách lệ bất đắc dĩ nhìn về phía đường khả hình sâu sắc nói cô chắc chắn sao tôi chắc chắn tôi một mực một mực đường khả hình thâm trầm kiên nghị cùng với khẳng định nhìn hách lệ vẫn luôn hết sức rõ ràng tôi biết mình muốn cái gì lựa chọn cái gì yêu thích cái gì hách lệ nghe những lời kiên quyết như vậy cô rốt cuộc bất đắc dĩ thở dài một cái đành phải nói được rồi chúng tôi cũng tôn trọng sự lựa chọn của cô đầu tiên phục vụ ở quầy ba đây là bước đường cuối cùng của cô khi là một chuyên gia hầu rượu đường khả hinh nghe những lời này cô rốt cuộc thâm trầm gật đầu một cái sau đó bất chấp tất cả những ánh mắt ngạc nhiên khẩn trương của mọi người nhưng mà mặt cô lộ ra vẻ đau lòng yêu thương sâu đậm ngắm nhìn diana cảm giác được lưng của bà đã còng nhưng trải qua năm tháng cơ thể này dường như vẫn duyên dáng thuần khiết rung động khuôn mặt cô lập tức lộ ra dáng vẻ chuyên gia hầu rượu chuyên nghiệp trước tiên thận trọng và buông lỏng bản thân cầm hai chai rượu đặt trước bàn ăn ngay lập tức cô cầm lên đồ khui yêu quý màu đen của mình sau đó kiên quyết và quả thực dùng dao xoáy tròn để mở nhanh chóng mở chai rượu domain jeanhambrek noble thậm chí ở thời điểm lúc linh hồn của rượu được phóng thích giai đoạn đó phảng phất giống như nàng thiếu nữ lướt nhẹ vũ điệu sương mù, cứ như vậy duyên dáng xinh đẹp uyển chuyển bước ra. Cô gái này, khuôn mặt lộ ra nụ cười đau lòng thánh khiết hấp dẫn, vừa vì Diana chuẩn bị rót rượu, vừa nhìn hướng thiếu nữ cô quạnh 90 năm, nhẹ nhàng gọi Diana. Nàng thấy được chính mình không? Cái mà bồng bềnh ở trong bụi hoa là nàng. Ta nghĩ, nàng ở thời điểm này, trên người nhất định tràn ngập đủ các loại hương hoa người ấy liền bị hương thơm trên người của nàng hấp dẫn đúng không diana cúi đầu nghe đến đây gương mặt bà phủ đầy nếp nhăn sau đó kéo lên một chút nụ cười theo cách này như vậy khách hàng và chuyên gia hầu rượu hòa hợp như vậy tình yêu và tình yêu hòa vào nhau đường khả hình rơi nước mắt và xúc động cười nhưng sắc mặt hơi thu lại chuẩn bị đối mặt với khách hàng đáng kính bằng cả tấm lòng cô từ tốn cầm lên chai rượu domain jean noble đem dịch rượu quý giá ngọt ngào vô tận kia nghiêng chai rót vào trong ly thủy tinh tulip ngay lập tức từng đợt từng đợt hương hoa cùng mùi thơm trái cây bồng bềnh bay tới cứ thế như vũ điệu quay quay xoay tròn lay động đường khả hình xúc động nâng ly rượu lên nhìn sâu về phía dịch rượu sáng óng như vàng đè nén hơi thở một cái lúc này cô mới thong thả nâng nó lên đưa đến trước mặt Diana tôn kính ngồi xuống ngẩng đầu lên giống như người đàn ông yêu nàng sâu sắc thương tiếc nghẹn ngào nói Diana ta thích nhất Diana uống đi. Khoảnh khắc này, toàn bộ khán đài lần nữa rơi vào yên tĩnh. Các giám khảo cũng hồi hộp nhìn về phía Diana. Diana già nua mà đầy nếp nhăn, rốt cuộc vào giây phút này bà khẽ run, thậm chí hai mắt bà chớp nhẹ. Tựa như mở ra một chút ánh sáng, tựa như thứ ánh sáng mông lung trong mưa bụi, nhìn thấy một người thiếu nữ với đôi mắt đẫm lệ, nhưng lại nhìn thấy một người đàn ông thâm tình đang ngắm nhìn mình. Bà âm thầm do dự một hồi, rốt cuộc miệng run run rẩy rẩy mở ra. Đường Khả Hình lập tức xúc động đau lòng vì nàng mà đổ ra một chút xíu rượu rót vào bên trong môi của nàng. Bất chợt, dòng dịch rượu vàng ròng óng ánh đó với thời gian ấp ủ qua hàng chục năm mang theo một luồng hương hoa mãnh liệt, giống như từ trong thân thể bà lão gần trăm tuổi này nhanh chóng phóng thích ra ngoài vậy. Điều đó có liên quan đến đoạn ký ức thuần khiết đẹp đẽ trong quá khứ, hai người cưới trên con bạch mã của chàng trai tung người nhảy băng qua giữa ngàn vạn khóm hoa hai người ôm ấp nhau trong giây phút giữa muôn ngàn khóm hoa. Đó là khoảng khắc tuyệt nhất của tất cả những năm tháng thuần khiết đẹp đẽ kia, toàn bộ quanh quanh quẩn quẩn mang tới tình yêu rực rỡ, phân khích bao quanh điều này bởi vì giữ gìn lời hứa gần một thế kỷ của thiếu nữ. Giây phút này, tình yêu cuối cùng như đã vượt qua thượng đế vậy, đem vị ngọt ngào đó, lan tỏa ra khắp thế giới. Diana thưởng thức ly rượu ảo mộng ngọt ngào này, khuôn mặt bà run rẩy xúc động, đôi mắt nhắm chặt ứa lệ, mỉm cười vì cuối cùng dường như tâm nguyện của bà đã hoàn thành. Đường Khả Hinh xúc động nhìn nụ cười của bà, cô mỉm cười rơi lệ vì tâm nguyện của bản thân cũng đã hoàn thành, không nhịn được nghiêng người ra trước, nhẹ nhàng ôm lấy bà lão này, nghẹn ngào khóc nói: "Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài đã dùng những năm tháng vĩ đại soạn lên một bài sử thi tình yêu. Cảm ơn ngài chỉ dạy cho ta, sinh mệnh nếu như tồn tại thù hận cùng tà ác thì sẽ rất nhanh già cỗi." cảm ơn ngài đã để cho ta hoàn thành trận thi đấu hầu rượu cuối cùng một cách hoàn mỹ đặc sắc. Ta đối với sự lựa chọn của mình, không chút oán thán. Ta yêu nàng, Diana. Ta yêu nàng. Diana chìm trong thời gian yên lặng 100 năm, tựa như có thể nghe tiếng cô gái này, mặt bà rơi lệ trầm xuống. Toàn bộ khán giả, bao gồm ban giám khảo cùng hội đồng cố vấn tất cả đều cảm động ứa lệ mỉm cười. Nhã tuệ cảm động nhưng lại đau lòng khóc không thành tiếng, cô vẫn không hiểu, khóc trong nước mắt muốn hỏi tại sao vậy? Khả Hinh, tại sao vậy? Cô có biết cô chịu biết bao khổ cực mới đi tới hôm nay không? Trần Mạn Hồng cũng vào giây phút này cũng không hiểu được run rẩy rơi lệ. Đường Khả Hinh ôm chặt lấy Diana, sau khi kích động rơi lệ cô lại không quên sứ mệnh quan trọng nhất tối nay. Trong nháy mắt cô xoay người, đôi mắt chợt lóe, nhìn về phía chai rượu Steiner hơn 400 năm kia, cứ như cái chảy hiên ngang đứng ở trên bàn ăn, sứ mệnh lịch sử vẫn chưa hoàn thành khuôn mặt cô lập tức lộ ra sự dũng cảm không sợ thánh thần, nhanh chóng đứng lên, đi về phía chai rượu kia. Không nói hai lời, cầm lên bình giải rượu, ngắm nhìn chai rượu trong suốt sâu lắng màu đen, bên trong cất giấu vô số oan hồn cùng bí mật. Cô nhớ tới điệp y, nhớ tới bảo thai song sinh, nhớ tới trang hạo nhiên, nhớ tới tất cả mọi người, khuôn mặt cô lộ ra ánh sáng kiên quyết, quyết đoán cầm dao lên xoay tròn, đâm xuyên vào nút bẩn bên trong, vừa đâm đi vào, vừa dùng lực tạo tiếng len keng cha, nếu như con gái mở chai rượu này, có bất kỳ bất chắc nào, xin cha tha thứ cho con gái bất hiếu. Thiên đường và hạ giới một chút cũng không đáng sợ, quan trọng nhất chính là chúng ta có hay không uổng phí qua những năm tháng bất tận kia. Cảm ơn cha, cha đã từng ban cho con bốn mùa, để cho con một lần. Mùa xuân mờ mịt nở hoa, trang hạo nhiên, em yêu anh, em yêu anh. Tất cả các giám khảo trên ghế đều khẩn trương dịu dàng luyến tiếc nhìn đường khả hình, phu nhân dốc đau lòng nói không lên lời, tưởng thiên lỗi cùng bác dịch nhìn thật sâu về phía đường khả hình. Nhã tuệ cùng toàn bộ khán giả cũng đều đau lòng gần như nhẹt thở nhìn cô. Chỉ có trang hạo nhiên trong phút giây này, đôi mắt anh ứa lệ nhìn cô gái trước mặt, nhưng cơ thể anh căng cứng cuối cùng hít thở, chờ đợi. Cuối cùng đường khả hình trong bầu không khí khẩn trương kỳ lạ của mọi người, một đi không ngoảnh lại mở chai rượu mang theo bí mật rượu độc. Nhưng ngay tại giây phút cô rút ra nút bần chai rượu, một làn hương rượu nồng đậm sâu lắng mang theo sứ mệnh lịch sử tràn ra. Giống như con rồng lượn mình rồi nhanh chóng vươn thẳng rít gầm trong đêm trăng sáng, thậm chí nó mang theo sức mạnh của 400 năm lịch sử lắng động, không ngừng dương nhanh múa vuốt tán loạn, mang tới cảm giác như rời sông lấp biển, lẫm liệt mà quyền lực mạnh mẽ, như mùi vị của chai rượu kia, lan tỏa ra khắp thế giới. Mùi hương của rượu này, quá truyền thuyết, mùi hương rượu này căn bản không phải là chai rượu kia mang theo oan hồn cùng bằng chứng rượu kịch độc. Đường khả hình không tưởng tượng nổi trợn to hai mắt, người mùi hương rượu này, trong nháy mắt cô chắc chắn nó thực sự là một chai rượu nho Steiner mang theo hơn 400 năm lịch sử. Thế gian không thể thay thế được dịch rượu sâu lắng nồng đậm kia, vẫn như cũ tồn tại dịch rượu lay động đất trời rực rỡ. Cô trợn to hai mắt, trong đầu có 100 dấu chấm hỏi, nhìn về phía toàn bộ khán giả, như muốn hỏi tại sao vậy? Tại sao, tại sao, chai rượu kia lại mang theo bằng chứng rượu kịch độc chứ? chai rượu 400 năm thật sự từ chỗ Steiner tới. Vô số vô số dấu chấm hỏi, làm cô gái này nhất thời chết lặng ở giữa sân khấu, nước mắt cô từng giọt từng giọt rơi xuống, cô vẫn còn chưa hiểu, còn chưa hiểu, sâu sắc không hiểu. Tại sao lại như vậy? Toàn bộ khán giả đều huyên náo, tưởng thiên lối cùng bác dịch biết nguyên nhân nhưng cũng chỉ im lặng không lên tiếng. Trang hạo nhiên trong lúc này, khuôn mặt cuối cùng lộ ra nụ cười kích động nhìn cô gái trên sân khấu, mắt anh ánh lên chút nước mắt, cứ thế cưng chiều cùng mập mờ nói thầm, cô gái ngốc. Anh sẽ không để cho em vì tất cả mọi người mà hy sinh chính mình. Anh sẽ không để cho người của mình trải qua cảnh nguy hiểm như vậy, hết thảy tất cả, thời điểm em ở trong trận thi đấu này, toàn bộ đều đã giải quyết, bao gồm hơn 300 dân làng oan ức kia cũng đều đã giải quyết. Giây phút này, là sân khấu thuộc về riêng mình em, hãy cố gắng hưởng thụ giây phút này đi. Vitus vào phút giây này cũng đau lòng nhìn học trò của mình, Đôi mắt ông cũng dần ánh lên chút nước mắt, tựa như có thể đoán được kết quả cuối cùng, mỉm cười. Quả nhiên, đối lập suy ngay tại thời điểm này, nhưng người nghe trợ lý trả lời mình một số vấn đề, ông đã sớm bày tỏ đồng ý cùng gật đầu khẳng định, sau đó trao đổi một chút với Duran ở bên cạnh. Lúc này trong nháy mắt ông đứng lên, lấy thân phận cao nhất chủ tịch hiệp hội rượu nho, vẻ mặt nghiêm túc nhìn thật sâu Đường Khả Hinh, cẩn thận và quả quyết nói: "Tiểu thư Đường Khả Hinh, Cảm ơn cô vì toàn thế giới đã trình diễn một màn hầu rượu đặc sắc. Chúng tôi quả thật đã nói rằng trong vòng cuối cùng của chung kết cuộc tranh tài, không cho phép tuyển thủ vì khách hàng mở cùng lúc hai chai rượu nho. Nhưng chúng tôi vừa mới lấy được thông tin, thật ra thì chai rượu Steiner hơn 400 năm này chính là lễ vật mà chồng chưa cưới tặng cho bà Diana. Bởi vì sự cố nên đã qua tay nhiều người sau đó rơi vào tay hiệp hội rượu nho Trung Quốc. Mới vừa rồi, chúng tôi đã có được sự cho phép của bà Diana bà nguyện ý đem chai rượu nho Steiner hơn 400 năm này tặng cho cô. Cho nên, phút giây này, xin mời cô hãy tự khen ngợi mình đi. Cô đang ở trong cuộc tranh tài chuyên gia hầu rượu năm 2013, với phong độ kinh ngạc nhất đã giành được chức vô địch. Chúc mừng cô, một cô gái Trung Quốc đã chinh phục được tất cả trái tim những người châu Âu chúng tôi. Những lời này vừa dứt, toàn bộ khán đài bùng nổ giống như rời sông lấp biển cùng tiếng vỗ tay rào rào. Khán giả Trung Quốc cùng phóng viên vào giây phút này, kích động rơi lệ cùng nhảy cẫng lên, dối rít khua tay khua chân kêu to, trời ạ. À! Đường Khả Hinh, giành chức vô địch. Nhã tuệ cùng Trần Mạn Hồng và các nhân viên hoàn cầu cũng vỗ tay như sấm, tuôn trào theo đợt này nối tiếp đợt kia, dối rít kinh ngạc mừng rỡ rồi vừa khóc vừa cười la hét. Đường Khả Hinh vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không giống như đang ở trong sương mù vậy. Cô trợn to hai mắt, nghe những tiếng vỗ tay vang rền như sấm này, nghe những tiếng vỗ tay chúc mừng này bởi vì cô có thói quen quá bi thương gặp trắc trở thống khổ xé rách mâu thuẫn của mình cô không dám tin hạnh phúc tới đột ngột như vậy hàng triệu tiếng nói nghẹn ở cổ họng chỉ có những giọt nước mắt tuôn ào ào xuống bởi vì quá không quen bởi vì quá xúc động cơ thể cô điên cuồng run rẩy giờ phút này cô vô cùng khát vọng có một cái ôm ấm áp trong khoảnh khắc này trang hạo nhiên thật đau lòng nhìn về phía đường khả hinh theo tiếng vỗ tay như sấm hai mắt anh tràn đầy nước mắt cảm động tất cả các thành viên giám khảo ở chỗ ngồi tại thời điểm công bố kết quả mỗi người bọn họ khuôn mặt nghiêm túc biểu diễn lần nữa mặc vào trang phục sẫm màu giống như hiệp sĩ tối cao chinh phục rượu nho đội lên mũ vuông Byretta, sau đó khuôn mặt lộ vẻ nghiêm túc đi ra hách lệ ngay lập tức mời lên á quân alex cùng quý quân golden duran đã ở giữa tiếng vỗ tay của toàn bộ khán giả trên người mặc trang phục hiệp sĩ khuôn mặt nở nụ cười tán thưởng nhìn về phía đường khả hình đưa tay ra. Xin chúc mừng cô, tuyển thủ đường khả hình. Chúc mừng cô giành được chức vô địch cuộc thi chuyên gia hầu rượu năm 2013. Xin hoan nghênh cô tiến vào Hiệp hội chuyên gia hầu rượu thế giới. Trong tương lai hy vọng chúng ta hãy cùng nhau duy trì ước mơ và tình yêu chung, hướng tới một thế giới rượu nho tuyệt vời hơn. Những lời khẳng định này một lần nữa làm toàn bộ khán giả mãnh liệt sôi trào đứng bật lên, bởi vì cuộc tranh tài từ vòng sơ loại đến trận chung kết cô gái này đều biểu hiện rất xuất sắc họ rối rít dành cho cô chàng vỗ tay to nhất nhiệt lia vang dội lúc này ban giám khảo cùng hội đồng cố vấn cũng rối rít họ mặc trang phục hiệp sĩ đi tới giữa sân khấu dành cho cô tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất thậm chí ngay cả nhân viên hậu trường bao gồm hách lệ cũng cảm động vỗ tay đường khả hình nhìn thật sâu về phía duran cơ thể nhanh chóng tuôn trào dòng máu tươi mới hạnh phúc cùng với mọi người càng ngày càng kích động chúc mừng khuôn mặt cô rốt cuộc nở nụ cười lộ ra cảm ơn nghẹn ngào, tôn kính đưa tay ra bắt tay với Duran, nghẹn ngào nói cảm ơn ngài. Hết thảy những thứ này, đều đáng giá. Duran phảng phất có chút ý tứ sâu xa nhìn đường khả hinh. Sau đó ông lấy danh nghĩa chủ tịch hội chuyên gia hầu rượu thế giới, với tư cách khách quý lên trao giải, trong lúc toàn bộ nhà hát vang lên tiếng vỗ tay kịch liệt, ông thận trọng xoay người, cầm lên hộp nhung màu xanh đậm bên trong có huy hiệu vàng chuyên gia hầu rượu tay cầm giải thưởng nặng chiếu ông nghiêm túc và cẩn thận xoay người nhìn đường khả hình thật sâu lúc này mới tự tay đeo huy hiệu vàng lên cổ áo bên trái của cô sau đó ông trao tặng cho cô văn kiện nhậm chức phó chủ tịch chuyên gia hầu rượu thế giới cùng với áo choàng hiệp sĩ pháp giống như chinh phục thành tựu cao nhất đường khả hình dừng lại nhìn thật sâu về phía văn kiện nhậm chức phó chủ tịch chuyên gia hầu rượu cùng áo choàng hiệp sĩ cô đã từng ở trong phòng của thầy xem qua cũng từng ở đêm khuya sáng đèn yên tĩnh kia hỏi thầy bản thân mình khi nào mới có thể giống như thầy, giành được áo choàng hiệp sĩ này. Thầy giáo ngồi trước đèn bàn, khuôn mặt lạnh nhạt cứng rắn nói, sẽ được, chỉ cần cô cố gắng, chỉ cần cô kiên trì. Nước mắt cô rơi xuống. Đường khả hình cuối cùng kích động đưa tay ra, tươi cười nhận lấy văn kiện nhậm chức cùng áo choàng hiệp sĩ, có nó, giống như ôm lấy ân huệ vậy cô rơi lệ vui vẻ cười hạnh phúc. Tiếng vỗ tay như sấm cuối cùng lại bùng nổ, như làn sóng vậy từng vòng nối tiếp từng vòng. Vitas, Trang hạo nhiên, Tưởng Thiên Lỗi cùng bác dịch, tất cả tất cả mọi người vào giây phút này, toàn bộ đứng lên, dành cho cô gái này chàng vỗ tay nhiệt liệt. Đường Khả Hinh đứng ở giữa sân khấu, nhìn tất cả khán giả một vòng lúc này mới chịu dơ cao giải thưởng lên, thực sự kích động khi nhìn thấy Ân sư, đôi mắt cô lấp lánh. Vào giây phút này Vitas dành cho học trò sự tán thưởng cao nhất cùng tiếng vỗ tay và nụ cười ấm áp. Trang hạo nhiên chậm rãi xoay người bước ra sân khấu. Mặc dù còn có nhiều chuyện quan trọng hơn phải làm nhưng khuôn mặt anh lộ nụ cười sâu thẳm nghẹn ngào, nhẹ nhàng nói thầm, vật nhỏ. Anh đã nói rồi, cuối cùng có một ngày, anh hy vọng em có thể đi đến trước mặt anh. Anh đã nói rồi, anh muốn một mình em ở trên sân khấu tỏa sáng. Chúc mừng em. Tiếng vỗ tay lần nữa vang lên như sấm, ánh đèn bên trong nhà hát, một lần nữa mãnh liệt phản chiếu ra ánh sáng rực rỡ trói lòa. Đúng vậy, bất kể như thế nào, nếu như bạn muốn thành công, đều phải trải qua một ít nghi ngờ, khinh bỉ, nhục nhã thậm chí còn bị hãm hại. Bởi vì, bởi vì ước mơ của chính bản thân mình thì những thứ này quan trọng vô cùng. Chúc mừng Đường Khả Hinh. Chương 1222, gặp một người. Sau khi kết thúc trận thi đấu chuyên gia hầu rượu năm 2013, pháo hoa rực rỡ sắc màu bay thẳng lên bầu trời khách sạn Á Châu. Tưởng Vĩ Quốc cùng trang tính Vũ hai vị chủ tịch của tập đoàn Hoàn Cầu đích thân có mặt nhiệt tình tươi cười chúc mừng các vị tuyển thủ, thậm chí còn cùng David chủ tịch hiệp hội rượu nhau và Duran cùng nhau bắt tay, chúc mừng kỳ thi chuyên gia hầu rượu tầm cỡ quốc tế kết thúc viên mãn, lại lấy thân phận chủ nhân, cử hành yến tiệc long trọng, mời mọi tầng lớp cùng khách quý tham dự. Toàn bộ hội trường sân khấu một trận răng đèn kết hoa, mà trong một khắc màn che trận thi đấu hầu rượu hạ xuống, kết quả tuyển cử quốc gia cũng bất ngờ xuất hiện ủy viên trương được chúng cử nguyên thủ quốc gia tối cao, thủ tướng theo hàng vạn tiếng hô hào của dân chúng, hoàn thành một lần giao phó hoàn mỹ cả cuộc đời chính trị của ông. Lúc này, trong thế giới ấy truyền đến tiếng vỗ tay kịch liệt, mà Tô Thủy Kỳ cùng Tô Linh thì lấy thân phận người nhà, cùng thủ tướng đi hết đoạn đường chính trị cuối cùng. Chính thức dỡ bỏ xuống trọng trách nặng nề trong cuộc đời. Kế hoạch tiến hành một cách không chê vào đâu được như vậy. Trang hạo nhiên ở một khắc cuối cùng, từ trong miệng như mặt, biết được danh sách đông đảo quan chức tham ô, lại mượn thế lực của thủ tướng, liền lật đổ bọn họ, đang chọn một khắc cuối cùng của cuộc tuyển cử, vô số quan chức quả nhiên thất thế như mong đợi nhau nhau chào từ biệt. Lãnh mặc hàn nhanh chóng đi vào sân khấu sôi động và náo nhiệt, hai tròng mắt nhanh chóng nhìn chung quanh toàn bộ sân khấu, lo lắng vết thương của Trang Hạo Nhiên, đêm qua anh ngồi trong chiếc Rolls Royce, bị điệp y bắn viên đạn kia, lại lần nữa xông vào trong vết thương nơi bả vai của anh, theo mảnh thủy tinh vỡ kia, máu tươi văng khắp nơi, tiêu đồng tức khắc cầm lên viên độc đạn mà đường khả hinh bị bắn chúng cùng những chứng cứ có liên quan tìm kiếm được toàn bộ giao cho tịnh kỳ cùng phương di hai người bọn họ mới mở rộng phạm vi truy bắt một khắc trúng đạn kia của đường khả hinh đau đớn như thẳng đâm vào trong tim trang hạo nhiên thấy hạo nhiên đâu không lãnh mặc hàn nhanh chóng đi về phía tiêu đồng có chút lo lắng hỏi tiêu đồng nghe lãnh mặc hàn nói như vậy mặt cô lập tức lộ vẻ quái dị nói không có a à. Anh ấy không phải ở bên cạnh anh sao? Vừa rồi chúng tôi và Vitus tiên sinh cùng lên sân khấu a. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Hai mắt Lãnh Mặc Hàn lóe lên, trầm mặt nhanh chóng nhìn tình hình xung quanh, nhớ tới Trang Hạo Nhiên sau khi chúng đạt, được cấp tốc đưa đến bệnh viện, Tô Thủy Kỳ vừa mổ cho anh, vừa bất đắc dĩ nói, anh cho dù muốn diễn kịch, cũng không cần diễn đến mức chân thật như vậy chứ, anh có phải muốn phế bỏ một tay của mình hay không vậy? Về sau sẽ không có về sau. Tô Thủy Kỳ sau khi đi ra khỏi phòng phẫu thuật, trầm mặt không nói nữa, đây vẫn là phong cách của Trang Hạo Nhiên, anh lúc không có chuyện gì làm thích đường hoàng làm càn, lúc gặp chuyện không may, lặng lẽ giống như một quân vương trước giờ ra trận. Khả Hinh đâu, sao cũng không thấy, Lãnh Mặc Hàn nhíu mày lại lo lắng nhìn đám người cùng phóng viên quanh sân khấu, nhanh chóng hỏi. Tiêu Đồng trực tiếp nhìn về phía anh, cười rộ lên nói, cô ấy cùng thầy trở về bệnh viện rồi bởi vì thực sự quá kích động, quá biết ơn, hiếm khi thầy lại ở một khắc cuối cùng, vì khả hình như vậy. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Lãnh mạc hàn nghĩ nghĩ, hai tròng mắt theo thói quen rất nhanh nhìn lướt qua đám đông, nghĩ kết quả này có lẽ chính là kết quả cuối cùng rồi. Tất cả mọi thứ, tương lai đều sẽ có phương hướng rõ ràng mà đi rồi. Từ nay về sau, lại không cần lo lắng, những người trong bóng tối quay trở ra tùy ý cướp đoạt linh hồn cùng tính mạng người khác nữa chỉ mong tất cả cũng như tự mình nghĩ như vậy. Một chiếc Mercedes màu đen, dưới ánh chiều tà đang dần buông xuống mặt biển rộng mênh mông, hướng về phía con đường lớn đậm chất cổ xưa mà chạy tới. Vitus vẫn thân thể suy yếu ngồi ở sau xe, cảm giác được hôm nay ánh trời chiều đặc biệt chói trang gay gắt, ông kìm lòng không được quay mặt sang, nhìn về phía biển rộng nơi phương xa với những đường ánh sáng đưa đến thật nhiều sắc màu cuộc sống, mà vòng đu quay khổng lồ của tập đoàn Hoàn Cầu, vào giờ khắc này, một lần nữa xuất phát hai tròng mắt thâm thúy của ông bỗng cứng lại nhìn một màn này có lẽ cũng muốn nhớ tới khi trẻ tuổi cũng đã từng có những tháng năm rực rỡ huy hoàng như vậy hồi ức vẫn luôn nặng nề như vậy mặt ông lão này lộ vẻ cương chiều hơi cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong lòng đường khả hình vẫn mặc đồng phục hầu rửa âu mặt bộc lộ nụ cười cảm kích hưng phấn vươn hai tay chăm chú vây quanh thầy mặt tựa vào lòng thầy nghe nhịp tim của ông lòng đau xót nước mắt dọc theo cánh mũi chảy xuống Cô chỉ cần nhớ tới hôm qua thầy có thể sẽ xảy ra chuyện, vĩnh viễn rời khỏi mình, lòng cô giống như đau cắt, khiến người ta đau đớn đến hít thở không thông, cô lại vươn hai tay vây quanh hông thầy, hít hít cái mũi đỏ hồng, mặt lại bộc lộ vẻ cô chấp như một đứa trẻ. Vitus bất đắc dĩ nhìn học trò ôm chặt mình, ông hơi trầm xuống thở hổn hển một hơi, mới cúi đầu nhìn về phía học trò, lại dùng ngữ khí giáo huấn, nói, được rồi. Cũng đã là quán quân cuộc thi, lại nắm giữ thư tra quyền phó hội trưởng, sao lại còn trẻ con như vậy? Thầy đã không có việc gì, không cần như vậy. Hai mắt đường khả hình đẫm lệ, mặt chăm chú dán chặt vào lòng thầy, sau màn thi đấu gây kích động lòng người, cô lúc này trong mắt chỉ có thầy mình. Mặt cô bộc lộ sự xúc động, ôm chặt thầy nghẹn ngào nói, thầy à. Người có biết không, quá khứ, cha con từng vì hạnh phúc của con, từng tự cắt tay mình, con khi đó trải qua sự đau đớn không phải thuộc về mình, con vốn dĩ không cần sự trả công của người đời, con chỉ cần ông ấy thật khỏe mạnh con dù cho một người trẻ tuổi còn quyến luyến thế giới bên ngoài con cũng cam tâm tình nguyện thế nhưng ngay trong phút giây đó con nhìn thấy sắc mặt tái nhợt thê lương của ông ấy nằm trên giường bệnh dường như lập tức sắp sửa rời khỏi con con thực sự rất đau khổ rất đau khổ đó là một loại đau khổ mà con có nỗ lực cả đời cũng không thể nào bù đắp lại sinh mệnh được con là bởi vì khát vọng hạnh phúc khát vọng tiếp cận ước mơ mới tới bên cạnh người thế nhưng nếu như người xảy ra chuyện gì con dù cho đạt được vô số giải thưởng cũng không quan trọng bằng tỉnh thầy trò dù chỉ một ngày bên thầy đời này kiếp này cha con không có cách nào tận mắt thấy hạnh phúc của con nhưng vì có người con đã từng mặc sức tưởng tượng xa xỉ giả như có một ngày con có hạnh phúc được làm một cô dâu mặc áo cưới màu trắng bước đi chân thảm đỏ hy vọng thầy có thể thay thế cha con dắt con đi về phía hạnh phúc cuộc đời bù đắp cho cả đời này của con thiếu thốn cùng mất mát một góc trong sắc màu của tình cha cô gái này nói xong lại nhớ tới hôm qua thầy lúc nằm trên giường bệnh dáng vẻ thống khổ như sắp mất đi cô liền một trận nước mắt như suối trào lại kích động cảm ơn ôm chặt thầy từng trận đau lòng khóc thút thít vitas nghe nói đến đây hai chồng mắt cũng ửng đỏ ẩn nhẫn vài phần kích động đau lòng tay muốn nhẹ nhàng giơ lên vỗ vỗ lưng học trò lại vì tính cách có phần cường ngạnh bắt buộc ông buông tay mang theo cảm xúc tức giận nhìn về phía học trò nói tôi không có thời gian cùng cô đi trên thảm đỏ cô phải nhanh chóng gả cho hạo nhiên mau mau mà gả đi đừng có ở nhà không phải như con quả thì cũng là như con chim sẻ cãi nhau lúc tâm trạng tốt lại tỉa hết lá cây trong bồn cảnh của tôi lúc tâm tình kém cũng tỉa hết lá cây trong bồn cảnh cô mau mau gả cho hạo nhiên đi trong nhà chủ tịch trang còn có rất nhiều bồn cảnh đường khả hinh nghe lời này cô lập tức ngồi dậy thoáng cái mặt bộc lộ vẻ ủy khuất cùng nũng nịu nhìn thầy nước mắt càng không ngừng rơi khóc cái gì mà khóc trong hầm rượu của tôi cũng không phải dùng để thi đấu không có gì làm của hồi môn cho cô vitus lập tức cảm giác trái tim mình một trận đau đớn ông trực tiếp vô thức đưa tay ấn nơi trái tim lại tức giận nói cho nên cô chính là nên chọn thời gian mau mau lập gia đình cô là một tai hỏa hạo nhiên cũng là một tai hỏa kết hôn là thích hợp nhất rồi đường khả hinh hơi mở to mắt có chút tức giận nhìn về phía thầy nói người đừng như vậy mà thầy con còn tính toán sau khi người xuất viện, con chuyển về nhà chăm sóc người. Thuận tiện chăm sóc bồn cây cảnh của người. Vitus nghe lời này, lập tức một trận khẩn trương ngẩng đầu, nhìn về phía học trò, hơi cao giọng nói, tôi không cần quay về chăm sóc tôi. Chúng tôi rất tốt, chỉ là hôm nay phẫu thuật có khó chịu một ít. Không được, người vì chúng độc mới như vậy, con không yên lòng, đường khả Hinh lại đau lòng nhìn thầy, mới nói, chăm sóc người, là chuyện quan trọng nhất hiện tại. Vitus nghe lời này, sắc mặt hơi ngưng, nhớ lại bóng dáng người nào đó trong phòng bệnh, ông thở hổn hển một hơi, lúc này mới thong thả quay mặt sang, nhìn về phía học trò, yếu ớt nói, thầy có thể cùng còn bầu bận đến nay, xác thực cũng là phúc khí của thầy rồi. Thế nhưng, chuyện quan trọng nhất hiện tại của con, có phải là nên đi gặp một người hay không? Đường khả hình hai tròng mắt lóe lên, nghe hiểu lời thầy nói, lòng cô nhanh chóng lướt qua một dòng nước ấm, mặt cuối cùng bộc lộ nụ cười cảm kích nguyện ý, hai tròng mắt ngấn lệ, nhìn về phía phong cảnh ánh trời chiều rực rỡ kia, mà lại vô cùng tịch mịch kia, lần đầu tiên cảm nhận gió trên thế gian, lại có thể ấm áp đến vậy, lần đầu tiên cảm giác cuộc sống rốt cuộc có thể vì anh mang đến một tin tức ấm áp như vậy. chương 1223, còn đau không? Edit, Hương Giang Bệnh viện, kiến trúc màu trắng, ở trung tâm thành phố, đài phun nước chiết xả trói mắt, trận trận sông thẳng lên trời một chiếc xe con màu đen chạy nhanh, chậm dừng trước đài phun nước, cửa sổ xe in lên ảnh ngược của một khuôn mặt nghiêng ôn nhu, cô phủ đầu, trong lòng ôm chặt bó xả hương bách hợp chăm chú nhìn thật sâu, người mùi hương hoa tỏa ra, nhớ tới hoa bách hợp có ý nghĩa là tình yêu vĩ đại, lòng của cô tức khắc rung động vô hạn. Tài xế thập phần tôn kính mở cửa xe, cô chậm rãi ôm bó hoa bách hợp đi xuống xe. Trước bệnh viện vô số bác sĩ cùng y tá thay nhau lui tới. Đường khả hình sâu ngưng gương mặt, ôm bó xa hương bách hợp, dần dần bước đi vào trong sảnh lớn của bệnh viện, lập tức, cảm giác có người nhìn mình, cô xoay người, dọc theo khu nội chú màu trắng quen thuộc đi đến, mỗi một bước, hai mắt của cô lại đỏ thêm một phần, dập dờn ánh lệ. Thời gian, dường như dừng lại, thời gian ở trước mặt của ông, vẫn luôn vậy luôn trôi chậm hơn bình thường. Đường khả hình ôm chặt bó hoa bách hợp, hai tròng mắt lại lóe lên mấy phần cường liệt quang mang, hai tay kìm lòng không được nắm chắc bó hoa hạ màu tím đóng gói giấy tím mộng ảo, nhớ tới hôm nay khi theo hoa tô Thủy Kỳ nói, hôm nay là ngày cuối cùng ra ra nhậm chức tổng lý, ông còn có thể sử dụng một ngày quyền lợi, để mình mang bó hoa đi xem người mà mình vẫn lo lắng, vẫn hiểu rõ nhất. Qua hành lang dài, có cửa phòng bệnh màu trắng, thật quan trọng, thế nhưng người ở ngoài có thể nhìn thấu qua cửa sổ thủy tinh trong suốt vào trong, nhìn thấy vài gốc thiết trụ màu trắng, hai người cảnh sát nghiêm túc mà cẩn thận đứng ở hai bên, thái độ công chính nghiêm minh. Trong ngục giam, song sắt len keng, tịch mịch rét thấu xương. Bên trong bệnh viện, vẫn như cũ là vô tình cấm cố. Đường khả hình ôm hoa bách hợp, mặt bộc lộ cảm xúc khác với bình thường, hai tròng mắt lóe ánh lệ, cả người lộ ra mấy phần khẩn trương cùng hít thở không thông, dường như đây mới là trường thi nhân sinh lớn nhất, bởi vì chỉ có trải qua ca ngợi, người mới tính là chân chính trọn vẹn cùng thành công, vô luận như thế nào, người bên trong, vẫn là người cực kỳ quan trọng với mình. Cô bé kích động mạch suy nghĩ phiêu du đã lâu, rốt cuộc lấy hết dũng khí, ôm bó hoa bách hợp, sau khi để cảnh sát kiểm tra thân phận xong, cuối cùng cô cất bước đi tới trước cửa phòng bệnh, vươn tay, tôn kính gõ. Dường như bên trong là người tự do, vẫn là người có thân phận đáng kính ngưỡng. Cô nhưng lại không đợi người trong phòng đáp lại ứng, mà đau lòng vươn tay, nhẹ xoay đóng cửa. Cửa, liền như vậy nhẹ nhàng mở. Bên trong phòng bệnh, chỉ thấy một cái dựa vào bệnh viện nhai đạo ngoại mở, bên cạnh bình oxy, từ từ hút màu trắng xương mù, một bó sơn trà đỏ cùng bình thủy tinh, đỗ ở bên cửa sổ màu trắng, bó hoa sơn trà kia đã héo tàn, nhưng lại chân quý làm bạn với người bệnh trên giường. Đường trí long mặc quần áo bệnh nhân màu trắng, dường như đang ngủ say, thập phần an tường nằm trên giường bệnh, nhưng cứ việc an tường, gương mặt ông vẫn như cũ tái nhật tiểu tụy, nếp nhăn thật sâu vẫn như cũng như đau cắt, lộ ra cảm giác tịch mịch cùng thương tang. Đường khả hình đứng ở trước cửa, nhìn thấy cha như vậy, hai tròng mắt của cô trong nháy mắt lại kích thích lệ quang, cái loại đó đau đến gần như cảm giác hít thở không thông, trận trận tỏa ra xung quanh phòng bệnh, nước mắt từng giọt chảy xuống xuống, tiện đà lộ ra thanh âm nước nở đau lòng. Tiếng khóc này, càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng. Đường trí long dường như vẫn còn sâu ngâm trong mộng, lại không hiểu cảm giác xung quanh tản mát một trận không khí thật ôn nhu thật đau lòng, hai tròng mắt ông nhẹ chát, vừa nhìn thi đấu, vì chính mình huyết áp hơi cao mang đến trận khó chịu, mà chậm rãi tỉnh lại. Khi ông hơi vô lực run rẩy mở hai tròng mắt, đầu tiên là tiếp xúc được một mảnh mông lung cùng tái nhợt, nhưng là lại rất rõ ràng nghe đến đó trận nức nở, tim của ông dường như bị đánh trúng, lộ một điểm kích động quang mang, hơi tiều tụy mệt mỏi nghiêng mặt, quả nhiên thấy con gái mặc chế phục của cuộc thi đấu phục vụ rượu, ôm một bó hoa kích động đứng ở trước mặt của mình, hai tròng mắt ông trong nháy mắt rưng rưng, nhìn thấy con gái có thành tựu như hôm nay, suy nghĩ của ông lập tức thiên dũng vạn dũng. Vô số ngôn ngữ nuốt ở nơi cổ họng. Ba, đường khả hình ôm hoa bách hợp, nhanh chóng đi tới trước giường bệnh, cuối cùng đau lòng gọi cha, nhìn thấy cha kích động tràn đầy lệ, nước mắt cô cũng nhanh chóng chảy xuống, ôm bó hoa, tôn kính mà chính thức, kích động nghẹn ngào nói. Ba, tổng lý nói với con, nếu như cho con một mảnh lá xanh, con có thể không làm xanh một mảnh rừng rậm. Khi đó, con mới hiểu được, trước đây ngài yêu con đến thế nào khi con đứng trên sân khấu nhận lấy tiếng vỗ tay cùng sự chúc phúc của mọi người thời khắc đó con lại nhớ đến ba con muốn nói cho tất cả mọi người biết con có một người cha vĩ đại nhất thế giới chính ông ấy ban tặng con bốn mùa con mới có thể xuân về hoa nở như vậy hôm nay là con gái từ lúc chào đời tới nay đưa cho phụ thân một bó hoa cảm tạ ngài ban tặng con vô hạn trí tuệ cảm tạ ngài dùng yêu dạy con dũng cảm quyết đoán kiên cường cảm tạ ngài đã giúp con có được thành tựu trên con đường nhân sinh này ở. Cảm ơn ngài, ba, cuộc đời của con sợ rằng không thể nào báo đáp hết được. Cô bé này nói cho hết lời, ôm bó hoa bách hợp, đã phủ đầu, cảm kích khóc không thành tiếng. Đường trí long nằm trên giường bệnh, nghe con gái nói đến đây, già nua sắc mặt của ông, khẽ run rẩy kích động an ủi, hai chồng mắt càng vui sướng rơi nước mắt. Ba, đường khả hình đau lòng kích động phủ thân, ôm chặt cha của mình, mặt áp lên lồng ngực của ông, nghe tiếng tim đập yếu ớt, chính mình lại trận trận co quắp rơi lệ khóc giống. Nhớ tới ngài từng nâng lên bao nhiêu người mộng tưởng, bây giờ thế giới đã lá xanh bay tán loạn, xuân về hoa nở, ngài không thể tận mắt thấy, bây giờ mộng tưởng của con đã trở thành sự thật, lại vẫn như cũ không có cách nào vì thế giới tịch mịch của ngài mở ra một cánh cửa sổ, để gió bay vào, con rất sâu áy náy cùng đau lòng. Đường Chí long hai tròng mắt lại run rẩy mấy phần kích động lệ quang, cuối cùng chậm chạp vươn tay, nhẹ vỗ về nữ nhi. Ba, đường khả hình lại đau lòng ôm chặt phụ thân, nước mắt của cô lại run rẩy chảy xuống, đau lòng hỏi con hôm nay thi đấu biểu hiện có tốt không? Đường trí long kích động, nghe con gái nói đến đây, ông cuối cùng bộc lộ tự hào tươi cười, rơi lệ gật đầu. Thật vậy chăng, đường khả hình một trận vui sướng kích động nhìn về phía cha, mặt cười ngây ngô như đứa nhỏ. Đường trí long lại vào lúc này, nhìn về phía con gái đang kích động rơi lệ, tim của ông bỗng nhiên một trận đau đớn, nhưng vẫn là mặt bộc lộ mỉm cười gật đầu, nói con hôm nay biểu hiện rất khá. Rất xuất sắc. Ba, đường khả hình một trận đau lòng lại ôm chặt cha, mặt lại bộc lộ vui sướng tươi cười, khóc lên nói con muốn kiêu ngạo tuyên bố cho cả thế giới biết con là con gái của ngài. Đường trí long lại nhẹ ôm lấy con gái, nghe nói đến đây, tay ông lại chậm rãi khẽ vuốt vai gầy của con gái. Mặt cuối cùng bộc lộ đau lòng cùng ẩn nhẫn, Nước mắt chảy xuống Khả hinh, con gái ngoan của ba 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 biết nhiều năm như vậy vất vả cho con Nguyên bản con không cần nhanh như vậy mà khó khăn trưởng thành Bất đắc dĩ trở thành một đứa nhỏ không có nhà Chỉ có thể dựa vào mộng tưởng, chống đỡ điểm ấm áp Con nghe tổng lý nói ra lời xuân về hoa nở Nhất định là thừa nhận tước cốt đau đớn Con gái của ta, ba ba biết con chịu khổ Lão nhân ra nghĩ tới đây Không khỏi một trận tiều tủy cúi đầu trà lau nước mắt trận trận thống khổ ái náy. Này tất cả đều là lỗi của ba ba, dù cho hôm nay là ngày vui, cũng không có tài cán chuẩn bị một chút lễ vật cho con gái. Trận trận bi thương, theo nhân sinh tịch mịch, cũng dâng lên ái náy cùng đau đớn. Lúc đường khả hình ôm chặt cha, cảm cha đang xúc động, cô liền một trận rơi lệ buông cha ra, đau lòng nhìn về phía phụ thân lúc này đã rơi lệ đầy mặt, liền nghẹn ngào hỏi ba. Ba làm sao vậy? Đường trí long im lặng không lên tiếng, chỉ là cúi đầu vươn bàn tay run rẩy tràn đầy kén tằm lúc này mới đau lòng tự hào nghẹn ngào nói không có gì ba ba chỉ là thật là vui nhìn con gái ngoan của ba có thể đi tới hôm nay thật là vui ba tương lai con sẽ mang đến nhiều tin tốt cho ngài mang ngài yên tâm đường khả hình hài lòng nhìn về phía cha rơi lệ cười rộ lên đường trí long nhìn về phía con gái ông cũng an ủi đau lòng gật đầu cười rộ lên ngày gặp nhau là khó có được đường trí long nửa nằm ở trước giường bệnh, mặt bộc lộ vui sướng tươi cười, nhìn về phía con gái thướt tha như ngọc đứng trước giường bệnh, hai tay ôm bó hoa bách hợp, cắm vào trong bình hoa, mà bó hoa sơn trà màu đỏ, bị cầm lên để ở một bên. Ông hơi giật mình, nhìn về phía con gái đang nhìn kỹ hoa sơn trà đỏ, bộ dáng xấu hổ, hai tròng mắt ông nhẹ nhàng run rẩy trong nháy mắt khẩn trương trực tiếp hỏi, khả hinh. Con cùng hạo nhiên, thế nào? Đường khả hinh tay cầm hoa, run rẩy khẩn trương, chậm chạp quay mặt sang, nhìn về phía cha. Chương 1224 còn. Hành lang bệnh viện thật dài, sâu thẳm mà lộ ra một trận thật sâu lãnh Cửa nhẹ mở. Đường Khả hình mặt bộc lộ mấy phần khẩn trương cùng biểu tình kiềm chế, chậm rãi mà vô lực đi ra, cảm thấy trái tim như bị người khác bóp nghẹt từng đợt hít thở không thông, tay cô vẫn như cũ nắm khóa cửa, hai tròng mắt tràn đầy ánh lệ, nhớ đến cha đã từng nhắc tới Trang Hạo Nhiên, ông tuy không có phản đối như trước nữa, nhưng lại trầm mặc tiều tụy cùng thất lạc. Hai tròng mắt của cô chảy lệ, nặng nề thở phì phò, tay vẫn như cũ chăm chú nắm khóa cửa. Lúc này, trong phòng bệnh khoa ngoại, lộ ra một cái cửa băng lãnh. Đường khả hình hai tròng mắt cường liệt lóe ra một trận gian nan, trong nháy mắt cô một lần nữa đẩy cửa ra, đi vào phòng bệnh. Đường trí long một mình tiều tụy nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, nghe thấy tiếng cửa mở, ông hơi hiển nghi ngờ ngẩng đầu, cư nhiên nhìn thấy nữ nhi lại lần nữa một lần nữa đi trở về phòng bệnh, thanh âm hơi khàn khàn hỏi, khả hinh. Con làm sao vậy? Đường khả hinh mặt kiềm chế miễn cưỡng bộc lộ mấy phần nghẹn ngào tươi cười, một lần nữa đi tới bên giường của cha ngồi xuống, vươn tay nhẹ nắm bàn tay cha, cô đau lòng cúi xuống, cô nén đáy lòng trận trận cảm giác bất an, lúc này mới trầm thở dốc, yếu ớt nói, cha. Trải qua lần so tài này, con thật sâu hiểu được, để đi đến được mộng tưởng, nhất định phải hung hăng cắn chặt răng, mặc kệ chịu đựng đau khổ như thế nào đều nhất định phải kiên trì đi đến ở trong lòng con gái cha là người cả đời con nhớ thương nhất cùng đau lòng nhất chỉ cần một ánh mắt nhẹ nhàng của người cho con một điểm cổ vũ cùng ca ngợi con có thể có dũng khí gấp trăm lần người nhẹ nhàng một điểm yêu thương lòng con gái như bị đau cắt chúng con duy nhất đối với ngài yêu thương cùng phản đối không có cách nào bởi vì người là cha của con cha là người quan trọng nhất đối với con người như vậy con thế nào yên tâm ly khai. Đường Chí Long nghẹn ngào nhìn về phía con gái. Đường Khả Hinh chậm chạp ngẩng đầu, hai tròng mắt chảy xuống nước mắt, nghẹn ngào nhìn về phía phụ thân, đau lòng nói: "Cha, mặc kệ lý do để người phản đối là cái gì, nhưng người có thể hay không cho chúng con một chút thời gian? Con cùng với Hạo Nhiên nhất định sẽ vì tâm tình của người mà nỗ lực. Con thực sự không thể rời xa anh ấy, bắt con rời xa anh ấy con sẽ chết mất. Van cầu người, van cầu người." cho chúng con một chút thời gian, được không? Đường trí long sâu ngưng nhìn con gái, hai tròng mắt run rẩy đau lòng, thân thể tỏa ra ẩn nhẫn cùng tang thương, im lặng không lên tiếng. Cha, đường khả hinh lại khẩn trương, nhìn thật sâu về phía phụ thân. Đường trí long mặt thâm trầm, bộc lộ trước nay chưa có thất lạc, hai tròng mắt lờ mờ, dường như nhìn kỹ một điểm, yếu ớt nói, khả hinh, quá khứ của cha tuy giàu có vì làm chủ tịch, nhưng cũng là trải qua thiên sơn vạn thủy, tự nhiên biết muốn theo giai đoạn bình thường đi về phía thế giới sân khấu, con đường này có bao nhiêu khó khăn, không hề dễ dàng. Cứ nghĩ tới việc quá khứ đau đớn của con gái, cha lại không có tài cán vì con lưu một mảnh thiên địa, cho con một cuộc sống hạnh phúc, các bạn khác cùng lứa tuổi như vậy mở ra tài hoa. Nghĩ tới đây, phụ thân không khỏi xấu hổ. Cha đã là người đang ở trong ngục, có tư cách gì phản đối hạnh phúc của con gái. Này tất cả đều là chính con vất vả trải qua, tranh thủ mà đến lão nhân gia này nói cho hết lời, liền không khỏi một trận cúi đầu, vừa cảm thán rơi lệ, vừa thân thể run rẩy trà lau nước mắt nơi khóe mắt rơi xuống. Cha, đường khả hình đau lòng kêu phụ thân. Đường Chí long nhớ tới sự lựa chọn trọng quá khứ, ông không khỏi kiềm chế một trận run rẩy thống khổ, lại tiêu tụy nghẹn ngào rơi lệ nói, nhìn hai vị chủ tịch cùng sư phụ của con đối như con như vậy thương yêu, cha đã được an ủi nhưng lại thấy xót xa trong lòng. Cả đời này của cha, cũng không có lưu lại cho con cái gì, còn cho con một đứa nhỏ 9 tuổi, tận mắt thấy cha ngồi xe chờ tù rời đi. Đây là có bao nhiêu đau lòng, có bao nhiêu đau khổ a. À? Đây là cha dùng một phen nhất đau vô tình, đem một điểm tôn nghiêm cuối cùng của đứa nhỏ tước đi rồi, để cho con nhiều năm qua như vậy, nhận hết khinh bỉ cùng nụ cười chế nhạo. Đường Khả Hinh nghe phụ thân nói đến đây, cô cũng kìm lòng không được hồi tưởng lại quãng thời gian 9 tuổi đó, cô một trận xót xa trong lòng cùng đau đớn cúi đầu rơi lệ khả hình a à, con gái hiếu thảo của cha cứ việc phụ thân lại ích kỷ thế nhưng thiên hạ không có không vì đứa nhỏ suy nghĩ cha mẹ a à. con phải tin tưởng cha cha phản đối là có lý do đường trí long càng nói tâm càng đau cuối cùng cúi đầu nghẹn ngào nức nở lên tiếng nói cả đời này của cha đã để con thua thiệt quá nhiều nếu như hôm nay lại cho con đi thêm một bước này phụ thân muốn như thế nào tức cốt đau a à? con gái tốt của cha con đi tới được như bây giờ đã đủ đau khổ cha không muốn con lại trải qua đau khổ như vậy nữa a à. vạn nhất tương lai còn có chuyện gì cha trung thân trong ngục cứ việc đại yêu vô biên cũng không có cách nào mới bảo vệ tốt được cho con gái cha đường khả hình lúc này đã khóc không thành tiếng cô tâm tình trầm trọng cùng kiềm chế đau lòng khóc gọi ra rốt cuộc là nguyên nhân gì a à? nguyên nhân gì làm cho người phản đối chúng con như thế nguyên nhân gì thống khổ như vậy a à? đường trí long trong lòng nghẹn ngào ngàn vạn lời nói ngàn vạn bí mật chân tướng ẩn nhẫn trong lòng, lại chỉ phải cúi đầu run rẩy rơi lệ. Cha, người không cần phải khổ sở, người không cần phải khổ sở. Đường khả Hinh nhìn phụ thân thống khổ như vậy, cô thoáng cái tiến lên, vây quanh cổ phụ thân, khóc nói con tin người. Con tin người phản đối là có lý do, người không cần phải khổ sở, lòng con đau. Nếu như cha sớm biết con gái hôm nay cùng hạo nhiên có duyên phận như vậy. Quá khứ cha cứ việc có vạn trượng hùng tâm, cũng cam tâm tình nguyện buông tha tất cả, làm một người cha bình thường, hảo hảo mà bồi con gái vượt qua đa dạng thì giờ. Đường Chí Long nhẹ ôm lấy thân thể con gái run rẩy đau lòng, rơi lệ nói, bất đắc dĩ. Nhiệt Xuyên a, à, Nhiệt Xuyên a, à, con gái của ta, thế gian này rốt cuộc còn muốn con trải qua một loại đau đớn như thế nào a, à? cho con đau thành như vậy, tương lai muốn bao nhiêu hạnh phúc mới có thể bù đắp a. À? Đường Khả Hinh ôm chặt phụ thân, lại trận trận thất thanh khóc giống hai cha con cô đồng dạng bất đắc dĩ cùng tiếng khóc trong nháy mắt tiếng khóc nước nở vang toàn bộ phòng bệnh thậm chí lộ ra điểm khe hở người lùi hướng ngoài cửa lý tú dùng tay nắm chặt bình giữ nhiệt tựa ở ngoài cửa phòng bệnh thân thể từng đợt đau lòng che miệng rơi lệ khóc giống không bao lâu sau cửa nhẹ nhàng mở ra đường khả hinh lại lần nữa vẻ mặt rơi lệ thần tình tiêu tụy thân thể hư mềm vô lực cất bước ra nhớ tới lời phụ thân cô một trận một trận tuyệt vọng mạn vô mục đích xoay người đi về phía trước, hành lang như vực sâu, dường như đi lên thông thiên đường, như vậy mờ mịt cùng tái nhợt. Cô vừa đi, nước mắt vừa toan nóng mà trận trận rơi xuống, cuối cùng không có đi được bao xa, cả người liền vô lực dựa vào cạnh tường, theo mặt tường băng lãnh, ngã ngồi xuống. Một bên là sinh mệnh người thân nhất, một bên lại là sinh mệnh người yêu thương nhất. Cô bé này thực sự không có cách nào đứng dậy, lại đau lòng tuyệt vọng thất thanh khóc giống. Lý Tú Dung đứng ở ngoài cửa phòng bệnh, trong lòng xót xa rơi lệ nhìn về phía con gái đang ngồi sổng bên hiên, như vậy cúi đầu tuyệt vọng khóc giống, nước mắt bà lại một trận phẫn nộ ngã nhào, nguyên bản đến bệnh viện một điểm nhu tình toàn bộ biến mất không thấy, mà là như vậy thống khổ nặng nề đẩy cửa đi vào phòng bệnh, nhìn về phía trượng phu vẫn như cũng nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh như vậy tiều tụy đau lòng rơi lệ, bà trong nháy mắt đem bình giữ nhiệt nặng nề nện ở trên mặt đất băng lãnh, toàn bộ canh nóng đổ trên mặt đất. Đường Chí Long lập tức thất thần ngẩng đầu, nhìn về phía thê tử nhiều năm không thấy, ông còn chưa có hoàng thần, liền liếc thấy canh cổn tiên cầu kỳ ngọc trên mặt đất, đây là canh mình thích uống nhất, nhìn cảnh này, ông lại một trận áy náy rơi lệ. Lý Tú Dung thống khổ tức giận run rẩy đi tới trước mặt đường Chí Long, nước mắt nhanh chóng chảy xuống, nghiến răng nghiến lợi đau lòng nghẹn ngào nói, ông nói còn không biết xấu hổ, 9 tuổi để cho con gái chính mắt thấy cha mình ngồi xe tù rời đi là loại đau nào. Những việc này tất cả đều là ông tạo thành, hôm nay ông có tư cách gì phản đối con gái. Ông căn bản cũng không biết nó sau 9 tuổi này, ngày nào cũng rất nhiều gian khổ. Con không có cha, con không có mẹ, nó tất cả đều dựa vào chính mình. Con bé còn muốn chuộc tội cho ông, hàng năm đến ngày dỗ khó giả trong nhà dập đầu, làm đồ ăn thức uống cho người ta. Có đôi khi, bị người kéo tóc ngã trên mặt đất, còn bị người đánh cho thống khổ gần chết. Tất cả việc này, nó vẫn như cũ không oán không hận. Duy nhất anh trai không muốn nó, mẹ không thể thân thiết với nó phụ thân hại con bé biến thành như vậy con bé đến nay không có oán hận bất cứ người nào nó dựa vào cố gắng của mình từng bước một cắn chặt răng đi cho tới hôm nay ông có tư cách gì phản đối con gái của tôi ông có tư cách gì ngăn cản hạnh phúc của nó ông đã đương nhiên quyết định hiện tại biện pháp duy nhất chính là ông đi chết đi chỉ cần ông chết tất cả việc này đều kết thúc đường trí long một trận kích động rơi lệ ngừng đầu đau lòng nghẹn ngào nhìn về phía thê tử. Mặt lại bộc lộ đau lòng ái náy, ẩn nhẫn mấy phần thống khổ, mới khẩn cầu. Có thể hay không, đợi hai năm nữa, chỉ cần đợi hai năm nữa, tôi liền không tiếc núi đi rồi. Lý Tú Dung nghe lời này, lại một trận kích động đau lòng tiến lên, vươn tay nảy sinh ác độc hướng trên người trượng phu vừa đánh vừa khàn khàn thanh âm, khóc nói tôi không thể đợi. Tôi không thể đợi, ông đi chết đi, ông bây giờ lập tức liền đi chết đi tôi hiện tại cái gì cũng không muốn tôi chỉ cần con gái của tôi hạnh phúc mặc kệ hai năm sau là tình huống gì ông bây giờ lập tức đi tìm chết cho tôi nếu như thực sự không được tôi ôm ông cùng chết tôi chết cùng ông tôi không muốn nhìn thấy con gái của tôi đau lòng thêm nữa nữ tôi lại cũng nhìn không được nó xót xa trong lòng chúng ta cùng đi chết đi cùng chết đường trí long vừa chịu đựng thê tử đánh vừa rơi lệ đau gọi tú dung a ông không nên gọi tôi ông không có tư cách gọi tôi như vậy. Lý Tú Dung lại một trận kích động rơi lệ, khóc giống hô to, quá khứ tôi như vậy vì ông. Ông bụng bầu 7 tháng, đều vì ông trở lại nho viên, điều tra loại loại nhau bị hạ độc giúp ông. Tôi là như vậy tin ông, ông lại đối với tôi như vậy. Đối con của tôi, ông không có tư cách gọi tôi. Tôi hận ông, tôi hận ông. Đường Trí Long lại một trận bi thương rơi lệ. Ông đi chết đi, Lý Tú Dung vừa khóc vừa đau lòng ngã trên mặt đất, một trận khóc một trận rơi lệ nói, chỉ cần ông chết, là con gái có thể hạnh phúc, ông hãy để cho con gái của tôi hạnh phúc. Một trận tiếng khóc thống khổ, như vậy bi thương tuyệt vọng xuyên thấu tất cả thế gian vạn vật, thượng đế cũng chợt lộ ra một cánh cửa sổ tịch mịch, không nhìn về phía lão nhân ra nghe lời quyết tuyệt, như vậy hai tròng mắt ẩn nhẫn bất xá cùng quyết định, chân trời cuối cùng chậm rãi vì ông rơi xuống nước mắt. chương 1225, Huynh Thành Khách sạn Á Châu tối nay bầu trời lấp lánh ánh sao, đại sảnh vàng kim cùng xanh ngọc bích rực rỡ huy hoàng có vô số khách mời với thân phận cao quý, hiển hách qua lại. Trong đó bao gồm các thành viên hiệp hội rượu nhau cùng hiệp hội chuyên gia hầu rượu. Khách lệ đã thay ra trang phục công sở, đổi lại là bộ váy dài lan tuyết hồ quây ngực đuôi cá, mái tóc được búi lên tao nhã, tay cầm ví sách tay bạch kim. Với tư cách là thư ký của đối lập duy, cô sánh vai đi bên cạnh, khuôn mặt mỉm cười bước vào đại sảnh khách sạn. Một chiếc xe hơi sang trọng bậc nhất ngừng ở trước thảm đỏ, giống như một buổi lễ trao giải vậy, chủ tịch thương hiệu cao cấp thế giới, mang theo nữ minh tinh quốc tế của họ cùng xuất hiện. Vô số chủ vườn nho hàng đầu cũng từng người một bước xuống từ những chiếc xe sang trọng. Vô số nhân vật nổi tiếng ở cả hai giới chính trị và thương mại ở trong nước, bao gồm các thiên kim danh tiếng cũng mỉm cười dần dần đi vào đại sảnh rực rỡ. Tô Linh cùng Tô Thủy Kỳ mà nhiều người mong đợi cũng đi xuống, cùng nhau mỉm cười khoác tay nhau bước tới. Sau khi Thủ tướng từ chức, mọi người trong tô ra rốt cuộc cũng nặng nề thở phào nhẹ nhõm nhiều năm qua vì duy trì danh tiếng ông nội liêm khiết có nhiều lúc các hoạt động của bọn họ ở trên mọi phương diện cũng sẽ phải chịu những hạn chế khác nhau thậm chí đi thăm viếng bên ngoài nhìn có vẻ rất phô trương tuy nhiên trên thực tế cũng không quá mức điên cuồng phung phí như thế hôm nay mặc dù ông nội đã từ chức nhưng thân phận bọn họ vẫn cao quý dù đi tới nơi nào cũng vẫn lấp lánh trói mắt như vậy Giám đốc khách sạn Hoác Minh dối giết đi tới trước đại sảnh khách sạn, hết sức cung kính tiếp đón quan khách. Cánh cửa mạ vàng của phòng yến hội số 1 mở rộng, truyền đến những giai điệu âm nhạc của bữa tiệc, bầu không khí vô cùng tuyệt vời làm cho mọi người phấn khích. Một chiếc xe Rolls Royce màu đen mà biển số xe giống như thân phận chủ nhân của nó, lóe lên ánh sáng phô trương cùng sang trọng, từ từ theo làn mưa bay bay chậm chạp lái tới, cuối cùng ngừng ở trước thảm đỏ. Hoác Minh thấy chiếc xe này đến gần, khuôn mặt ông lập tức nở nụ cười tiêu chuẩn khéo léo và chuyên nghiệp, bước sớm hai bước so với các giám đốc khác tự mình tiếp đón, hơi khom người hết sức cung kính, tự mình đưa tay ra mở cửa xe, sau đó cung kính gọi, "Tổng giám đốc." Tổng Thiên lỗi mỉm cười, giống như chủ nhà, lộ ra sự mạnh mẽ và tràn đầy khí phách, hết sức nghiêm túc phong độ bước ra khỏi xe Rolls-Royce. Tối nay anh mặc trên người âu phục màu đen kẻ sọc, bên trong phối hợp áo sơ mi cao cấp màu xanh đậm, cổ áo dựng lên, huy áo bạch kim lóe lên ánh sáng kim loại, hoa lụa cải áo khí phách số lượng có hạn trên thế giới. Dấu ấn của anh tối nay mang hơi thở vô cùng quyến rũ, đứng lại ở cạnh cửa xe đôi mắt anh ánh lên một chút nụ cười thần bí, sau đó xoay người nhìn về phía bạn đồng hành bên trong xe đang dần dần bước ra. Từ bên trong xe đi xuống đông anh mặc chiếc váy dài mềm mại màu xanh tuyết. Tối nay trông cô vô cùng quyến rũ, chiếc váy dài quây ngực chạm đất, xương bả vai gầy mảnh, phát ra ánh sáng hết sức mê người nội tâm cô vẫn luôn luôn hết sức khiêm tốn, nhưng tối nay lại mặc trang phục giả hội, còn vấn lên búi tóc kiểu Hàn, cổ đeo đồ trang sức 10 triệu, tay cầm một chiếc túi sanen. Nhưng khuôn mặt lộ vẻ miễn cưỡng, phảng phất có chút bối rối không vui đứng ở cửa xe bên kia, đưa mắt nhìn tổng giám đốc. Tưởng thiên lỗi nhìn vẻ mặt cô, nhất thời nín cười cố tình hỏi thế nào. Tối nay cô theo tôi tham dự bữa tiệc, sợ bạn trai không vui sao. Sẽ không, Đông Anh lộ ra vẻ mặt lúng túng, Liếc mắt nhìn Hoắc Minh cùng những người khác, thậm chí còn cảm thấy bất đắc dĩ hơn nói, "Tổng giám đốc, anh muốn trốn tránh việc chủ tịch tìm cho anh đối tượng xem mắt, anh có thể không cần tìm tôi. Tùy tiện chọn ai cũng được mà. Tìm người khác sẽ rất phiền toái." Tưởng Thiên Lỗi trực tiếp hơi xoay người, khẽ nâng cánh tay lên, nín cười nhắc nhở, "Đến đây nào." Đông Anh không muốn đứng ở bên cạnh cửa xe, ngẩng đầu lên nhìn về phía bóng lưng vạm vỡ của Tưởng Thiên Lỗi cô đành phải bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng rồi nhẹ nhàng nâng tả váy bước đi về phía anh. Cuối cùng cô không quen vươn bàn tay mảnh khảnh lên nhét vào bên trong khuỷu tay của anh, căng thẳng bối rối đến nỗi người toát ra mồ hôi lạnh, trực tiếp thở một hơi gấp gáp. Tưởng thiên lỗi cảm giác được rằng đông anh không thấy thoải mái, nhưng bản thân anh không nhịn cười được, lập tức dắt cô bước dọc theo thảm đỏ dài đi về phía trước. Tổng giám đốc tưởng, một giọng nữ hết sức trong trẻo vang lên. Tưởng thiên lỗi dừng bước lại, hơi giật mình nhìn về phía một cô gái khoảng 25-26 tuổi, hết sức thẳng thắn nhanh nhẹn trên người mặc áo vest ngắn màu xanh ra trời cùng quần đùi màu trắng. Cô bước đi trên đôi giày cao gót hơn 10 phân màu trắng, tay cầm microphone, mái tóc dài xóa ra tung bay. Cô cầm trong tay một quyển sổ, vẻ mặt lộ ra sự nôn nóng và phấn khích, ngay lập tức muốn phỏng vấn Tổng Giám Đốc Tường, nghe nói việc xây dựng khách sạn dưới nước đang trong quá trình hoàn thành. Anh cùng một tổng giám đốc của hoàn cầu khác là tiên sinh Trang Hạo Nhiên, sẽ gặp nhau lần nữa để hoạch định công việc mới nhậm chức vị trí chủ tịch trước thời hạn có đúng không tin tức vô căn cứ này từ đâu truyền tới tưởng thiên lỗi nhìn về phía cô gái trước mặt lông mày anh nhíu chặt khuôn mặt lập tức lộ vẻ không vui đông anh đi ở bên cạnh với tư cách thư ký cô hơi có vẻ nghiêm khắc nói cô là ai lúc này làm sao cô có thể chui vào khách sạn vô cớ phỏng vấn người khác như vậy cô thuộc phương tiện truyền thông nào cô gái nghe những lời này ngay lập tức cầm lên tấm thẻ công tác đeo trước cổ, chỉ để giải thích. Tưởng Thiên lỗi mặt lạnh lùng đã dẫn Đông Anh cất bước hướng tới bậc thang đi lên phòng yến hội. Ngay lập tức Hoắc Minh dẫn nhân viên bảo vệ không khách khí đem cô gái đang muốn xông lên bậc thang này đuổi đi. Nhưng cô ta vẫn cố hết sức chen chúc đi vào trong, nhìn về phía bóng lưng vạm vỡ của Tưởng Thiên lỗi đang bước lên bậc thang, lần nữa hơi cao giọng nói to, nghe nói anh cùng tổng giám đốc trang sẽ điều chỉnh địa điểm công tác anh rất nhanh sẽ chuyển tới trụ sở chính ở nước Anh để tiếp nhận vị trí của Tổng Giám Đốc Trang đúng không? Tổng Giám Đốc Trang có hay không muốn thay thế công lao hoàn thành xây dựng khách sạn dưới nước của anh? Đây chính là một sự kiện thế kỷ. Tưởng thiên lỗi mặt lạnh lùng đứng ở trước cầu thang xoắn ốc, đông anh tỏ ra hơi khẩn trương nhìn anh, nhân viên bảo vệ cùng Hoác Minh nhìn thái độ này của anh, tất cả đều dối rít không dám di chuyển. Anh vào lúc này, có vẻ như hơi bất đắc dĩ ghim nén thở gấp gáp, lúc này mới lạnh lùng, mang vẻ mặt hơi kỳ dị, xoay người nhìn về phía cô gái trước mặt. Cô gái cũng khẩn trương đến ngẩng đầu lên, trợn to hai mắt nhìn anh. Lúc này Tưởng Thiên Lỗi nhìn ngược lại cô một cái thật sâu, đôi mắt sắc bén không ngừng quét trên người cô gái này một lúc lâu, rốt cuộc hơi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, cũng không nói lời nào, tiếp tục khoác eo Đông Anh, bước đi về phía trước. Ngay lúc này Đông Anh vừa nghe tiếng cô gái ở dưới lầu liều lĩnh kêu lớn, vừa nghi ngờ nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi thậm chí không nhịn được cười lên nói tổng giám đốc đã rất lâu rồi tôi không có nhìn thấy anh cười với cô gái khác như vậy thế nào cô ấy có chỗ nào đặc biệt sao không có tưởng thiên lỗi tiếp tục bước đi về phía trước đôi mắt lóe lên ánh sáng lấp lánh thẳng thắn nói chẳng qua là cô ấy có cặp mắt to nhìn có chút giống như khả hinh trái tim đông anh hơi căng thẳng sướng suốt nhìn tưởng thiên lỗi tưởng thiên lỗi không nói nữa anh nhớ tới hôm thi đấu Đường Khả Hinh hầu rượu bằng tất cả trái tim mình, trái tim anh đến giây phút này vẫn dạo dực vì cô ấy đã rất điềm đạm cùng xuất sắc. Tối nay anh cũng không kiềm chế được mà mong đợi cô gái này. Biệt thự màu trắng, thi ngữ dẫn người giúp việc mà Diệp Mạn Nghi phái tới, đem theo đủ các loại hộp trang sức, từ từ bưng lên tầng 2. Mà tầng 2, nhà thiết kế cùng thợ trang điểm đều đã bận bận biểu biểu đợi ở bên trong phòng khách, bên trong phòng bầy biện vô số váy đầm dự tiệc lộng lẫy ánh lên những tia sáng lấp lánh tiên nhi cùng lạp lạp cũng không ngừng nhộn nhịp ra ra vào vào. Mà nhã tuệ thì mỉm cười, tay bưng một cái hộp màu xanh đen, đem bộ đồ trang sức kim cương giá trị hơn 10 triệu mở ra, sau đó nhìn người trước hương trang điểm. Đường khả hình trên người mặc váy ngắn màu trắng có rất nhiều các sợi trong suốt rậm rạp, mẫu thiết kế có sợi tơ bạch kim gắn các viên kim cương chạy xung quanh, láo lỉnh di chuyển ở trên dáng người hấp dẫn cùng vòng eo nhỏ gọn của cô. Cô ngồi trước bàn trang điểm để cho thợ làm tóc lấy kẹp uốn tóc mini bằng điện nhẹ nhàng cuốn tóc lên, tạo thành búi tóc kiểu hàn. Sau đó dùng chuỗi dây kim cương gồm 3 vòng liên kết đi qua chán vòng lên tóc mai rồi cố định sau ót, lộ ra khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ của cô. Sau đó lấy thêm chiếc châm cài đầu có gắn con bướm kim cương màu xanh biển, nhẹ nhàng cài lên bên cạnh búi tóc. Lạp lạp mở ra một hộp trang sức, thấy bên trong là một chiếc nhẫn hoa nhài mộng ảo cực lớn, chiếc nhẫn đó được gắn đá quý bảy màu vây xung quanh một viên kim cương 8 cara ở giữa. Khi xoay tròn, người ta có thể thấy màu sắc của nó dần dần biến đổi ánh lên tia sáng vô cùng ảo diệu. Cô ồ lên một tiếng, không kìm chế được kích động kêu lên, chiếc nhẫn này, thật sự tuyệt đẹp. Chỉ cần là phụ nữ đều sẽ mê mệt trước chiếc nhẫn này, chiếc nhẫn này là do Trang Ngải Lâm sai người chế tác, lấy chủ đề là khuynh thành. Đường khả hình trang điểm tinh khôi, khuôn mặt mỉm cười nhìn về phía lạp lạp. Thi ngữ nhất thời bất đắc dĩ cầm lấy chiếc nhẫn kia, nhìn cô gái này một cái, rồi mỉm cười đi về phía đường Khả Hinh. Cô nhấc đôi tay thuôn thuôn của Khả Hinh lên, đem chiếc nhẫn kim cương ảo mộng vô giá đeo vào ngón trỏ. Sau đó điềm đạm lui về sau một bước, khuôn mặt lộ ra nụ cười thán phục nhìn đường Khả Hinh tối nay thật đẹp, nàng díu dít cười rộ lên nói, đường tiểu thư. Tối nay cô thật là tuyệt đẹp. Đường Khả Hinh nghe những lời này đành phải lộ ra nụ cười ngượng ngùng. Cô khẽ nâng đôi tay thon thon lên, nhìn chiếc nhẫn kim cương cực lớn ở món trỏ đang lóe lên tia sáng huyền ảo và diễm lệ. Đôi mắt chớp chớp nhẹ nhàng, tâm tình của cô không nhịn được khuấy động lên một chút cảm xúc, khẽ cắn môi dưới, tối nay cô muốn đưa ra một quyết định. Đương nhiên là tuyệt đẹp rồi, khả hình của chúng ta hồi bé còn có một biệt danh nhé. Nhã tuệ không nhịn được cười nói đi tới. Biệt danh gì thế, thi ngữ kỳ lạ cười hỏi. Nhã tuệ đi tới phía sau đường khả hình, đưa hai tay ra nhẹ nhàng nắm bả vai của cô, không nhịn được cười rộ lên, nàng tiên hoa đó. Chính là cô ấy tay cầm cây gậy thần tiên, đi khắp nơi phá nát toàn bộ hoa trong trường học. Nàng tiên hoa đó vì muốn trở nên xinh đẹp, cô ấy đã đem tất cả các cánh hoa dán toàn bộ lên mặt mình. Chỉ như vậy liền xinh đẹp. Phụt, lạp lạp cùng tiên nhi không nhịn cười được. Đi đi, đường khả hình cố tình liếc nhã tuệ một cái, không nhịn được cười nói tôi có như vậy sao? Nhã tuệ không thể nhịn được nữa phá cười, nhìn đường khả hình ở trong gương, cô khen ngợi hết lời, tối nay cô thật sự rất đẹp. Tổng giám đốc trang mà nhìn thấy, nhất định muốn ngừng mà không ngừng được mất. Khuôn mặt đường khả hình ửng hồng, nhớ tới trang hạo nhiên cô mỉm cười dịu dàng, một trái tim ẩn nhẫn đang nhẹ nhàng vui mừng dạo rực. Ngừng một chút, rồi không thể kìm chế được sắc mặt cô trầm xuống với một chút bất mãn nói. Đúng rồi, thật kỳ quái, sự kiện chiến thắng của tôi vang dội như vậy mà anh ấy chưa hề tới gặp tôi cho dù anh ấy không có thời gian cũng được, nhưng bây giờ chuyện đó cũng đã qua lâu như vậy, ngay cả điện thoại cũng không gọi cho tôi. Đây là có ý gì vậy? Những người khác đâu? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1225.